Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 506. Hắn liền đi nhanh đến Nhâm Phi Phàm bên người, khom người hành lễ nói, gặp qua Huyết Nguyệt Thiên Đế. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hướng Mạc Kim Lão Tổ và Tần Ngạo Phong giới thiệu, vị này thiên tài trẻ tuổi, kêu Diệp Thí Thiên, là ta ký thác kỳ vọng rất lớn đệ tử, ta để cho hắn thừa kế rất nhiều luân hồi đạo thống. Cái này quang minh chi tâm cơ duyên, liền do hắn tới thừa kế đi. Bất quá, đi quang minh thần tộc mà nói, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, luân hồi mới tang, chúng ta còn muốn trị tang, chờ thêm chút thời điểm, chúng ta lại đi viếng thăm quang minh thần tộc. Mạc Kim Lão Tổ nói, như vậy quá tốt, xin chia buồn, chúc mừng vị này Diệp Thí Thiên bằng hữu có thể đem luân hồi đạo thống, phát huy. Diệp thần hướng Mạc Kim Lão Tổ chắp tay một cái, biểu thị bái tạ. Đao Thiên Đế đến. Độc Cô Gia La đến. Đây là, lại có khách đến. Đao Thiên Đế mang Thiên Đao gia tộc mọi người, bao gồm Hàn Viêm ở bên trong, tới chia buồn. Độc Cô Gia La vậy mang Ngu Giả Thần Điện người tới. Hàn Viêm và Độc Cô Gia La, biết Diệp thần chết, khóc được đặc biệt thương tâm. Nhâm Phi Phàm đi trước gọi, chỉ chốc lát sau, lại nghe đón khách trưởng lão hát nói. Đạo Tông Trận Doanh, Hoàng Tử Tại đến. Chỉ gặp Hoàng Lão vậy đến, hắn tức giận xông lên, mặt đầy bi thương, vừa thấy được Nhâm Phi Phàm, lập tức tát qua một cái, giận dữ nói. Nhâm Phi Phàm, người tại sao vậy, làm sao cầm Diệp thần hại chết? Luân hồi truyền thừa cửu thế, đời thứ 10 nhưng chết ở bên trong tay ngươi. Ngươi phải bị tội gì? Mắt xem Hoàng Lão một tát này, thì phải phiến đến Nhâm Phi Phàm trên mặt, Phật Tổ vội vàng đi ra ngăn cản, ôn thanh nói. Hoàng Tổ, luân hồi chết, không người so Nhâm huynh càng thương tâm, người trách cứ hắn thì có ích lợi gì? Thật may luân hồi đạo thống còn ở, chúng ta được nghĩ cách sống lại Diệp thần, nếu như phục không sống được hắn, ít nhất cũng phải tìm một người thích hợp người thừa kế. À, thiên đầu vạn tự, những ngày kế tiếp, có được bận rộn. Hoàng Lão bi phẫn vô cùng, hắn nơi ý nghĩ hoàn mỹ thế giới, còn cần Diệp thần trợ lực. Nhưng hiện tại, Diệp thần chết, nhưng để cho hắn huyễn mộng rơi vào khoảng không. Đã từng Diệp thần ủy thác ta cướp lấy cửu tiêu hoàn bội cầm, đàn ta đã bắt được, người khác đâu. Hoàng Lão lại sử dụng một cái làm bằng gỗ hộp đàn, đem dài hạp phước trên đất, bót đích một tiếng, một cái đàn cổ từ hộp gỗ bên trong lộ ra. Vậy cầm đàn cổ, đàn thân trong suốt như ngọc. Dây đàn là dùng 9 tầng trời mộng băng tàm tơ tằm chế tạo, toàn thân lộ ra một cổ mê ly mộng ảo thủy quang, chính là trong truyền thuyết cửu tiêu hoàn bội cầm, là cầm đế năm đó chế tạo thần khí, được gọi là đệ nhất thiên hạ đàn. Cái đàn này, cũng là trình diễn đệ nhất thiên hạ giang khúc, đại mộng xuân hiểu vật cần thiết. Diệp thần viễn xa hiện thấy được cửu tiêu hoàn bội cầm, trong lòng nhất thời động một cái. Hắn từng ủy thác Hoàng Lão, hỗ trợ từ hoa tổ huyết nhục nê đàm bên trong. Ăn cắp cửu tiêu hoàn bội cầm, xem ra Hoàng Lão không có quên, hiện tại thật vẫn ăn cắp thành công. Chỉ là, Diệp thần hôm nay là chết giả, mai danh ẩn tính, ở tương lai 3 năm trong thời gian, thế gian chỉ có Diệp Thí Thiên tồn tại, lại không có Diệp thần. Cho nên, bây giờ thấy Hoàng Lão bi phẫn thương tâm hình dáng, Diệp thần cũng không thể hiện thân nhận nhau. Phật Tổ than thở một tiếng, đem cửu tiêu hoàn bội cầm từ dưới đất nhặt lên, chứa bên trong hộp, giao cho Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, ánh mắt hướng Diệp thần liếc một cái. Phật Tổ hội ý, liền đem cái đàn này giao cho Diệp thần. Hôm nay Diệp thần thân phận, là Diệp Thí Thiên, đạt được Nhâm Phi Phàm coi trọng, phải thừa kế luân hồi đạo thống, cho nên Diệp thần trước kia cơ duyên, liền do hắn hiện tại dùng tên giả Diệp Thí Thiên thu lấy. Thằng nhóc này là ai, mang mặt nạ, lén lén lút lút, Nhâm Phi Phàm, người phải đem Diệp thần đạo thống truyền cho hắn. Hắn cũng xứng sao? Hoàng Lão tức giận, ánh mắt nổ lên hàn mang, bỗng nhiên ra tay, bàn tay như nhanh như tia chớp, hướng Diệp thần chộp tới. Phật Tổ lại lật đật ra tay ngăn cản, nắm Hoàng Lão bàn tay, nói, Hoàng Tổ, xin chia buồn, người trước bình tĩnh bình tĩnh. Hắn e sợ cho Hoàng Lão gây chuyện, liền vội vàng đem hắn mang theo đi xuống. Chân lý hội sứ giả, hoàn mỹ đại thánh đến. Phách đao thương lôi tỏa hạ sứ giả, thường tứ ra đến. Đây là, lại có khách đến. Một cái là chân lý hội sứ giả, hoàn mỹ thế giới đạo thư người chấp trưởng, hoàn mỹ đại thánh. Diệp thần ở thế giới hiện thật liền gặp qua. Một cái khác, là một cái khá là lão luyện người trung niên,
Diệp Thần trước kia không gặp qua, nhưng hơi có nghe đồn, là Phách Đao Thương Lôi tỏa hạ sứ giả, người gọi Thường Tứ Gia. Phách Đao Thương Lôi hàng năm bế quan, thế tục công việc phần lớn giao cho Thường Tứ Gia xử lý. Thường Tứ Gia và Hoàn Mỹ Đại Thánh, đồng thời đến, thấy trên quảng trường một phiến thương tiếc hình ảnh, gặp lại Diệp Thần thi thể, hai người đều là 10 phần chấn động. Đáng tiếc, luân hồi đời thứ 10, cuối cùng vẫn là bỏ mình. Ta chân lý hội, bị đạo tông đại chủ tể ủy thác, chuẩn bị mở thả tinh không núi thần, tổ chức tinh không tranh bá thi đấu, đáng tiếc không thể lần nữa gặp luân hồi cao hiền, thật sự là vô cùng tiếc nuối. Hoàn Mỹ Đại Thánh một tiếng thở dài, từ trong lòng ngực móc ra một bộ thiệp mời, cung cung kính kính giao cho Nhâm Phi Phàm, nói. Huyết Nguyệt Thiên Đế, 3 năm sau đó, chính là tinh không tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu ngày, luân hồi chi chủ tuy chết, nhưng thật may các ngươi luân hồi trận doanh đạo thống còn ở. Cùng 3 năm sau đó, các ngươi như có hứng thú, có thể cầm thiếp tham dự tinh không tranh bá, ta chân lý hội vô cùng hoan nghênh. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, đa tạ, nhận lấy thiệp mời. Phách Đao Thương Lôi tỏa hạ sứ giả, Thường Tứ Gia vậy móc ra một bộ thiệp mời, nói, nhà ta chủ tử Phách Đao Thương Lôi, thiếu luân hồi chi chủ một phần cơ duyên, vốn là muốn mời hắn đi Thương Lôi Sơn thu lấy, nhưng thiên không giả năm, luân hồi băng hà, thật là làm người mới lưu chưa kịp. Huyết Nguyệt Thiên Đế, luân hồi chi chủ tuy vẫn, nhưng nhà ta chủ tử chuẩn bị cơ duyên, nhất định sẽ giao cho các ngươi, ngươi có thể phái người đi trước Thương Lôi Sơn thu lấy. Nói xong liền đem thiệp giao cho Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, lại chuyển giao cho Diệp Thần, nói, Diệp Thí Thiên, chờ thêm chút thời điểm, người đi liền Thương Lôi Sơn một chuyến. Diệp Thần nói, ừ, sau đó liền nhận lấy thiệp. Ngoại thần liên minh minh chủ, Hồng Quân Lão Tổ đến. Tán thần nhất mạch Đại Thiên Tôn, Trùng Dương chân nhân đến. Lúc này, lại có hai cái nhân vật lớn đến. Một cái là Hồng Quân Lão Tổ. Một cái khác là Trùng Dương chân nhân. Thấy cái này hai cái nhân vật lớn đến, toàn trường đều là chấn động. Hôm nay Trùng Dương chân nhân, hiện tại thân và tương lai thân đã hòa làm một thể, thấm ra một cổ đại viên mãn hơi thở, cho dù đứng ở Hồng Quân Lão Tổ bên người, khí thế cũng không có kém nhiều ít. Hồng Quân Lão Tổ nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, nhưng không có lên tiếng, yên lặng cho Diệp Thần lên ba nén hương. Nhâm Phi Phàm cau mày nói, Hồng Quân, Trùng Dương chân nhân, các ngươi tới làm gì? Hồng Quân Lão Tổ chỉ lắc đầu một cái, than thở một tiếng, vẫn là không có nói chuyện. Trùng Dương chân nhân chính là ánh mắt sắc bén, đi thẳng vào vấn đề nói, Nhâm Phi Phàm, ta tới thu hồi Thiên Đế Kim Luân. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi nói gì sao? Trùng Dương chân nhân nói, Thiên Đế Kim Luân là ta tán thần nhất mạch thần chí cao khí, ngươi tiếm quyền chiếm đoạt đã có thời gian rất dài, cũng hẳn trả cho ta. Nghe được Trùng Dương chân nhân mà nói, toàn trường nhất thời xôn xao. Hôm nay là luân hồi hạ táng ngày, nhưng Trùng Dương chân nhân nhưng một chút mặt mũi cũng không cho, vừa mở miệng liền đòi thần khí. Nhâm Phi Phàm cười lạnh nói, Thiên Đế Kim Luân là đẹp thần hiến tặng cho luân hồi đồ, ngươi còn không tư cách chấm mút, rốt cuộc ai là tiếm quyền người, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Trùng Dương chân nhân nói, luân hồi chi chủ đã chết, cái này Thiên Đế Kim Luân, hắn không tư cách chấp trưởng. Ngươi còn muốn tiếp tục chiếm đoạt sao? Nhâm Phi Phàm cả giận nói, càn rỡ, ngươi hôm nay là muốn tới gây chuyện. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm bàn tay nắm chặt, khớp xương thẻ xem kỹ vang dội, liền muốn ra tay. Được rồi, Trùng Dương, những chuyện này, sau này hãy nói, ngày hôm nay luân hồi chi chủ hạ táng, ngươi cũng không thể đạp phải đừng trên mặt người. Hồng Quân Lão Tổ đi ra giảng hòa, nhưng trong giọng nói vậy mang theo gai. Làm người ta nghe không quá thoải mái. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, Trùng Dương chân nhân gặp Hồng Quân Lão Tổ đi ra điều đình, cũng sẽ không nhiều lời. Một tràng sóng gió tạm thời lắng xuống, tiếp theo chính là Diệp Thần đưa tang. Diệp Thần vậy tham dự tang lễ của mình, luôn cảm giác có chút quỷ dị dáng vẻ. Đến khi tang lễ nghi thức kết thúc, đã là đêm khuya. Ở đưa đi nơi có khách sau đó, Nhâm Phi Phàm đơn độc cùng Diệp Thần ước gặp. Hai người che giấu thiên cơ, nhìn nhau một mắt, cũng không nhịn cười được. Diệp Thần là cười khổ, nói, Nhâm tiền bối, người cái này sửa đổi thế giới tuyến thủ đoạn, vậy quá kinh khủng, ta cũng thiếu chút nữa cho rằng ta chết. Nhâm Phi Phàm nói, luân hồi thư lực lượng, chính là như thế khủng bố. Hy vọng đem ngươi tới có một ngày, có thể đem hoàn chỉnh luân hồi thư chế tạo ra tới. Khi đó,
sợ rằng thế gian đều phải ngửa mặt trông lên luân hồi dung mạo. Diệp Thần gật đầu một cái, cố gắng tiêu hóa trước mắt và Nhâm Phi Phàm kể lể hết thảy, chỉ chốc lát sau, mới nói, vậy kế tiếp 3 năm thời gian, ta đều là dùng tên giả Diệp Thí Thiên, cho đến 3 năm sau đó, tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, mới có thể lộ ra thân phận thật sự. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái Diệp Thần, nói, đúng vậy, cái này 3 năm, ngươi phải ẩn nhẫn, nếu không mũi nhọn bại lộ, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Diệp Thần nói, ừ, chính là nhìn Nhược Tuyết, Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng khóc được như thế thương tâm, ta có chút tại tim không đành lòng. Nhâm Phi Phàm nói, không có sao, 3 năm thời gian, rất nhanh liền đi qua, người giữ ẩn nhẫn là được. Ở nơi này 3 năm bên trong, người tốt nhất có thể đem mình thực lực, tăng lên tới thần đạo cảnh 9 tầng trời. Như vậy thứ nhất, ở tinh không tranh bá trong cuộc so tài, mới có tuyệt đối đoạt quốc chắc chắn. Diệp Thần liếm môi một cái, nói thần đạo cảnh 9 tầng trời sao. Đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Ở bước lên thần sau đó, Diệp Thần liền cảm thấy tu luyện khó khăn. Trước mắt hắn thực lực, là thần đạo cảnh tầng 2 thiên sơ giai, có thiên đế thần nguyên thâm hậu tích lũy, thật ra thì tu vi tấn thăng, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn đóng cửa không ra, đều có thể từ từ thăng cấp đến thiên đế. Nhưng vấn đề là, điều này cần cực kỳ rất lâu, cực kỳ rất dài thời gian. Vậy thần đạo cảnh võ giả, cho dù có thiên đế thần nguyên căn cơ, muốn từ tầng dưới chót thăng cấp đến 9 tầng trời, đều cần đếm lấy kỷ nguyên thời gian. Muốn ở trong 3 năm, tăng lên tới tầng 9 tột cùng, vậy phải thu hoạch vô số cơ duyên, dựa vào ngập trời cơ duyên cùng tài nguyên, điên cuồng chất đống, hơn nữa tự thân thiên phú huyết mạch, nhất định phải đủ lớn lao, mới có thể đột phá. Nhâm Phi Phàm nói, 3 năm thời gian, đúng là quá gấp gáp, người cần không ngừng máy gặt xuyên. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cầm ra thường tứ ra cho thiệp, nói, vậy ta hiện tại, là muốn đi Thương Lôi Sơn sao? Thương Lôi Sơn bên kia, phách đao Thương Lôi đã chuẩn bị một đạo cơ duyên, chỉ cần Diệp Thần đi qua, liền có thể thu lấy. Nhâm Phi Phàm nhưng lắc đầu một cái, nói, không, ta tối hôm qua mới sửa chữa thế giới tuyến, rất nhiều quy luật hơi thở, cũng còn không hoàn toàn vững chắc. Nếu như người đi đến người khác địa bàn, rất có thể bị người đoán được đầu mối. Ít nhất phải lại qua một hồi, người mới có thể đi Thương Lôi Sơn. Người hiện tại tuyệt không thể bước vào một ít chí cao, thậm chí còn nhân quả dính địch nhân địa phương. Chúng ta cái kế hoạch này, không thể thất bại trong gang tấc, đây là luân hồi bố trí, cũng là ta bố trí. Diệp Thần nói, được, vậy ta liền qua một ít ngày lại đi Thương Lôi Sơn. Thốc Nhâm Phi Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, ừ, người có thể đi trước hai cái địa phương, nơi đầu tiên là Ngọa Long thời không. Ngọa Long thời không có một vật, có thể xóa sạch sửa đổi đi qua một ít tác dụng phụ, còn có thể vững chắc ngươi và Diệp Thí Thiên cái thân phận này hơi thở. Diệp Thần hỏi, Ngọa Long thời không, đây là địa phương nào? Vật gì như vậy thần kỳ? Nhâm Phi Phàm đưa tay ra chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ấn đường, nói, vì phòng ngừa người khác cảm giác nhân quả, phá hoại chúng ta sửa đổi đi qua kế hoạch, ta đem một ít thứ niêm phong ở ngươi thức hải bên trong, đến Ngọa Long thời không, đang đến gần vật này thời điểm. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Thần ngược lại có chút bất ngờ Nhâm tiền bối lại có thể như vậy cẩn thận, bất quá sửa đổi đi qua, táng diệt luân hồi, lấy Diệp Thí Thiên thân phận tân sinh, chân thực quá không thể tưởng tượng nổi, cẩn thận cũng là trạng thái bình thường. Vậy cái thứ hai lại địa phương đâu? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, cái thứ hai địa phương, chính là sát thần thế giới, chỗ đó, cũng có nghịch thiên cơ duyên. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, nói, sát thần thế giới sao? Thốc ở đạo tông thi đấu trước, hắn bị kẹt ở thiên tuần đảo thời điểm, từng thông qua một miếng hắc ám cửa rời đi. Vậy hắc ám cửa sau lưng, chính là vô cùng thần bí sát thần thế giới, truyền thuyết là thiên đấu sát thần, tự tay sáng tạo vĩ đại thế giới. Ở thiên đấu sát thần chết sau đó, mảnh thế giới kia, đã bị hắc ám cùng ma vật chìm ngập. Nhưng nếu là thiên đấu sát thần sáng chế thế giới, nhất định sẽ có cơ duyên gì lưu lại. Tiểu Cấm Yêu vậy từng nói qua. Ở sát thần thế giới bên trong, thiên đấu sát thần pho tượng chỗ, có lệnh hắn động tâm cơ duyên. Vậy sát thần thế giới, rất quỷ dị, có rất nhiều nổi lơ lửng sứa. Thiên đấu sát thần tín đồ, thủy mẫu đế cơ, nhất định là đặt chân qua sát thần thế giới. Thốc Diệp Thần mơ hồ bắt được vẻ nguy hiểm, vậy phiến sát thần thế giới, coi như tồn tại cơ duyên gì, sau lưng nhất định là có ngập trời nguy hiểm. Nhưng,
tạo hóa cơ duyên, sẽ không vô căn cứ từ trên trời rơi xuống tới, muốn có được chân chính tạo hóa, tổng phải trải qua một ít nguy hiểm. Được, vậy ta đi trước Ngọa Long thời không, lấy được rồi Nhâm tiền bối giao phó vật, lại xuất phát đi sát thần thế giới. Diệp Thần trong lòng quyết định xong. Nhâm Phi Phàm nói, nhớ chuyện kế tiếp thứ tự, không thể đánh loạn. Đi trước Ngọa Long thời không vững chắc thân phận, sau đó đi sát thần thế giới, lại đi Thương Lôi Sơn, cuối cùng mới đi Quang Minh thần tộc. Một khi đánh loạn, chúng ta kế hoạch cực kỳ có thể bị người phát hiện. Đến lúc đó, có thể thất bại trong gang tấc. Còn nữa, Quang Minh thần tộc lãnh địa, ta dự cảm sẽ có cực lớn nguy hiểm, người muốn bắt được Quang Minh chi tâm bản vẽ, tuyệt không phải chuyện dễ. Thốc, người trước hay là học hỏi kinh nghiệm, tăng tiến điểm tu vi, lại đi Quang Minh thần tộc ổn thỏa một ít. Nói đến Quang Minh thần tộc thời điểm, Nhâm Phi Phàm mang trên mặt lo lắng âm thầm, hắn hiển nhiên là bắt được thiên cơ, dòm ngó đến Quang Minh sau lưng, sẽ có bất trắc hung hiểm. Biết, Diệp Thần gật đầu. Lập tức liền trở lại gian phòng của mình bên trong, là ngày mai lên đường đi Ngọa Long thời không làm chuẩn bị. Võ tổ trước kia truyền thụ qua hai người họ môn võ học, theo thứ tự là Titan tinh đấu quyền và Vẫn Đế Diệt Thần Chỉ. Vậy Vẫn Đế Diệt Thần Chỉ, lực sát thương to lớn, luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, thiên đế chủ thần đều có thể nghiền diệt. Ban đầu Diệp Thần tu vi không đủ, còn không cách nào nắm trong tay cửa này chỉ pháp, nhưng hôm nay hắn đã bước lên thần, cũng là có thể thuận lợi nắm giữ. Thốc Diệp Thần yên lặng cảm ngộ Vẫn Đế Diệt Thần Chỉ diệu pháp, lại ở trong lòng trải chuốt một lần tự thân võ học thần thông, đại mộ thần kiếm, đại hoang trộm thiên thuật, thiên tể chú tinh thuật, rồng ngâm thần công, tuần thú chữ bát quyết, thiên đế ngũ suy kiếm, song xà tinh tọa vân. Vân. Còn có rất nhiều pháp bảo, kinh cức phương tọa, tạo thần tiên trì, luân hồi thần giáp, phong ngữ tiên trì, thiên ma cổ bảo vân. Vân. Trong đó, Diệp Thần thiên ma cổ bảo. Ở lớn đạo tranh phong thời điểm tranh tài, vốn là bị hao tổn, nhưng đạt được đại chủ tể cho mới mảnh vỡ sau đó, dung hợp luyện hóa, thiên ma cổ bảo lại khôi phục như cũ. Hiện tại Diệp Thần thiên ma cổ bảo, lực phòng ngự có thể nói khủng bố, chỉ kém cuối cùng một khối mảnh vỡ, liền có thể khôi phục đến viên mãn trạng thái. Rồi sau đó, Diệp Thần lại lấy ra một cái đàn cổ, chính là ngày hôm nay Hoang lão đưa tới cửu tiêu hoàn bội cầm. Cầm đế tiền bối cửu tiêu hoàn bội cầm. Ta rốt cuộc lấy về lại, đáng tiếc người hắn đã không có ở đây. Diệp Thần cảm trong lòng một tiếng, ánh mắt ngưng mắt nhìn cửu tiêu hoàn bội cầm. Thốc trong quá khứ trong năm tháng, cửu tiêu hoàn bội cầm bị chôn ở huyết nhục nê đàm, dính liền vô số dơ bẩn khí. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trong tay đàn, nhưng rất sạch sẽ, xem ra là Hoang lão đã chui luyện qua. Diệp Thần đối Hoang lão, trong lòng cũng là khá là cảm kích. Sợ rằng Hoang lão đối mình chết giả. Vậy rất thống khổ đi. Hoang lão ban đầu ở luân hồi mộ địa và mình không hề hợp tánh, thậm chí có qua rất nhiều mâu thuẫn, nhưng, hai người cuối cùng là thầy trò. Một ngày vi sư suốt đời là cha, hắn nhẹ nhàng một nhóm dây đàn, một cổ nhu hòa réo rắt tiếng đàn, chính là truyền ra. Thốc cửu tiêu hoàn bội cầm phẩm chất, đặc biệt tốt, dùng này đàn trình diễn nhạc khúc, tất thành. Có cái đàn này, ta liền có thể thử nghiệm tấu vang đại mộng xuân hiểu. Diệp Thần nghĩ thầm, Đại Mộng Xuân Hiểu, là cầm đế sáng chế thập đại giang khúc bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, có thể diễn sinh ra ảo mộng bí cảnh, điên đảo nhân tâm, vô cùng lợi hại. Bài hát này, vậy 10 phần huyền ảo tinh thâm, cũng không phải là cầm đế một người sáng tạo. Coi như là lấy cầm đế khúc đàn thành tựu, cũng không cách nào một mình phổ tả Đại Mộng Xuân Hiểu. Cái bài này Đại Mộng Xuân Hiểu, là hắn và một cái kêu là Hoàng Già Thiên Người, liên thủ sáng chế. Thốc, mà vị kia Hoàng Già Thiên, chính là 33 thiên thần thuật, vạn hoa đồng huyết nhãn người sáng tạo, thân phận đặc biệt thần bí lợi hại. Nhưng tiếc là, vị này Hoàng Già Thiên, vậy gặp qua hoa tổ đuổi giết, tuy may mắn không chết, nhưng cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, tình huống 10 phần gay gâu. Cầm đế từng nói qua, hy vọng Diệp Thần có thể ra tay, tìm được Hoàng Già Thiên, cũng đem hắn đón về luân hồi trận doanh, rất nhiều hắn một cái an ổn cuộc đời còn lại. Diệp Thần nhìn cửu tiêu hoàn bội cầm thời điểm, cùng cầm đế chung đụng một màn, liền xông lên đầu. Hắn đã sớm phái người đi điều tra Hoàng Già Thiên tung tích, đáng tiếc vẫn không có kết quả. Hoàng Già Thiên, cái này vị tiền bối, là ở Quang Minh thần tộc bên trong. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua một chút kinh nghi. Vào giờ khắc này,
hắn bắt được thiên cơ, lại là mơ hồ cảm thấy, vị này hoàng giả thiên, tựa hồ và quang minh thần tộc tới giữa, có thiên ti vạn lũ liên lạc. Thôi, chờ ta sau này đi quang minh thần tộc, lại cẩn thận điều tra cũng không muộn. Dưới mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp vững chắc mình thân phận, giảm thiểu sửa đổi đi qua giá phải trả. Cái này Ngọa Long thời không, rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, thu hồi cửu tiêu hoàn bội cầm, liền ngủ nghỉ ngơi. Đến khi sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền rời đi trên Hoàng Thiên Cung, phong tỏa Ngọa Long thời không tọa độ, ngồi Titan thần hạm, phá không đi. Titan thần hạm xuyên qua trùng trùng thời không, rất nhanh liền đến Ngọa Long thời không vòng ngoài. Ngọa Long thời không bầu trời tràn đầy một loại màu xám cho sương mù dày đặc, cực kỳ đặc thù, Titan thần hạm đều không cách nào tiến vào trong đó. Diệp Thần từ Titan thần trong hạm nhảy xuống, ngưng mắt nhìn trước mắt giống như cụm núi bao trùm đất chết. Nơi đây tựa hồ có chút vấn đề. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bước vào để gặp, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy, một mình ngươi thần đạo cảnh tầng hai trời, làm sao tới chỗ như vậy? Này này này, nơi này cũng chỉ có ngươi, người mang mặt nạ kia. Diệp Thần ngẩn ra, xoay người, chính là thấy được một cái nhìn như chỉ có 12-13 tuổi bé gái. Cho dù thoạt nhìn là bé gái, ở không không lúc nào không, vậy là không thể ngoài ra hình dáng bàn về cảnh giới, trên người tản ra hơi thở lẫm liệt hết sức, trong cảnh giới sợ rằng đã thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong. Thậm chí nội tình không thể so với đại lộ tranh phong những thiên tài kia yếu. Bé gái gặp Diệp Thần không nói lời nào, tiếp tục nói, chỗ này cũng không phải là ngươi loại cảnh giới này có thể đặt chân, ta khuyên ngươi vẫn là mau sớm rời đi, nếu không coi như là luân hồi chi chủ tới, cũng không cứu được ngươi. À, ta quên, luân hồi chi chủ trước đây không lâu cử hành tang lễ. Ai, chân khí người, đáng chết kia Chu Võ Hoàng, còn có vậy Chu Mục Thần nguyền rủa. Hại chết luân hồi chi chủ, ta vẫn luôn muốn gặp vừa gặp trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, bây giờ không có cơ hội. Như vậy thiên kiêu lại có thể sẽ chết, chân thực quá đáng tiếc. Nếu không phải ta chuyến này phải đi Ngọa Long thời không, tìm được chữa trị tỷ tỷ ta đồ, ta hiện tại hẳn ở trên cao Hoàng Thiên Cung liền đi. Nam mặt nạ, người biết luân hồi chi chủ sao? Bất quá suy nghĩ một chút, người bất quá mới thần đạo cảnh tầng trời 2, khẳng định cũng không biết đại lộ tranh phong chuyện phát sinh. Bé gái lầm bầm lầu bầu, nhưng mà Diệp Thần dưới mặt nạ nhưng là sóng lớn mãnh liệt. Nếu là đối phương biết mình chính là hắn trong miệng luân hồi chi chủ, sợ rằng diễn cảm sẽ phong phú hơn. Nhưng Diệp Thần không thể nào công bố mình thân phận. Diệp Thần kịp phản ứng, liền nói, luân hồi chi chủ danh hiệu ta cũng có nghe thấy, bất quá dưới mắt, ta có trọng yếu chuyện, phải đi Ngọa Long thời không? Bé gái Mỹ mâu chuyển một vòng, cười lạnh nói, nam mặt nạ, ngươi là nghe không hiểu sao, chỗ này ngươi một khi bước vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi, nam mặt nạ ngươi tên gì? Ta Giang Tân Nhi mà nói, nghe, đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Thần biết Giang Tân Nhi là ý tốt, liền chắp tay nói, Diệp. Diệp Thí Thiên. Giang Tân Nhi nghe được cái tên này, ngẩn ra, cười lạnh nói, ngươi hiện tại mới thần đạo cảnh tầng 2 trời, thiên phú phỏng đoán chưa ra hình dáng gì, còn lấy lớn như vậy tên chữ, Thí Thiên. Liền luân hồi chi chủ cũng không dám Thí Thiên, ta khuyên ngươi đổi cái tên chữ tương đối khá. Nếu chúng ta biết lẫn nhau tên, gặp nhau tức là duyên, cũng coi là bạn bè, bằng hữu nhắc nhở phải nghe, không muốn lại bước vào Ngọa Long thời không nửa bước. Nói xong liền hướng Diệp Thần ném ra một khối màu vàng mảnh vỡ. Diệp Thần nhận lấy màu vàng mảnh vỡ, hơi cảm giác, liền biết đạo kim sắc mảnh vỡ lai lịch không nhỏ, có thể ngăn cản thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp nhất kích. Đối vậy thần đạo cảnh cường giả mà nói, giá trị liên thành, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không hơn chỗ đại dụng. Bất quá Giang Tân Nhi đối một người xa lạ như vậy thương hại hiền hòa ý, ngược lại là để cho Diệp Thần coi trọng mấy phần. Không không lúc nào không, mạnh hiếp yếu, Giang Tân Nhi loại người này, sợ rằng trước được bảo vệ rất tốt, mới ở bên ngoài như vậy hết lấy xem nhẹ. Diệp Thí Thiên, cái này màu vàng mảnh vỡ ở thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng, ta còn có việc, đi trước. Nếu như có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo ta Giang Tân Nhi tên chữ. Mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng lần sau chúng ta gặp lại gặp, ta nhất định giúp ngươi trả thù. Tốt lắm, ta còn có việc, đi trước. Lời nói rơi xuống, Giang Tân Nhi liền không để ý nữa Diệp Thần, hướng Ngọa Long thời không đi.
Diệp Thần năm ngón tay chạm trước mảnh vỡ, dưới mặt nạ khóe miệng phát họa một đạo đạm đạm nụ cười, lẩm bẩm nói, ta tang lễ sau đó, không nghĩ tới biết người bạn thứ nhất, sẽ là cái bé gái. Cùng lúc đó, cáo biệt Diệp Thần sau đó, Giang Tân Nhi chính là căn cứ trong trí nhớ còn sót lại vậy một tia khí tức lần thăm ngọa long thời không mỗi cái xó xỉnh. Kỳ quái, rõ ràng đang ở phụ cận, nhưng là không tìm được ngọn nguồn. Ngọa long Ngọc Chi hẳn đang ở phụ cận à? Chẳng lẽ là bị năm đó một vị ngọa long thời không chí cường hái sao? Không thể nào à? Khu vực này quá rộng lớn, giống như là mò kim đáy biển vậy, căn bản không có thể tùy tiện liền tìm được. Nhưng khu vực này xác thực tồn tại ngọa long Ngọc Chi, không thể nào vô căn cứ biến mất. Có loại nào đó tồn tại che giấu nàng cảm giác. Cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra, chính là bị Giang Tân Nhi bác bỏ, lại không nói mình thần hồn rõ ràng cảm giác được ngọa long Ngọc Chi tồn tại, hơn nữa khu vực này, vậy không giống như là có dấu người hình dáng. Giang Tân Nhi mặc dù nghi ngờ, nhưng chắc chắn mình cảm giác là chưa làm gì sai, lại là tiếp tục ở đây phiến khu vực dạo chơi đứng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm giác được, khí tức chung quanh, ở trong nháy mắt tan mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mới vừa là có cường giả cướp đoạt ngọa long Ngọc Chi? Giang Tân Nhi tim đập rộn lên, sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Cổ uy áp này cực kỳ mạnh mẽ, Giang Tân Nhi thậm chí cảm giác được mình không cách nào hô hấp. Ai, những, Giang Tân Nhi quát lạnh. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng là phát hiện chung quanh trừ trống rỗng hoang vu ra, lại cũng không tìm được những người khác ảnh. Giang Tân Nhi trong lòng, cũng là tràn đầy vẻ đề phòng, cổ uy áp này như vậy cường thịnh, nhưng lại chưa từng hiển lộ ý định giết người, hiển nhiên cũng là đối bản thân có chỗ kiêng kỵ. Nàng lòng như lửa đốt, âm thầm tản ra thần niệm, điều tra bốn phía, định tìm được ngọa long Ngọc Chi rơi xuống. Oanh! Bỗng nhiên một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị bao phủ tới. Vậy cổ khí tức quỷ dị, tựa hồ có thể chiếm đoạt hết thảy. Giang Tân Nhi hoảng hốt, vội vàng coi giữ đạo tâm và thức hải, đầu óc bên trong cảm giác đau nhói tập kích để bụng lúc đó, cổ khí tức kia cũng là càng diễn càng ác liệt, thậm chí đang không ngừng thẳng xông lên Giang Tân Nhi thức hải. Thật là bá đạo hơi thở. Tốt đáng sợ uy áp. Giang Tân Nhi thần hồn run rẩy kịch liệt, cảm giác mình đều có loại muốn khuynh hướng hư hỏng. À! Giang Tân Nhi không nhịn được kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán phủ đầy mồ hôi lạnh, cả người cũng là run rẩy vượt quá. Cái này cổ khí tức quỷ dị, lại muốn xen lẫn thấm vào Giang Tân Nhi thần hồn, ở rình rập nàng trí nhớ. Cái loại này ăn mòn, để cho Giang Tân Nhi thần hồn đều có vết nứt ở hiện lên. Nếu không phải mình mạnh mẽ thần hồn, giờ phút này đã sớm bị đoạt xác. Không thể để cho nó tiếp tục nữa. Giang Tân Nhi nổi cơn giận dữ, đè nén sợ hãi trong lòng, thần hồn lực tản ra một đạo quang, thức hải thâm sử, một đoàn thần bí kim liên mãnh tách ra, một đạo ánh sáng nóng rực, từ thần liên bên trong bạo bắn ra, trực bức Giang Tân Nhi thức hải. Thẻ xem kỹ. Theo một tiếng giòn giã, trước mắt cả tòa thế giới bị xé nát, đang không ngừng hỗn hợp, Giang Tân Nhi rõ ràng, đó là mình thần hồn phải bị đánh tan. Quỷ dị này lực lượng, thậm chí không sợ hắn lá bài tẩy. Sợ rằng liền thiên nguyên cảnh trung vị thần đích thân tới, đều khó chịu đựng lực lượng này. Không biết qua bao lâu, như vậy đau nhói tê liệt cảm giác dần dần lại nữa lan tràn, mà loại khí tức này, tựa hồ vào lúc này đổi được lại nữa như vậy hung ác, ngược lại là đổi được nhu hòa. Dần dần ổn định tâm thần Giang Tân Nhi lần nữa nắm giữ chủ động, đột nhiên, nàng đồng lỗ mãnh co rúc một cái, ở nàng trước mắt, một tòa thật to đền, đứng sừng ở vừa nhìn bao la đất hoang vu. Lộ vẻ được vô cùng nguy nga nguy nga. Vậy tòa cung điện, tựa hồ là từ một viên ngôi sao to lớn xây dựng mà thành, ở chung quanh, tràn ngập một cổ cường đại uy nghiêm, giống như là thần chi vậy, nhìn xuống chúng sinh, làm người ta sinh sợ. Đây là tỷ tỷ từng nói tới ngọa long thần đỉnh, Giang Tân Nhi cả kinh. Ngọa long thời không đã từng vậy huy hoàng qua, mà ngọa long thần đỉnh chính là lúc ấy linh hoạt kỳ ảo khí nhất đậm đà địa giới. Ra đời qua không thiếu thiên đế cảnh, thậm chí có đến gần trong truyền thuyết không thể nói cảnh tới cao cường người. Nhưng chẳng biết tại sao, năm đó đạo tông đại chủ tể và một vị cường giả ở ngọa long thời không ước chiến, đưa đến ngọa long thời không suýt nữa hủy diệt. Nếu không hôm nay cũng sẽ không thành là như vậy đất hoang vu.
mà Diệp Thần và Giang Tân Nhi ở bên ngoài thấy màu xám cho sương mù dày đặc, liền Titan thần hạm đều không cách nào lái vào, chính là trận chiến ấy khói thuốc. Lời đồn đãi cái này Ngọa Long Ngọc Chi, lấy nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ lấy ảo muốn ý bồi bổ tưới, nếu quả thật có, vậy nhất định là ở nơi này trên đỉnh núi, nếu đã tới, liền không có lý do gì thu tay lại. Giang Tân Nhi bước chân nâng lên, một đường phù diêu lên. Hồi lâu sau đó, ở nơi này tòa Ngọa Long đỉnh, Giang Tân Nhi di động ở đỉnh núi bên dọc theo, quan sát chung quanh. Chung quanh, một phiến hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng đến gần trên đám mây, vậy thâm thúy ám làm người ta tin quý. Ở đen nhánh kia dưới màn đêm, chỉ gặp một bụi thân cây khổng lồ, cắm thẳng vào trời cao. Bụi cây kia đã sớm khô bại, cây ngộ đạo cành khô giống như dơ lên trời trụ vậy, lấp lánh rực rỡ. Giang Tân Nhi cẩn thận quan sát mấy lần, phát hiện cây này liền cũng không phải là tầm thường, mà là do từng hạt tròn thật nhỏ tinh thần tạo thành. Nhiều loại màu sắc đan vào một chỗ, tổ hợp thành một loại đặc biệt màu sắc, giống như cầu vồng vậy rực rỡ tươi đẹp, lộng lẫy và tuyệt vời. Ở đã sớm chết đã lâu cây chung quanh, vừa vặn có Giang Tân Nhi mong muốn Ngọa Long Ngọc Chi. Giang Tân Nhi tìm đập ngay tức thì tăng tốc độ, trong con người lóe lên nóng bỏng ý, một bước bước ra, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được, mình thần hồn bị một cổ mãnh liệt uy áp cho phong tỏa. Giang Tân Nhi sắc mặt biến, lại là như vậy quanh quẩn trong lòng cảm giác bị áp bách, để cho nàng có chút không thở nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ có vật gì trong bóng tối theo dõi ta? Nàng trong lòng rung động, nàng chưa bao giờ có như vậy cảm giác, cho dù là đối mặt chung vị thần, cũng sẽ không sinh ra loại cảm giác này. Nơi này thiên địa pháp tắc 10 phần quỷ dị, không chỉ có thể cách trở thần thức, liền liền thần hồn cũng là được liền cực lớn trói buộc. Nếu không phải Giang Tân Nhi thần hồn đủ quá cường hãn, sợ là đã bị áp chế đến trình độ cao nhất. Giang Tân Nhi cau mày, nàng không biết đối phương kết quả là phương nào cao thủ, lại có như vậy lực lượng mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm xông vào ta Ngọa Long thần đỉnh. Ngay tại Giang Tân Nhi thân thể sắp leo đến đỉnh núi lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng vang khắp lên, từng đạo hàn mang từ đỉnh núi bắn tán loạn tới, trực tiếp hướng Giang Tân Nhi tích chém tới. Hừ! Giang Tân Nhi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một chưởng vung ra, liền đem hàn mang kia phá vỡ. Một đạo thân thể to lớn, từ trong rừng núi đi ra, trong mắt lóe lên cảnh giác, nhìn chằm chằm Giang Tân Nhi, nói. Ngươi tới Ngọa Long thần đỉnh, kết quả có gì ý đồ? Giang Tân Nhi nói, cái này vị tiền bối, nhưng cầu một bụi Ngọa Long Ngọc Chi, ta nguyện lấy bất kỳ đồ trao đổi. Nam tử nghe vậy sửng sốt một chút, nói, Ngọa Long Ngọc Chi. Hắn chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt, nhìn về Giang Tân Nhi tròng mắt chính là lần nữa trầm xuống. Không phải tộc ta, không mang được nó, ngươi lại đi đi. Giang Tân Nhi nói, tiền bối, chậm đã, cái này Ngọa Long Ngọc Chi, ta phải mang đi. Ngươi dám. Nam tử hét lớn một tiếng, nháy mắt tức thì, Ngọa Long thần đỉnh bụi cây kia đã sớm chết đi cây ngộ đạo, đột nhiên thân cây kịch liệt lắc lư một tí, một đạo sáng chói kim mang chính là xé ra màn trời tới, chạy thẳng tới Giang Tân Nhi ấn đường đi. Cái gì? Giang Tân Nhi sắc mặt hoảng hốt, cái này Ngọa Long thần đỉnh thần thụ, chẳng lẽ còn sống? Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lúc này liền là muốn tránh ra, có thể Giang Tân Nhi rất nhanh liền phát hiện hai chân mình giống như là mọc rễ vậy, lại nhúc nhích không được. Kim quang như nhận, phân dương phá vỡ hư không, một đạo máu bắn tung bắn vẩy, Giang Tân Nhi chỉ cảm giác được mình đầu lâu phảng phất là bị một bó đại nhật kim quang cho xuyên thủng vậy, cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống. Thậm chí có bộ phận thời gian tuyến đều bị kim quang này hủy diệt. Phốc thông. Một tiếng rên sau đó, Giang Tân Nhi chính là đập vào lòng đất nóng bỏng dung nham bên trong. Ngọa Long thần phong đỉnh. Chàng trai ánh mắt đảo qua, thấy được đang lăn lộn ngọn lửa và vậy dần dần khô héo Ngọa Long Ngọc Chi, gợn sóng không sợ hãi. Bé gái, không cần uổng phí khí lực, nơi này hết thảy, người cũng không mang được, có chút đường, từ bắt đầu dậy, cũng đã kết thúc. To lớn chàng trai đôi mắt bên trong không chứa bất kỳ tâm trạng, đạm đạm nói. Giang Tân Nhi từ trong biển lửa vùng vẫy bỏ dậy, cả người áo quần bị thiêu hủy, lộ ra da thịt trắng noãn. Ho! Giang Tân Nhi không nhịn được lại phun ra mấy ngụm máu tươi, nàng thân thể đã vết thương chồng chất, mặc dù nàng có thể dùng linh lực khôi phục, nhưng mà cái này lực lượng bá đạo, không chỉ có thân xác,
liền thần hồn đều bị cháy. Đáng chết, một cái kỳ quái không gian, nơi này lại là một nơi luyện ngục. Thân xác của ta bị ăn mòn, thần hồn bị thiêu hủy, ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Giang Tân Nhi cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tim nàng, giờ phút này cũng đã dần dần ngừng đập, nàng đã không thể ra sức. Chính là chết, vậy được tướng ngọa Long Ngọc Chi mang đi ra ngoài. Giang Tân Nhi trong hốc mắt, nước mắt chậm rãi tuột xuống, nàng nhớ lại chị mình. Cần gì chứ, người trong cuộc nhân xâm không phá, đường chết bị chết. Niệm tình ngươi không thích chữ ác ý, lần này quyền làm cho một mình ngươi dạy bảo, đi đi, đi đi. Nam tử lẩm bẩm nói nhỏ, theo hắn tiếng nói rơi xuống, vậy nguyên bản lóe lên đủ loại tiên quang cây ngộ đạo trà cây đột nhiên yên lặng, tắt ở hắc ám bên trong. Tựa hồ hết thảy chưa từng phát sinh, lòng đất vô tận dung nham biển lửa rút đi, chỉ trừ hoang vu đỉnh núi tản ra mục nát tiên ra hơi thở, mờ mịt vô hình. Ta thất bại sao? Muốn chết sao? Thật là không cam lòng sao? Giang Tân Nhi thức hải dần dần không cách nào vững chắc, ý thức vậy đang không ngừng mơ hồ. Ở một khắc sau cùng, nàng thật giống như thấy được một cái mang mặt nạ chàng trai bóng người. Đó là, Diệp Thí Thiên, hắn làm sao tiến vào? Hắn thực lực không nên đi tới nơi này mới đúng. Ở nàng nhận biết lực, đừng nói đến gần chỗ này, vậy màu xám cho sương mù dày đặc thì không phải là thần đạo cảnh tầng 2 thiên võ giả có thể tiếp nhận. Diệp thần nhìn rơi vào hôn mê Giang Tân Nhi, con người híp lại, nói, nơi đây quả nhiên so tưởng tượng nguy hiểm. Bất quá thế nào sẽ có đại chủ tể hơi thở. Đại chủ tể năm đó đã tới nơi này. Còn nữa, đối Giang Tân Nhi xuất thủ tồn tại tựa hồ không có giết Giang Tân Nhi dự định. Có chút ý tứ, sau đó, Diệp Thần liền vận chuyển bát quái thiên đan thuật, đạo tông đúc đan thuật, Phật tổ chân kinh cùng thuật pháp, hội tụ tại Giang Tân Nhi trong cơ thể, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Giang Tân Nhi thương thế cũng không tại thân xác, mà là bên trong ở. Bất quá để cho hắn tỉnh lại ngược lại không phải là việc khó. Một nén nhang thời gian, Giang Tân Nhi liền ở Diệp Thần chữ hạ mở mắt ra. Diệp Thí Thiên, ngươi vào bằng cách nào? Đúng rồi, Ngọa Long thần đỉnh đâu? Ta Ngọa Long Ngọc Chi đâu? Giang Tân Nhi dưới tình thế cấp bách vừa muốn bước chập chừng, nhưng là lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, Diệp Thần thấy vậy, nhướng mày một cái, hỏi. Ta thấy hiện ngươi thời điểm. Người đã ở chỗ này hôn mê. Giang Tân Nhi chấn định mấy phần, đè xuống trong lòng kinh ngạc đem sự tình nguyên nhân hậu quả nói cho Diệp Thần nghe. Ta đạp ngươi giấu chân một đường tìm tới, cũng không gặp qua ngươi nói ngọn núi kia. Làm sao có thể? Giang Tân Nhi kích động lên tiếng, Ngọa Long Ngọc Chi đang ở trước mắt, rõ ràng dễ như trở bàn tay, tại sao có thể là giả? Diệp Thần tỏ ý Giang Tân Nhi an tâm một chút chớ nóng, giải thích người bị thương. Cũng không phải là người là tới. Đột nhiên, Giang Tân Nhi đồng lỗ mãnh như vậy co rúm một cái, khóe miệng nổi lên tí tí đắng chát cười. Lúc này, nàng mới phát hiện, mình thần hồn dấu vết lại đã bắt đầu tán loạn. Mặc dù giải tán tốc độ chậm, nhưng lại khó mà nghịch chuyển, cái này để cho Giang Tân Nhi có một loại cảm giác hít thở không thông. Nàng thậm chí cảm nhận được liền nàng sức sống ở biến mất, như mặc cho tiếp tục như vậy, đem sẽ hoàn toàn tiêu tán. Là bụi cây kia Ngọa Long Ngọc Chi đang làm ma. Diệp Thần lúc này chắc chắn nói. Thần hồn của ngươi lực không giống người thường, ngoại giới hơi thở bị Ngọa Long thời không mảnh thiên địa này ý chí không buông tha, ngươi chịu, căn bản không phải cái gì Ngọa Long thần đỉnh thủ hộ giả gây thương tích. Đại lộ dấu vết, là sẹo. Bụi cây kia Ngọa Long Ngọc Chi trao đổi Ngọa Long thời không thế giới nơi đây thiên địa ý chí, được mau sớm tìm được nó, mới có thể giải quyết ngọn nguồn. Diệp Thần ngưng trọng nói. Thì ra là như vậy, trước đây ta cảm nhận được qua nó hơi thở, nhưng Thủy Chung không cách nào tìm được tung tích, không nghĩ tới lại bị bày một đạo. Giang Tân Nhi siết chặt quả đấm, tạm thời nóng lòng, lại trước liền một bụi dược liệu đạo. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, tiếp tục nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, nơi này thời không đại lộ nếu không tiếc rơi xuống đạo vết tổn thương ngươi, như vậy cái này mảnh đất giới. Rất có thể chính là đã từng chân chính Ngọa Long thần đỉnh. Chúng ta cũng không có tìm sai địa phương. Diệp Thần nhìn vòng quanh bốn phía, trừ ở nơi này bên Hàn Đàm phát hiện một ao kim lăng ra, cũng không cái khác khác thường, làm sao xem, cái này khe sâu bên trong, vậy không giống như là một dãy núi. Diệp Thần nghĩ tới điều gì con ngươi nhắm lại, từng luồng ánh sao, từ Diệp Thần trên mình tách thả ra ra, phóng lên cao,
hóa thành song xà tinh tọa đồ đằng, hào hùng không gian chi lực thả ra, ngay tức thì ở bốn phía cấu trúc ra một cái không gian to lớn cũi. Song xà tinh tọa không chỉ có thể vây khốn kẻ địch, cũng có thể phá trước mắt cục. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lần nữa mở ra đôi mắt. Hắn tựa hồ đã tới một chỗ khác không gian. Đây là một phiến kỳ lạ đỉnh núi, cao vút trong mây, trùng điệp mấy vạn dặm xa, vậy nguy nga vĩ đại dãy núi, giống như kình thiên cự trụ vậy, tản mát ra mênh mông khí thế. Thân ở trong đó, cũng không khỏi bị cái này một cổ mênh mông khí thế bàng bạc nơi dẫn dắt, vào mắt có thể đạt được, một bụi thất bại kéo dài năm tháng chọc trời cây ngộ đạo sừng sững. Nơi này, hẳn là Giang Tân Nhi lúc trước nhìn thấy Ngọa Long Thần ngọn núi. Diệp Thần không khỏi được trong lòng thán phục. Liền liền hắn đạo tông thi đấu sân, đều không đạt tới trước mắt phân nửa. Đại chủ tể năm đó vì sao phải tới đây chỗ? Đang suy nghĩ, hắn bước chân chưa từng dừng lại, rất nhanh chính là đi tới Giang Tân Nhi nói Ngọa Long Thần đỉnh đỉnh. Trừ vậy cành lá như cũ xum xuê cây ngộ đạo lóe lên đủ loại vi mang bên ngoài, còn có một tòa cao ngất cổ xưa bia đá đứng sừng sững. Trên bia đá có khắc Ngọa Long thời không bốn cái phong cách cổ xưa chữ to. Còn như Giang Tân Nhi lúc trước nơi nói tới khắp nơi Ngọa Long Ngọc Chi, nhưng là không gặp bất kỳ tung tích. Diệp Thần lúc này chỗ ở Ngọa Long Thần Đỉnh, là một phiến mênh mông bao la bình nguyên, màu xanh bãi cỏ, gian mọc đầy tất cả loại thực vật, còn có từng cái to lớn con sông lao nhanh qua. Diệp Thần dọc theo trên bia đá chỉ thị, rất nhanh liền thấy được một miếng thần bí cửa đồng xanh. Trên cửa khắc họa có một cái trông rất sống động rồng thần, chiếm cứ bia đá, long đầu ngẩng đầu. Há miệng bào hiếu, đuôi rồng dao động, uy phong lẫm lẫm. À, ngay tại Diệp Thần muốn tiến một bước đặt chân tường xem lúc đó, khẽ than một tiếng ở hắn bên tai vang lên. Có tiếng tới, nhưng người không hiện. Từ thanh âm kia bên trong, Diệp Thần bắt được một chút tiếc nuối cùng không biết làm sao. Tiền bối, xin hiện thân vừa gặp. Diệp Thần theo sau chính là nghĩ tới điều gì, người này rất có thể chính là lúc trước cùng Giang Tân Nhi giao thủ người. Đúng như dự đoán, một bóng người lên tiếng đáp lại vô căn cứ hiển hóa, to vải trường xa mười phần làm phác, hai tròng mắt thần thái cũng cùng Giang Tân Nhi lúc trước nói người, một trời một vực. Tối thiểu, cái này thủ hộ giả chưa từng hiển lộ sát ý. Luân hồi chi chủ, người tới. Đầu tiên là đạm đạm mở miệng một câu, nam tử chính là ý thức được cái gì, cho nên lại là phức tạp đảo qua trước mặt Diệp Thần, nói, nếu ngươi đã không phải ngươi, ngày xưa vậy thì bỏ qua. Người tuổi trẻ, người tới vì sao? Diệp Thần nghe vậy, trong lòng chấn động một cái, đối phương chẳng lẽ là phát hiện mình chết giả chuyện. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương có thể cũng không tồn tại, hắn mới thở ra một hơi. Không nói nhảm nữa, Diệp Thần ôm quyền nói thẳng. Nghe nơi đây có Ngọa Long Ngọc Chi, tiền bối có thể nguyện bỏ những yêu thích. Vãn bối nguyện lấy bất kỳ giá nào đổi lấy. Nam tử nghe vậy chân mày cau lại, nói, à. Bất kỳ giá nào, giọng ngược lại là một như thường lệ cuồng ngạo. Ta hỏi ngươi, có thể nguyện đem chỉ tánh mạng để đổi. Diệp Thần vẻ mặt hơi chậm lại, chưa đáp lại, cái trước chính là khoát tay một cái, nói thôi, ta nói chung cũng biết ngươi lựa chọn, mặc dù ngươi không phải hắn, có thể bộ dáng này, để cho ta phiền lòng. Ngọa Long Ngọc Chi ở đại chủ tể tham dự trong trận chiến đó đã sớm tuyệt diệt, ngươi tới không phải lúc, rời đi đi, không cần lại phí trắc trở. Nam tử thẳng cự tuyệt nói. Diệp Thần không biết làm sao, mới vừa muốn nói cái gì, người đàn ông kia nhưng mở miệng lần nữa. Bất quá trên mình ngươi tựa hồ có đại chủ tể hơi thở, xem ở đại chủ tể mặt mũi, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Thấy cánh cửa này liền sao, ở bên trong, uẩn có thế gian cuối cùng một bụi Ngọa Long Ngọc Chi, ngươi nếu có thể vào tay, chính là ngươi. Nam tử lộ ra một nụ cười, đó là một loại Diệp Thần vậy cảm giác nói không ra lời. Cái này một chàng nhân quả, coi như là trả ngươi. Thẻ xem kỹ. Thế giới trước mắt ầm ầm sụp đổ, Diệp Thần trước mắt ngay tức thì đen nhánh một phiến, như là mất đi quang minh vậy, lửa đốt đau khó nhịn. Đột nhiên, bên tai truyền đến Giang Tân Nhi thanh âm, Diệp Thí Thiên, ngươi tại sao động một cái không nhúc nhích. Giờ phút này, Giang Tân Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mở miệng nói, ta muốn ta biết thế gian sau cùng một bụi Ngọa Long Ngọc Chi ở nơi nào. Giang Tân Nhi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Ngay vừa mới rồi, ta cũng đi ngươi nói cái đó Ngọa Long Thần Đỉnh.
Bất quá người nọ từng nói là đồng xanh cự môn sau lưng, có dấu cuối cùng một bụi ngọa long ngọc chi. Giang Tân Nhi nghe vậy, chính là mặt đầy cười khổ, khảo nghiệm. Chỉ bằng ta ngươi hai người, có thể địch nổi tên kia. Vậy không nhìn ra sâu cạn nam tử, nhưng mà lật giữa trưởng làm Giang Tân Nhi sẹo thêm người khủng bố tồn tại. Không, vậy phiến thanh đồng môn sau lưng, có lẽ có loại nào đó khủng bố tồn tại, nhưng hôm nay, vậy hẳn tùy thời gian trôi qua, tiêu tán. Ta liền dẫn người đi gặp cánh cửa kia. Diệp Thần mở miệng nói. Giang Tân Nhi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, giờ khắc này, nàng tựa như từ trong mắt của đối phương thấy được quang. Vậy áp đảo thế giới đạm như vậy, lại không ý kỵ hết thải quang. Cái loại này quang, ở nàng trong ấn tượng, chỉ có thể xuất hiện ở luân hồi chi chủ như vậy trí cao thiên tài trên mình. Bất quá rất nhanh, nàng liền lắc đầu một cái, vung tán trong đầu buồn cười ý tưởng. Diệp Thí Thiên làm sao có thể sẽ là luân hồi chi chủ đây? Luân hồi chi chủ chỉ có một cái thời gian tuyến, mà vậy cái thời gian tuyến đã sớm hủy diệt. Song xà tinh tọa, vạn vật hiện. Diệp Thần có thể sẽ không để ý Giang Tân Nhi ý tưởng, quát lên một tiếng lớn, trên mình quy luật năng lượng bạo động, hai cái năng lượng to lớn cổ rắn bay ra, một cái đại biểu thời gian, một cái đại biểu không gian, đầu đuôi lẫn nhau nối liền, lập tức cấu trúc thành song xà tinh tọa đồ đằng. Vù vù, từng cái không gian quy luật, như dây xích vậy bay ra, ngay tức thì cấu trúc thành một cái đa duy không gian hình lập phương. Đồng thời một tòa thần đỉnh hiện ra. Có thể thần đỉnh những ngày qua náo nhiệt lại nữa, mà là biến thành một phiến tĩnh mịch và suy bại không gian. Âm phong từng cơn, nơi cướp chỗ, đầy đất hoang vu. Cái này phiến tàn tạ không gian chủ thể là do một bụi cây ngộ đạo tạo thành, nối thẳng chân trời, khỏe mạnh vô cùng. Không biết sống sót tại năm nào tháng nào nó đã sớm không có chút nào sức sống, nhưng thân cây nhưng giống như là một cái hàng dài vậy vắt ngang ở trên trời, cho đến cuối chân trời, tựa hồ muốn liên tiếp đến một cái khác thời không. Mà ở nơi này cây khỏe mạnh vô cùng cây khô chóp đỉnh, có một khối màu đen bia đá, trên đó khắc vẽ chính là một ít hình thù kỳ lạ quái trạng ký hiệu. Ở đó khối màu đen bia đá bên cạnh, có một cổ thi thể, đã mục nát không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ đứng, chỉ bất quá sớm đã là một cổ xương trắng. Mà ở nơi này cổ xương trắng trước người, thì còn có một thanh kiếm, thân kiếm đen thui như mực, tản ra u quang, thân kiếm chung quanh còn có vài tia hắc khí quấn vòng quanh. Mà ở trước ngực của hắn có một cái lỗ máu, chính là bị thanh kiếm này đâm thủng qua. May là như vậy, mới tới Diệp Thần và Giang Tân Nhi, vẫn là một mắt phân biệt nhận ra hắn thân phận, hai người tương cố không nói. Xem ra cái này ngọa long thần đỉnh, trải qua một trận tai họa lớn. Diệp Thần cùng Giang Tân Nhi cảm khái, tựa hồ trước đây không lâu gặp nhau, vẫn là như tạc, mà nay, nhưng chỉ là rảnh một bộ cốt. Một hồi âm gió mạnh thổi phất, trước kia hết thảy giống như là bọt nước vậy tản đi, ai viên tuần gió, tại trên hư không diễn hóa một trận đại chiến. Vậy bảo vệ nam tử ánh mắt mở thật to, trong mắt thâm thúy vô cùng, gương mặt gầy gò, cả người cũng lộ vẻ được 10 phần già nua. Đang cùng khác một cầm kiếm nam tử kịch chiến. Thanh kiếm này, chính là cắm ở xương trắng ngực giữa chuôi này, chỉ bất quá, thanh kiếm kia hình dáng 10 phần kỳ dị, là dùng hắc thiết chế tạo mà thành, chuôi kiếm chính là một đóa màu đen hoa sen, đây là, cầm kiếm người mãnh ngẩng đầu lên, nhìn lên, chỉ gặp ở đầu mình trên đỉnh phương, lơ lửng một vòng trăng tròn tản ra ánh sáng nhu hòa, rơi xuống, đem cái này mảnh không gian soi được lượng nhược ban ngày. Đây là, to lớn chàng trai hai tay mãnh mở rộng ra tới, ở trong hư không một chụp. Bót! Một tiếng, cái này mảnh không gian bốn vách ngay tức thì vỡ vụn, một cổ cuồng bạo kình khí từ tan vỡ bốn vách bên trong bộc phát ra, cuốn tới, ngay tức thì liền đem cái này cổ xương trắng bao trùm ở bên trong, tê là bột. Mà theo cái này cổ mãnh liệt đợt khí đánh thẳng tới, vậy cổ xương trắng ngay tức thì hóa là bụi bặm, biến mất không gặp. Tựa hồ theo cái này cổ xương trắng quy về trần, hết thảy đều kết thúc. Cái này vị tiền bối muốn nói cho chúng ta một ít tin tức. Chỉ có thể lấy này tới truyền. Đáng tiếc, khoảng cách cái đó kịch chiến niên đại quá mức rất xưa, cho dù như vậy thủ đoạn nghịch thiên, chúng ta đều không cách nào dòm ngó hắn toàn cảnh. Diệp Thần lắc đầu một cái, hoàn toàn không có đầu mối, vậy cầm kiếm người, hắn chưa từng gặp qua. Giang Tân Nhi nhưng là mở miệng nói, người kia khí tức trên người, ta trong trí nhớ có chút quen thuộc, nhưng tỷ tỷ nói, ta trí nhớ bị người phá hoại qua, ta không nhớ được.
Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt Giang Tân Nhi, xem ra lai lịch của đối phương cũng không đơn giản. Chúng ta đi tìm vậy một bụi ngọa long ngọc chi đi, vậy phiến thanh đồng môn, ở nơi này ngộ đạo cổ thụ đỉnh. Diệp Thần than thở một tiếng, cũng là phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Giang Tân Nhi nghiêm mặt nói. Lần này tới, chủ yếu mục đích vẫn là vì tìm ngọa long ngọc chi. Được. Giang Tân Nhi gật đầu một cái, hai người dựa theo trí nhớ hướng vậy phiến thanh đồng môn phương vị đi. Không lâu lắm, chính là tìm được chánh chủ. Đây là một miếng phong cách cổ xưa thanh đồng môn, nhìn giống như là bị năm tháng ăn mòn, có dấu vết loang lổ. Thanh đồng môn bề ngoài, khắc ấn rất nhiều huyền ảo khó lường phù văn, hơn nữa còn điêu có khắc rất nhiều quỷ dị khó hiểu đồ án, thêm tới năm tháng cọ rửa, liếc nhìn lại, để cho người có chút không thấy rõ. Diệp Thần xòe bàn tay ra, khẽ vuốt ở đó thanh đồng môn bên trên. Nháy mắt tức thì, hắn nhìn gương mặt. Sửu thần mặt. Như vậy vặn vẹo, hơi thở là như vậy hôi thối, gương mặt dữ tợn, ngũ quan nghiêng ngã, không được cân đối, thật dài đầu lưỡi rủ xuống trước, ánh mắt không ở trên mặt, nhưng lớn lên ở trong cổ họng. Diệp Thần mãnh buông tay ra, diễn cảm cực độ cổ quái. Giang Tân Nhi mắt đẹp nhíu một cái, Diệp Thí Thiên, người rốt cuộc thấy được cái gì? Sắc mặt thảm như vậy trắng. Diệp Thần còn chưa phản ứng kịp, lẩm bẩm nói tại sao sẽ có sửu thần mặt. Giang Sân Nhi lại đưa ra tay ở Diệp Thần trước mắt sơ dơ, Diệp Thần cái này mới thanh tỉnh lại. Sửu thần như vậy mặt xấu xí bàng, lại thiếu chút nữa ăn mòn đạo tâm của mình. Thay đổi qua đi giá phải trả, vẫn có một ít. Mình suýt nữa bị ảnh hưởng. Xem ra phải mau sớm tìm được Nhâm Phi Phàm giao phó đồ. Có thể Nhâm Phi Phàm ở mình trong óc rót vào nhắc nhở, chậm chạp không có xuất hiện. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Thí Thiên, người rốt cuộc thấy được cái gì? Giang Sân Nhi tiếp tục truy hỏi nói. Diệp Thần thở ra một hơi, thư thái cười một tiếng, không việc gì, cánh cửa này có chút cổ quái thôi, chúng ta phải cẩn thận. Giang Sân Nhi nghe được câu này, cấp bận bịu lui lại mấy bước, cảnh giác xem chừng thanh đồng môn. Diệp Thần chế trụ nội tâm hết thảy, đạo tâm ngưng tụ. Phật Pháp, chiếu kiến hư không, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, lập tức thi triển ra Phật Tổ chân kinh bên trong thần thông, Phật quang màu vàng nổ tung, ở chỗ này hiển hóa ra Bồ Tát vĩ đại bóng người, Phật quang chiếu sáng. Nóng rực Phật quang chiếu dọi xuống, vậy sửu thần ảo tưởng tựa như ngắn ngủi tiêu tán. Diệp Thần tin tưởng, nếu như vận dụng luân hồi mệnh tinh hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng mình hôm nay không còn là luân hồi chi chủ, mà là thân phận mới Diệp Thí Thiên, tự nhiên có chút thủ đoạn không thể vận dụng. Luân hồi mệnh tinh chân thực quá chói mắt. Diệp Thần năm ngón tay hội tụ lực lượng, lựa chọn luân hồi nguyên thể bùng nổ, chợt lần nữa hướng thanh đồng môn đẩy đi. Lần này, thanh đồng môn rốt cuộc mở ra. Diệp Thần gặp không có lại nhìn thấy sửu thần, khẽ mỉm cười, đối Giang Sân Nhi nói, đi. Giang Sân Nhi nhưng diễn cảm cổ quái, cái này vì sao cho ta một loại ảo tưởng cảm giác. Đạp một cái ra thanh đồng môn, thế giới bên ngoài nhất thời liền đập vào mi mắt. Chỗ tòa này ngọa long thần đỉnh, lại biến thành một tòa cổ thành, tòa thành thị này so mới vừa rồi tòa kia Thương Sơn còn muốn hùng vĩ cao vút, trên tường thành có điêu khắc cổ xưa đường vân, một cổ khí tức tang thương đập vào mặt. Mà giờ khắc này, ở ngọa long thần đỉnh dưới, thậm chí có rất nhiều người. Có võ giả cũng có người phàm. Mà ở những người này trước mặt, có một khối ước chừng mấy ngàn mét lớn nhỏ cự đại thạch bi. Phía trên bia đá có khắc một bức bức đồ lục. Có núi nước, dãy núi, sông lớn, hồ, thảo nguyên, đại dương vân. Vân. Mà những người đó, thì ở nơi này bức bia đá to lớn phía trước, cung kính quỳ lạy. Đây là ngọa long thời không thời kỳ tột cùng hình ảnh. Những người này là ngọa long thành người. Mấu chốt trong đó không thiếu thiên nguyên cảnh cường giả. Giang Sân Nhi ánh mắt giống vậy rơi vào cái này bức bia đá to lớn bên trên, trong mắt lóe lên khác thường sáng bóng, tâm tình hết sức kích động, bởi vì nàng nhìn thấy mình mơ tưởng cầu mong ngọa long ngọc chi. Diệp Thí Thiên, người nói đúng, quả nhiên lấy thần hồn mới có thể dòm ngó xem. Ngọa long ngọc chi, ở nơi này. Giang Sân Nhi kích động nói, điều này đại biểu, tỷ tỷ của nàng được cứu rồi. Mà Diệp Thần nhưng là đột nhiên quay đầu lại nhìn về Giang Sân Nhi, lúc này người sau, hai tròng mắt con người bên trong có mê ly vẻ, mơ hồ có một chút hắc khí che mục. Sự phát hiện này, làm cho Diệp Thần giữa lông mày khóa chặt. Không đúng,
nơi này không phải Ngọa Long thần đỉnh. Ở những người này phía sau, thì sắp hàng từng cái đội ngũ thật dài, những người này, có chính là người bình thường, có chính là võ giả. Bọn họ vẻ mặt đờ đẫn, một mặt chết lặng. Nhưng lại cho Diệp Thần một loại tim hồi hộp cảm giác, giống như là đang đối mặt không thể địch người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Sơn Nhi nói, Ngọa Long Ngọc Chi, hắn làm sao không thấy được? Chẳng lẽ nói, hai người nơi gặp cảnh, không hề tương thông? Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện những người này, đều ở đây rũ thấp đầu, tựa hồ ở cúng bái Ngọa Long thần đỉnh phía trên vậy cây cổ xưa cổ thụ chọc trời. Bụi cây kia cổ xưa cây cối, Diệp Thần nhìn quen mắt, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời bừng tỉnh, đó không phải là mình lần đầu tiên tiến vào Ngọa Long thần đỉnh thời điểm, ở dưới chân núi gặp phải bụi cây kia ngộ đạo cổ thụ sao? Cái này cây đại thụ hài cốt, ở lại Ngọa Long thần đỉnh bên trên không sai, hôm nay làm sao sẽ chạy đến tòa thành này bên trong? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần không rõ ràng, nhưng hắn nhưng cảm giác được Ngọa Long thần đỉnh phía trên hơi thở càng ngày càng kinh khủng. Hắn không khỏi được trong lòng nghiêm nghị, muốn mang Giang Sơn Nhi xoay người rời đi. Phải mau rời khỏi Ngọa Long thần đỉnh. Chậm! Ngay tại Diệp Thần xoay người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo lạnh tới cốt tủy thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần quay đầu, thấy cách đó không xa, một đám người hướng mình chạy như bay đến. Mà những người đó mục tiêu, chính là bên cạnh mình Giang Sơn Nhi. Nhìn lại Giang Sơn Nhi, nhưng là nét mặt tươi cười như hoa, giang hai cánh tay có ôm chầm thế, trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cuộc tìm được, Ngọa Long Ngọc Chi. Diệp Thí Thiên, mau hỗ trợ. Diệp Thần biết trong bọn họ kế, thần sắc ngưng trọng, các ngươi muốn làm gì. Cầm đầu một cô gái âm thảm thê lương tà tiếng cười kêu, đương nhiên là thần bảo vệ thánh vĩ đại Ngọa Long thời không. Đây là một cái khuynh quốc tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại tuyệt thế người đẹp, nhưng là, sắc mặt nàng nhưng là trắng bệch không máu. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, đám người kia ánh mắt đều là đổi được hung hăng, thị huyết con ngươi rỉ ra máu nước mắt, có đánh giết thế tới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần trầm mặt hỏi. Nghênh đón hắn, nhưng lại yên lặng, là bất ngờ lan tràn ra vô tận tử khí, một chút ma ý trong im lặng giật tán thiên địa, Diệp Thần bị buộc đánh một trận. Hủy diệt chi kiếm, phá giết. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, lập tức một kiếm chém ra, bộc phát ra hủy diệt chi kiếm. Nháy mắt tức thì, thiên đế ngũ suy kiếm uy năng bùng nổ, cuồng bạo hủy diệt đợt khí, cuốn sạch toàn trường. Đến gần Giang Sơn Nhi người đám người, đều là bị cái này hủy diệt một kiếm dễ như bỡn vậy đánh tan, có thể không hề gặp dự liệu bên trong máu thịt tung tóe tình cảnh, ngược lại thì, vô tận tử khí ở kiếm cương tàn phá hạ, có sâu hơn thế lan tràn. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng lại cũng không có buông tha, lại là mấy kiếm chém ra. Oanh 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 oanh. Một hồi nổ kịch liệt vang lên, chung quanh tràn ngập hơi thở, tất cả đều bị bể tan tành kiếm mang kể cả hư không chém chết, không còn. Nhưng là, Diệp Thần cũng không buông lỏng cảnh giác, vẫn là nắm chặt chuôi kiếm. Có thể, làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Mới vừa một kiếm kia, lại là không có chém chết những cái kia người bị chết, ngược lại là những cái kia người bị chết, lại là hóa thành vô số hắc vụ, lần nữa ngưng tụ mà thành, lại khôi phục vật sống hình thái. Những người đó, tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, cầm đầu cô gái, ta cười nhìn Diệp Thần. Những thứ này người bị chết, đều là những thứ này sương mù màu đen ngưng kết mà thành. Không tiêu tan, bất diệt. Diệp Thần biết rõ mình một kiếm này uy lực. Hôm nay mình bước vào thần đạo cảnh tầng 2 trời, thiên đế ngũ suy kiếm càng phát ra mạnh mẽ, cho dù là đụng phải nữa ban đầu đỉnh cấp Chu Võ Hoàng, đối phương cũng không cản được. Nhưng hôm nay, đối mặt những thứ này quỷ dị tồn tại, nhưng lại không có dùng. Diệp Thần ánh mắt, không khỏi được rơi vào Ngọa Long thần phong đỉnh, ở to lớn kia trên cổ thụ, vậy cây cây ngộ đạo bên trên, có một cái thạch đài to lớn, vậy thạch đài ngay chính giữa, chính là một cái to lớn đá tròn. Ở đó trên đá, có một đóa ánh vàng rực rỡ đóa hoa, vậy đóa hoa lá cây là màu máu đỏ, nhìn như diêm dúa vô cùng, tản ra đậm đà mùi máu tanh. Căn nguyên ở nơi đó, lại là hủy diệt chi kiếm sử dụng, chém về phía vậy đóa hoa tươi. Hủy diệt thế tụ thành một chút tinh mang, tựa như phù dung sớm nở tối tàn vậy xuyên thấu qua vậy đóa hoa huyết sắc. Diệp Thần kiếm khí, chém trúng đóa hoa kia đóa sau đó, vậy đóa hoa tươi, lại là trực tiếp vỡ nát. Nhưng là,
ở vỡ nát hoa tươi bên trong, nhưng là có một viên máu đầm đìa tim. Máu kia tim, trên không trung lơ lửng, ở máu lòng trung ương, chính là một bụi màu vàng kim trái cây. Trái cây, trình viên hình cầu, nhìn giống như là nguyên ngọc chế tạo vậy, tản ra nhàn nhạt thánh khiết chói lọi, nhưng là tràn đầy nguy hiểm và quỷ dị. Oanh! Bạo tản ra kim mang ngay tức thì che mục, chỉ nghe một tiếng giòn giã, Diệp Thần thân thể đổ bay ra, trùng trùng đập xuống đất. Đinh! Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, nào có cái gì cái gọi là Ngọa Long Thành. Liền đám kia quỷ dị người, đều là không gặp. Trước mắt vẫn là vậy không gặp Nhật Nguyệt Tử Địa, chỉ có vậy phiến phong cách cổ xưa vô cùng thanh đồng môn trước, một cái màu trắng nhạt nhàn nhạt vết kiếm. Không tốt! Trước kia hết thảy, lại là ảo tưởng. Vậy Giang Sân Nhi! Diệp Thần đuổi vội vàng đứng dậy bắt tay nhỏ bé vẫn dò ở thanh đồng môn trên Giang Sân Nhi, người sau nụ cười trên mặt như cũ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là dần dần trắng bệch, không thấy máu sắc. Mặc cho Diệp Thần như thế nào kéo, nàng giống như là cùng vậy phiến cửa đồng vững vàng dung hợp vậy, không thể phân cách. Giang Sân Nhi, cho ta tỉnh. Nhưng là, Giang Sân Nhi như cũ không phản ứng chút nào. Hô hấp của nàng đã dừng lại, nàng dấu hiệu sinh mạng, vậy dần dần đổi được yếu ớt đứng lên, giống như là tùy thời đều sẽ chết đi vậy. Thần hồn, ở dần dần bị chiếm đoạt, tản đi. Sử thần, đại chủ tể, hơn nữa quỷ dị này cảnh, Ngọa Long thời không rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, nguyên bản thất thần Giang Sân Nhi đột nhiên hai tròng mắt đỏ tươi, cả người tràn đầy điên cuồng ý định giết người, một đạo kim sắc phù văn ở trên người nàng hiện lên. Là vậy đóa hoa sen. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đối với Giang Sân Nhi thần thông hắn cũng không xa lạ gì. Bỗng nhiên lúc này, từng trận kinh người nổ đùng tiếng vang triệt lên, Giang Sân Nhi thân hình, lại là bị một cổ lực lượng vô danh đánh vào được bay ra mấy trăm trượng ra. Diệp Thần xem được rõ ràng, nàng nơi ngưng tụ thành vậy đóa bổn mạng thần liên, đang lấy mắt thường khả biện tốc độ ảm đạm xuống, tùy thời đều có tan vỡ tan rã khuynh hướng. Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng tiếp tục nữa. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần lập tức mở song xà tinh tọa, bộc phát ra từng tầng một không gian chi lực, tạo thành một cái to lớn phong tỏa không gian, bao phủ xuống, đem Giang Sân Nhi vây khốn. Song xà tinh tọa đem Giang Sân Nhi vững vàng bảo vệ sau đó, nàng mê ly con người bên trong tràn đầy vùng vẫy cùng quật cường. Nhìn lại Diệp Thần, chính là đưa mắt về phía Ngọa Long thời không vậy phiến sừng sững vô số kỷ nguyên đồng xanh cự môn. Là ngươi làm được quỷ. Diệp Thần tròng mắt đông lại một cái, nói, nếu căn nguyên ở ngươi, vậy thì phá hủy. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, sử dụng thần kiếm ngự lôi quyết, một đạo lôi điện kiếm khí, từ trên đầu ngón tay hắn nổ bắn ra ra, tốc độ cực nhanh, suy đích một tiếng, liền bay ra ngoài. Chém xuống một kiếm, kiếm khí ngang dọc, hóa thành một cái dài đến mấy trăm trượng sấm sét rơi xuống, đánh thẳng vậy phiến cự môn. Ùm ùm, sấm sét đụng vào đồng xanh trên cửa lớn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ tung vang, cả tòa đồng xanh cự môn, tựa hồ cũng làm run rẩy, tùy thời có sụp đổ khuynh hướng. Nhưng vậy giới hạn nơi này, một hồi lâu sau, bụi bẩm tản đi, nó như cũ vững chắc vô cùng, không hư hại chút nào. Làm sao có thể? Diệp Thần trong lòng rét một cái. Coi như là như vậy, như cũ không có thể đánh vỡ cái này phiến đồng xanh cự môn. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Diệp Thần nhướng mày một cái. Cái này phiến đồng xanh cửa lớn trình độ bền bỉ vượt ra khỏi hắn dự liệu, nếu là để cho bằng nó như vậy dẫn dắt thiên địa ma ý ăn mòn đi, kết cục sau cùng chính là hắn và Giang Sân Nhi đều phải chết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, dự định thi triển thiên đấu đại đồ kiếm. Giang Sân Nhi rơi vào như vậy trạng thái, tất nhiên cảm giác không được chuyện ngoại giới. Ngọa Long thời không đừng không người khác, lại trận chiến ấy khói thuốc sương mù dày đặc ngăn cách hết thảy, vậy không người sẽ phát hiện thiên đấu đại đồ kiếm. Thiên đấu đại đồ kiếm, cho ta bể cánh cửa này. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong lòng sát khí, ý chí chiến đấu, chiến ý, toàn bộ sôi trào bốc cháy, tất cả năng lượng khí tức, hội tụ tới trong tay kiếm trong tay bên trên. Cuồng bạo, vô tận sát ý, cùng không sợ hết thảy uy năng kiếm khí. Hung hăng từ Diệp Thần trên thân kiếm bạo chém ra. Đây là thiên đấu đại đồ kiếm kiếm khí. Thiên đấu đại đồ kiếm, là đương kim thế gian, trên lý thuyết cường đại nhất một kiếm.
Nói riêng về giết hại khí thế nói, Thiên Đấu Đại Đồ kiếm là đời này kiếm thứ nhất. Một kiếm này thì triển ra sau đó, Diệp Thần thân thể tựa như bị rút sạch. Mà một kiếm này bùng nổ, uy năng quá kinh khủng, toàn bộ Ngọa Long thời không cũng lay động. Vô tận sát ý một kiếm cùng đồng xanh cự môn đụng nhau đụng, nổ bắn ra ra một đạo máu bắn tung, đồng xanh trên cửa lớn, xuất hiện một đạo liệt ngân. Bất quá Diệp Thần vẫn không có bỏ qua, vận dụng luân hồi nguyên thể trình độ cao nhất lực lượng. Phá cho ta! Phốc suy! Một kiếm này uy thế, xa ở trước kia thủ đoạn bên trên, vậy phiến đồng xanh cự môn, lại vậy không kiên trì nổi, ầm ầm nổ tung mở. Cùng lúc đó, Giang Sơn Nhi thân thể lảo đảo lắc lư, đặt mông rất ngồi dưới đất. Sơn Nhi! Diệp Thần vội vàng đỡ Giang Sơn Nhi. Giang Sơn Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, môi rung rung mấy cái, nhưng lại không có nói chuyện. Nàng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là cái này mới quen Diệp Thí Thiên lại cứu mình một lần. Nàng phát hiện mình có chút không nhìn thấu cái này thần đạo cảnh tầng 2 thiên người. Mấu chốt hắn là làm sao làm được. Mình thực lực vượt xa Diệp Thí Thiên, Diệp Thí Thiên hẳn liền một hơi thở cũng không nhịn được mới đúng. Mà giờ khắc này Diệp Thần thần sắc nhưng vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh. Có ý tứ, quả nhiên sẽ có người tới này, xem ra ngươi chính là tên kia trong miệng người đến sau, thảo nào có thể lấy như vậy hèn mọn cảnh giới, chém ra cánh cửa này. Kiếm pháp này, tựa hồ rất quen thuộc, nhưng ta trí nhớ, thật giống như quên. Bể tan tành thanh đồng môn sau đó, vốn là thế giới phơi bày ở Diệp Thần trước mắt, không có hắn lúc trước chỗ đã thấy thành, chỉ là một đống phế tích. Ở đó đổ nát thê lương tới giữa, Diệp Thần ánh mắt quét nhìn chỗ. Chợt có Ngọa Long tự dạng đá lớn sụp đổ tán lạc, xương trắng như đống, không có chút nào sức sống có thể nói. Nói cách khác, nơi này chính là một tòa sống sờ sờ suy bại luyện ngục. Trên phế tích, có một cái toàn thân đen nhánh, như mực vậy xấu xí sinh vật hài hước nhìn hắn. Xem ra những lực lượng kia, không có uổng phí. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, trong lời nói, hắn chậm rãi hóa thành hình người, gương mặt nhưng là mơ hồ không rõ. Lộ vẻ được đường danh 10 phần quái dị và xấu xí. Bất quá, từ hắn xuất hiện bắt đầu, cao treo ở hắn trên đỉnh như bánh xe sáng trăng nhưng là hết sức chói mắt. Là ngươi. Diệp Thần và có chút mơ hồ Giang Sơn Nhi một mắt chính là nhận ra, người này chính là vậy hai bộ xương trắng ở giữa trong đó một cái. Cùng Ngọa Long giới thủ hộ giả đánh một trận cầm kiếm nam tử, chính là hắn. À, ngươi gặp qua ta. Ha ha, hoặc là nói. Gặp qua ta bộ kia tặng lột xác. Trước mặt nam tử giọng tuy là nhẹ nhàng, nhưng trong xương vậy lạnh như băng vẻ, càng phát ra nồng nặc, tựa như một khắc sau, liền muốn làm thiên địa xa vào. Hắn nhịp bước rất là quái dị, mỗi một bước về phía trước bước ra, đều tựa hồ muốn lay động rơi xuống đất vậy, lộ vẻ được trắng bệch không có sức. Dù vậy, vậy bước chân lúc đó, vẫn là làm Diệp Thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này, ở chỗ này bị đóng vô số kỷ nguyên. Còn sống. Diệp Thần đem Giang Sơn Nhi bảo vệ ở sau lưng, nhìn thẳng trước mắt cái này nhìn như yếu ớt, nhưng lại vô cùng quái dị nam tử. Hắn rất khó tưởng tượng, người này ở đỉnh cấp lúc đó, sẽ mạnh bao nhiêu. Cho dù là Chu Võ Hoàng triệu hoán thiên tội cổ kiếm thời điểm, hắn cũng không có như vậy cảm giác bị áp bách. Hết thảy các thứ này là ngươi làm được quỷ, dẫn dắt ở nơi này tòa không gian nơi tồn ma ý, là được chính là để cho ta phá vỡ thanh đồng môn. Giúp ngươi thoát khốn. Lấy Diệp Thần tính tình, lúc này cũng là rõ ràng, mình coi như là bị người làm đầu thương. Dẫn dắt. Không, cổ lực lượng kia, chính là ta. Chỗ tòa này thế giới, Ngọa Long thần đỉnh, cũng là bởi vì ta mà đặt tên, ta mới là hết thảy khởi nguyên. Không thấy rõ dung mạo nam tử uy nghiêm giọng truyền tới, tựa hồ hết sức bất mãn Diệp Thần giải thích. Xem ra, thế gian đã sớm quên đi Ngọa Long thị hết thảy. Bất quá không quan hệ, nếu ngươi giúp ta thoát khốn, lấy lễ là kính, ta có thể để cho ngươi thành tựu tân khách, an nghỉ nơi này. Dẫu sao, ta rất lâu không nhìn thấy người sống. Tự xưng là Ngọa Long thị nam tử trong lời nói, hội tụ nơi đây vô tận ma tức cùng tử khí quy nhất, con ngươi gian hai thúc tả mang thấu lược, giống như đến từ u minh nhìn chăm chú, nhiếp tâm hồn người. Ngươi muốn giết ta? Diệp Thần khẽ nhíu mày, đối phương chân thực quá quỷ dị. Mặc dù lúc này yếu ớt không chịu nổi, thế nhưng loại ma tức cũng không biết là từ đâu xuất hiện, làm hắn cảm giác được một cổ sâu không lường được cảm giác nguy hiểm.
hắn cũng không phải là sợ chết, mà là không biết tại sao, nam tử này trong lời nói tràn đầy oán hận. Chẳng lẽ nơi này có câu chuyện gì sao? Dĩ nhiên, chỉ có người chết mới có thể giữ miệng giữ mồm, ta không thích phiền toái. Dứt lời, cái này nam tử đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn một cái, đầu ngón tay dạo rực ra một phiến sóng gợn. Ngươi! Diệp Thần sắc mặt biến, vậy sóng gợn lại giống như là một chuôi lưỡi dao sắc bén vậy, cắt vỡ hư không, hướng hắn tập kích cuốn đi. Không tốt! Diệp Thần vốn định bảo vệ, nhưng căn bản không có cơ hội. Người này nhưng mà vượt xa Chu Võ Hoàng, thiên nữ như vậy thiên tài yêu nghiệt tồn tại. Bất quá cũng may Diệp Thần luân hồi nguyên thể vẫn là bá đạo, nếu không sợ rằng nhâm tiền bối cấp cho mình cử hành chân chính tang lễ. Diệp Thí Thiên, ta tới giúp ngươi. Giang Sân Nhi thì phải ngăn ở Diệp Thần trước người, nhưng là bị cái trước một cái ánh mắt ngăn lại, một khắc sau, nàng môi mỏng khẽ cắn, trầm giọng nói. Ngươi có thể đừng trước ta một bước chết ở chỗ này. Nói xong, Giang Sân Nhi thon nhỏ thân hình chính là trước một bước xông vào Diệp Thần trước, ngay đầu tiến lên đón trước mắt tên này kình địch. Không biết sống chết bé gái, ngươi lấy là ngươi có thể chống lại được ta. Ngọa Long thì trong mắt dâng lên vẻ chế nhạo. Hắn đưa tay ra cánh tay, ở trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt, một cái vô hình tay khổng lồ tựa như hung hăng bắt được Giang Sân Nhi. À! Giang Sân Nhi đau kêu tiếng, cảm giác được cả người đều phải bị bóp vỡ. Dù vậy, nàng vẫn không có buông tha, không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại cắn chặt hàm răng, gắng sức ngưng tụ lực tính. Chỉ là nàng lực lượng, ở nam tử xem ra nhưng là châu chấu đá xe. Rắc rắc, một tiếng giòn giã truyền tới, Giang Sân Nhi vai phải gãy xương, máu bắn tung tung tóe, máu tươi đầm đìa. Nhưng cái này Giang Sân Nhi giống như là không có cảm giác vậy, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận, chuẩn bị phản kháng. Ngu xuẩn nha đầu, không biết tự lượng sức mình. Bàn tay hắn dùng một chút lực, tựa hồ không có thương hương tiếc ngọc dự định. Ken két ca. Đi đôi với xương tiếng vỡ vụn truyền tới, Giang Sân Nhi vai trái cốt vậy đi theo nghiền. Giang Sân Nhi thân thể cứng đờ, sắc mặt đổi được thảm trắng, nhưng nàng như cũ quật cường ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bóng đen, không có nửa điểm sợ hãi. Ta đối ngươi có thể không có hứng thú gì. Ngọa Long thị trong lời nói thoáng qua vẻ tức giận, cánh tay lại lần nữa dùng sức, Giang Sân Nhi thân thể như con diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào dưới vách đá. Vốn là phế tích nổ nát vụn, đoạn thiết phân bay. Ngọa Long thị lần nữa quay đầu lại, nhìn Diệp Thần, mở miệng nói. Tiếp theo, nên là ngươi. Ta còn có thời gian, có thể cùng ngươi từ từ chơi. Hắn đưa ra ngón tay thon dài, cách không gật một cái Diệp Thần. Vậy loang lổ như bể ngọc vậy thân thể, cũng ở đây tuyên cáo, lúc này Ngọa Long thị, cũng không như vậy không thể địch. Cái này cái gọi là Ngọa Long, phòng ấn lâu như vậy, huyết khí hoàn toàn khô khốc, vẫn còn như vậy cường thế. Diệp Thần vừa đánh vừa lui, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới người kỳ quái này. Cái trước lãnh đạm con người bên trong, đột nhiên thoáng qua một chút vi mang. Ca! Một tiếng giòn giã, Ngọa Long thị thân hình giống như lôi đình bắn tung tóe lên. Cực hạn độ sắp đến cơ hồ đôi mắt không cách nào bắt, cùng hư không sát bên người hắn, nguyên cái cánh tay phải huy động lúc đó, nứt ra càn khôn. Không tốt, cùng bẩm sinh tới cảm giác nguy cơ làm Diệp Thần ngay tức thì cảnh tỉnh, tránh không tránh khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Thật ra thì Diệp Thần có thể có lựa chọn tốt hơn, đó chính là luân hồi thần giáp, bất quá Diệp Thần không dự định vận dụng luân hồi thần giáp bại lộ quá nhiều. Kinh cức phương tọa, hạ xuống. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp Thần trực tiếp gọi ra kinh cức phương tọa, hùng vĩ, nguy nga, uy nghiêm, mang cao nhất ma đạo chủ làm thịt sát khí ngai vàng, ở trong hư không hiện lên, cũng bộc phát ra ngập trời lục quang. Từng cái bụi gai, rào rào sinh trưởng, như từng cái rắn độc vậy, nhanh chóng quấn quanh ở Ngọa Long Kiều thân thể. Ngọa Long Kiều thân thể, lập tức gặp phải vô số dây bụi gai củ cải quấn quanh, nhúc nhích không được, cây có gai đổ gai đâm vào da hắn. Ngũ quan hơi vặn vẹo. Kinh cức phương tỏa, tử thần giáo đoàn, ngươi thân phận có chút ý tứ, không quá ta lại liền hình người đều không cách nào duy trì sao. Lại yếu ớt làm đến nước này. Ngọa Long thị nhìn quanh thân bụi gai thấp giọng khẽ nói. Bất quá, kinh cức phương tỏa chính là ngươi lá bài tẩy. Ngọa Long thị móng nhọn từ hư không lộ ra, biến dạng thương khung, mang theo vô cùng hung hãn hơi thở, hướng Diệp Thần đầu lâu trừ rơi.
ở trong hư không lưu lại một đạo tàn vết, nổ bể ra. Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp mắt, biết một kích này là kinh khủng bực nào, không nói nhảm nữa, lập tức khua kiếm bạo giết, một chiêu đại mộ thần kiếm, mang cuồn cuộn thiên táng kiếm ý, ngang trời hướng đối phương chém tới. Đang! Một kiếm một móng giao nhau, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, giống như nước thủy triều trào hướng lẫn nhau, bộc phát ra điếc tai nhức óc vậy tiếng nổ, hư không sụp đổ, mặt đất tan vỡ. Lực lượng thật là bá đạo. Diệp Thần con ngươi híp lại, trong lòng rét một cái, cảm nhận được Ngọa Long Thị kinh khủng lực lượng. Cho ta xem ngươi lá bài tẩy đi. Ngọa Long Thị hét lớn, trong hư không ngưng tụ móng nhọn không ngừng biến đổi tư thái, hóa là vô số đạo hư ảnh, dày đặc công kích, tựa hồ có thể đem hư không cũng vặn thành vỡ nát. Hai người tốc độ quá nhanh, ngay chớp mắt, cũng đã giao thủ mấy trăm hiệp. Ngọa Long Thị thể xác 10 phần bền bỉ, Diệp Thần kiếm đạo cũng là ác liệt, mỗi một kiếm đều là trình độ cao nhất, mang hủy diệt và chỉ nước, để cho Ngọa Long Thị khó mà né tránh. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ ầm, ở mảnh thiên địa này bên trong vang vọng. Diệp Thần mỗi một kiếm chém ra, cũng sẽ ở Ngọa Long Thị trên mình, tạo thành mấy đạo đầm đìa vết thương, nhưng lại không gặp có máu phun ra. Ca! Kịch liệt như vậy quyết chiến, nguyên bản Ngọa Long Thị vậy từ cho không vội vã thân hình cũng là bị hoàn toàn đánh nát, thay vào đó lại là một đầu như rồng như yêu đại hung thú. Trăm trượng thân hình như gò núi nhỏ vậy ngăn ở trước mắt, cảm giác bị áp bách 10 phần. Đây chính là ngươi dẫn cho rằng kiêu ngạo kiếm ý. Đầu này Ngọa Long gào thét hư không, Diệp Thần kiếm mang ở trên người nó, vẻn vẹn chỉ là để lại nhàn nhạt đếm vệt trắng. Nhìn lại Diệp Thần bên này, ngược lại là mấy cái sơ sót gian suýt nữa bị xé ra, trên mình vết cào sâu thấy tới xương, máu tươi đầm đìa. Nếu không phải luân hồi nguyên thể bá đạo, Diệp Thần cơ hồ phải bị đầu kia Ngọa Long sắc bén long chảo cho miễn cưỡng mổ xẻ. Không tệ lá bài tẩy, nhưng cũng không phải ta muốn thấy. Liền liền Ngọa Long cũng là không khỏi nói nhỏ, nếu như tầm thường không không thời không võ giả, cho dù là thiên nguyên cảnh trung vị thần, đã sớm đầu lìa khỏi xác. Diệp Thần con ngươi híp lại, lẩm bẩm nói, cái này viễn cổ quái vật, thật là khó dây dưa. Nếu như vận dụng luân hồi mệnh tinh lực lượng, có lẽ có thể phá cục. Nhưng luân hồi chi chủ thân phận sợ rằng phải bại lộ. Đột nhiên, Diệp Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, tên này đã từng mạnh mẽ, nhưng muốn tổn thương nặng hoặc là chu diệt mình không khó lắm, nhưng đối phương cũng không lại bại lộ cực đoan sát ý. Càng giống như là lại thăm dò cái gì. Diệp Thần lau chùi đi khóe miệng vết máu, tính dò xét hỏi, ngươi là muốn biết, ta bằng cái gì có thể phá vỡ vậy phiến thanh đồng môn chứ? Con súc sinh này, mỗi một đánh cũng tận lực giữ lại tay, tránh được hắn chỗ hiểm, tựa hồ muốn ở trên người mình, nghiệm chứng cái gì. Hơn nữa, đầu này Ngọa Long, ở vô tận kỷ nguyên phong ấn hạ, cơ hồ là hết sức yếu ớt. Cái này cùng dưới tuyệt cảnh, thoát khốn không lập tức bỏ chạy, tất có mưu đồ. Nó là cảm thấy, mình có thể ăn chắc Diệp Thần, dẫu sao Diệp Thần tu vi, chỉ có thần đạo cảnh. Đích xác, bằng người cái này nhỏ yếu tu vi. Quả quyết thì không cách nào phá hủy cánh cửa kia, nhưng làm ta không hiểu phải, ngươi lại làm được. Ngọa Long tà ác con ngươi mắt nhìn xuống mặt đất bên trên Diệp Thần dáng người, cái này chỉ có thần đạo cảnh tầng 2 thiên con kiến hôi, lại có thể đem phong ấn cửa đánh nát. Cổ lực lượng kia, nếu như mình có thể có được, sợ rằng có thể khôi phục lại đỉnh cấp. Ngươi muốn cái này có thể đánh nát đồng xanh cửa lớn lực lượng. Làm một giao dịch như thế nào, cho ta Ngọa Long Ngọc Chi. Ta đem cái này lực lượng chi nguyên tặng ngươi. Diệp Thần mở miệng nói. Ha ha ha, lệnh. Thằng nhóc, ngươi dựa vào cái gì cùng ta làm giao dịch? Ngươi có phải hay không không làm biết mình tình cảnh? Ngọa Long cười to, tầng tầng sóng âm niếc tai muốn mặc, liền hư không đều là chấn động. Ta chết, ngươi cái gì cũng không được, cân nhắc một tí. Diệp Thần mắt gặp đối phương yên lặng, khóe miệng bứt lên lau một cái độ cong. Chỉ hướng cách đó không xa phế tích bên trong, tiếp tục dẫn dụ nói. Ta đồng bạn thương thế rất nặng, cũng không sợ nàng tiết lộ bí mật, trời mới biết. Ngọa Long ánh mắt nhìn về Diệp Thần bên người cách đó không xa, vậy phế tích chôn hạ lộ ra một cái chút nào không một tiếng động trắng bệch tay nhỏ bé, đáp lại. Có lẽ, ta có thể để cho ngươi muốn chết cũng không thể. Hoặc giả rất nhiều, đem ngươi cổ lực lượng kia và lá bài tẩy biểu diễn ra đi. Ta có lẽ có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Ngọa Long diễu diễu nói. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, ngươi là thật không sợ,
không sợ ta lá bài tẩy đủ giết ngươi. Ngọa Long nói, à, chỉ bằng ngươi. Thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh, có thể phá ra cánh cửa kia, nhưng ngươi sẽ không lấy là, bằng ngươi cái này thần đạo cảnh tu vi, có thể gây tổn thương cho đến ta chứ. Mạnh mẽ đi nữa lực lượng, vậy được xem là ai thi triển. Ngọa Long tròng mắt đông lại một cái, cả thân lực lượng ngay tức thì leo lên, vậy giống như núi cao vậy thân thể khổng lồ, lại cũng là ở nháy mắt tức thì bạo tăng. Rào rào, rào rào, rào rào. Nó trong cơ thể, một cổ cuồng bạo ma khí mãnh liệt dâng trào, ở trong hư không cuốn lên từng cơn ma phong. Ngọa Long cả người lượn quanh ma diễm, sau lưng lại có khổng lồ ma cánh dương ra, từng đạo ma văn ở trên cánh di động, làm cho hắn hơi thở đạt tới đỉnh cấp, ngay chớp mắt chính là đến Diệp Thần trước mặt. Cái này Ngọa Long, như vậy thân thể cao lớn, lại còn nắm giữ tương tự song xà tinh tọa vậy không gian thủ đoạn. Đáng chết, thực lực quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Diệp Thần cảm thụ Ngọa Long uy áp, cảm thấy sâu sắc cảm giác nguy cơ, sợ là phải kéo không được. Ta kiên nhẫn đến mấy giờ? Ngọa Long một tiếng quát to, cánh tay đột nhiên đưa ra, Long chỉ thành lưỡi câu, năm đạo chảo mang từ hắn trong ngón tay nổ bắn ra ra. Năm đạo chảo mang qua lại hư không, mỗi một đạo cũng có dễ như bỡn vậy lực lượng, đem Diệp Thần quanh thân tất cả tuyến đường toàn bộ phong tỏa, thậm chí đem hư không cắt kim loại được tan tành, hóa thành vô tận hư không. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Đầu này Ngọa Long thực lực quá mức đáng sợ, cơ hồ ngay tức thì phải đem Diệp Thần chém eo. Chảo mang mắt xem rơi vào Diệp Thần sau lưng, Ngọa Long trong mắt lóe lên một chút cuồng bạo, phá hủy ngươi thân xác, còn dư lại một đạo thần hồn, tất cả bí mật đều là ta. Đang, một tiếng giòn giã, tưởng tượng bên trong máu thịt chia lìa hình ảnh cũng không có phơi bày. Chỉ vì là Diệp Thần gọi ra thiên ma cổ bảo, to lớn lâu đài rơi xuống, đem hắn và bị thương Giang Sơn Nhi thân thể, đều vững vàng bảo vệ ở bên trong. Thiên ma này cổ bảo, nặng nề nguy nga, không sợ hết thảy. Thiên ma cổ bảo, hồn thiên đế đồ. Ngọa Long khó tin. Cái này thần đạo cảnh tiểu tử, rốt cuộc là thân phận gì? Tử thần giáo đoàn, hồn thiên đế. Còn có vậy đánh nát cửa đồng xanh kinh thiên một kiếm. Có lẽ, hẳn để cho ngươi kiến thức một tí, ta lực lượng chân chính. Diệp Thần con ngươi híp lại, thi triển thuật pháp đem Giang Sơn Nhi hoàn toàn ngăn cách. Đồng thời, Diệp Thần truyền một giọng nói cho Giang Sơn Nhi. Để cho hắn như có cơ hội, thử nghiệm tìm Ngọa Long Ngọc Chi. Dưới mắt, người này không người chuyển giới không yêu ra hỏa, giao cho mình. Hắn một mực đang trì hoãn thời gian, xem xét vậy cái gọi là Ngọa Long. Đối phương mặc dù tới từ viễn cổ, nhưng hôm nay trạng thái yếu ớt quá nhiều. Nếu không thừa dịp hiện đang xuất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà hiện tại chính là cơ hội. Thiên tể chú tinh thuật, đúc tinh diệt thần. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cả người khí huyết cũng là điên cuồng bốc cháy, cả người linh khí cuồn cuộn bộc phát ra, ở trong tay đúc thành một viên to lớn tinh cầu. Đây là chú tinh long thần thiên tể chú tinh thuật, có thể đúc quần tinh. Diệp Thần thậm chí đem luân hồi mộ địa bên trong một phần chia tài nguyên, toàn bộ dùng để đúc tinh. Viên này bất hủ tinh thần, vạn long gầm thét, thần quang sáng chói, như muốn ánh chiếu chư thiên, bên trong lại hàm chứa nồng nặc khí tức hủy diệt, tựa như có thể tiêu diệt chư thần. Thiên tể chú tinh thuật có ba đạo nghĩa sâu xa, chiếu thiên, diệt thần, hợp đạo. Đây cũng là diệt thần. Ban đầu đối phó Chu Võ Hoàng vậy sử dụng qua. Thời điểm đó cảnh giới, và cảnh giới bây giờ hoàn toàn không cùng. Ta còn kinh ngạc, có thể phá ra đồng xanh cửa lớn lực lượng kết quả như thế nào, bây giờ nhìn lại, trên mình ngươi bí mật quá nhiều quá nhiều. Ta có chút hiếu kỳ ngươi thân phận chân chính. Ngọa Long trong mắt bên trong nhảy động tà hỏa, giấy lên nướng mãnh liệt ánh sáng, nó tựa hồ rất là hưng phấn, đáy mắt chỗ sâu nhất một màn kia kiêng kỵ bị nó xóa đi. Bất quá bằng ngươi lực lượng, muốn chiến thắng ta, cho dù ngươi có thiên thiên vạn vạn thời gian tuyến, cũng không có dùng. Chết đi! Ngọa Long hét lớn một tiếng, hai cánh chấn động một cái, giống như một đoàn gió bão cuốn tới, từng cây một móng nhọn, tựa như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Đồng thời, Diệp Thần bất hủ tinh thần nổ. Cuồng bạo lại mất đi lực lượng, cuộn sạch hết thảy. Như không có thiên ma cổ bảo, sợ rằng Diệp Thần một điều cuối cùng thời gian tuyến vậy muốn hủy diệt. Oanh! Ngọa Long thân thể như bị sét đánh, máu tươi cuồng phún,
thân hình bị vậy diệt thần vậy lực lượng xuyên thủng. Phốc suy, phốc suy. Cái gì? Không thể nào. Ngọa Long còn đánh giá thấp một kích này uy lực. Một cái thần đạo cảnh tiểu tử, dù là lại nghịch thiên, cũng không khả năng có như vậy bản lãnh, phá vỡ phòng ngự của mình, cho dù là này cùng thuật pháp. Nghĩ đến đây chỗ, Ngọa Long thân hình chấn động một cái, nhưng rất nhanh liền lại là lãnh lệ, nói, thằng nhóc, vốn định từ từ cùng ngươi chơi, có thể trên mình ngươi thủ đoạn quá nhiều. Hôm nay ngươi chỉ có vừa chết. Nó đã chẳng muốn lại cùng Diệp Thần kéo dài, người này phải sớm trừ đi. Ngày hôm nay, ta liền đem ngươi hoàn toàn chôn vùi ở mình thủ đoạn bên trong, vĩnh rơi suối vàng. Ngọa Long hét giận dữ, to lớn kia đuôi rồng, giống như giơ lên trời trụ, mang theo hủy diệt hư không lực lượng hung hăng quất vào Diệp Thần trên mình. Nhưng sau khi cường hóa thiên ma cổ bảo, giống như thiết tháp vậy bảo vệ Diệp Thần, để cho Diệp Thần không cảm giác được đau đớn, sừng sững ở hư không. Oanh! Ngọa Long điên cuồng giống giận, dương nanh múa vuốt đụng vào nó, có thể mỗi lần đụng vào ngày trước ma cổ bảo bên trên, cũng giống như là đụng phải một tòa sơn nhạc nguy nga vậy, căn bản không cách nào dung chuyển. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, thực! Lực lượng cuồng bạo tàn phá mở, gió lớn gào thét, thiên địa biến sắc, hư không đều bị biến dạng. Đầu này Ngọa Long ở hư không múa lên, cuốn lên tầng tầng không gian rung động, hết thảy đều ở đây bị vặn diệt. Rắc rắc! Diệp Thần bên người một mảnh phế tích không gian vặn vẹo, nhưng là không có giống như dự liệu như vậy, thẳng nổ nát vụn mở. Ừ! Ngọa Long hiển nhiên vậy chú ý tới nơi này tình huống, theo một hồi ảo cảnh sụp đổ giòn vang truyền tới, vốn là địa giới, không có một vật. Nhưng vào lúc này, Ngọa Long con ngươi chợt mở một cái. Ở Diệp Thần sau lưng phế tích hạ, Giang Sơn Nhi bóng người đã sớm không gặp. Vẫn là bị phát hiện sao? Diệp Thần than nhẹ một tiếng. Vẫn là bị phát hiện sao? Diệp Thần than nhẹ một tiếng. Thật ra thì hắn kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là mình kiềm chế cái này Ngọa Long, bởi vì muốn thời gian ngắn đánh chết tên này căn bản không có thể. Mà Giang Sơn Nhi liền có thể tỉnh lại sau thừa dịp loạn đi tìm Ngọa Long Ngọc Chi. Có thể cái này mới qua bao lâu? Liền bị tên này phát hiện. Cũng không biết bị thương Giang Sơn Nhi bên kia như thế nào. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn cấp tốc tạt qua, lướt qua trắng ngần đống xương trắng xây thành trì, ánh mắt qua lại quét nhìn. Không có. Không có. Vẫn là không có. Giang Sơn Nhi ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn về vậy một nơi đã sớm đổ nát tường cao, lan tràn một nửa đã sớm khô bại hiện lên đen chạc cây. Nơi đó cũng có một bụi cổ thụ. Nghĩ đến Diệp Thần trước đây âm thầm giao phó, nàng nhịp bước tăng nhanh, thân hình hóa thành lau một cái lưu quang lướt qua, chạy thẳng tới vậy mục tiêu. Không ra dự liệu, ở đó tường cao bên trên, có một tòa phủ đầy bụi bậm thạch đài, ngay chính giữa chỗ, thì là một khối to lớn đá tròn, có chừng một người lớn nhỏ. Không có, không gặp Ngọa Long Ngọc Chi tung tích. Giang Sơn Nhi hai quả đấm nắm chặt, chẳng lẽ còn là tìm sai? Không, tuyệt đối không có sai, bụi cây kia Ngọa Long Ngọc Chi liền ở phụ cận đây. Giang Sơn Nhi hai tròng mắt bên trong lóe lên vẻ kiên định, nàng chậm chạp bước động bước chân, đi tới vậy thạch đài trước, cẩn thận đánh giá chung quanh. Vị trí này, nên có Ngọa Long Ngọc Chi. Giang Sơn Nhi tự nhủ. Vù vù. Ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, một cổ cực kỳ mãnh liệt không gian ba động đột nhiên tràn ngập mở ra, đem nàng bọc lại. Sau đó chính là tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi tới vậy một mảnh hư vô tới giữa. Ừ. Giang Sơn Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng phía trước nhìn, ở mắt mảnh bên trong, có một cái đen nhánh tọa động. Ta đã không phân rõ đây là không gian thời gian phương pháp, vẫn là một vị trí cường sáng tạo ảo tưởng, nhưng Ngọa Long Ngọc Chi nhất định ở bên trong. Giang Sơn Nhi mắt đẹp nhỏ tránh. Nàng không hề xác định trạng thái của mình hôm nay kết quả có thể hay không xông qua vậy tọa động. Bỏ mặc, hợp lại. Giang Sơn Nhi cắn răng nghiến lợi, thân hình đột nhiên bạo cướp ra, hướng vậy tọa động phóng tới, nhưng mà nàng nhưng phát hiện, ở cách tọa động trăm trượng thời điểm, không gian đột ngột đổi được vặn vẹo. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được tự thân không gian chi lực hoàn toàn mất khống chế, Giang Sơn Nhi nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đây là địa phương quỷ gì? Thân thể của nàng tại không gian chảy loạn bên trong đung đưa không ngừng, căn bản không cách nào giữ thăng bằng, trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ, thậm chí có chút choáng váng cảm giác. Không biết qua bao lâu,
Giang Sơn Nhi mới từ vậy hỗn độn không gian bên trong hồi tỉnh lại. Mà làm nàng mở mắt trong nháy mắt, con ngươi nhưng là đột nhiên co rúm một cái. Thật là đẹp. Lúc này nàng chỗ ở khu vực, là một nơi vô biên thiên đường vậy địa vực, vô số kỳ dị chân quý dược liệu khắp nơi đều là, thậm chí còn tản ra đậm đà thuốc nhang, phảng phất là một mảnh thuốc vườn vậy. Ở đó ruộng thuốc cuối, có một bụi kỳ dị đóa hoa tách thả ra, ánh vàng rực rỡ, lá nhưng là có màu máu, mười phần mê người mắt. Ngọa Long Ngọc Chi, không, thế nào lại là bộ dáng như vậy? Nhưng hơi thở kia, sẽ không sai. Vào giờ khắc này, Giang Sơn Nhi hô hấp dồn dập, cảm giác được cả người tựa hồ bị đầu độc, tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, có một loại cảm giác nói không ra lời. Mà giờ khắc này, ở nơi này ảo tưởng vậy thế giới bên trong, nhưng tồn tại một cô gái. Cô gái một bộ lượng màu trắng quần trang, dáng vẻ yểu điệu, lồi lõm thích thú, đen nhánh xinh đẹp mái tóc dài bàn thành một cái cao búi tóc, phía trên cắm một chi tinh xảo rất khác biệt kim sai, lộ vẻ được phá lệ lộng lẫy. Mặt nàng cho cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan giống như đao thước dìu đục vậy tinh xảo, để cho bất kỳ người đàn ông thấy nàng cũng hiểu ý thần dạo dực, nhưng trọng yếu nhất phải, ở cô gái này giữa trán, nhưng mang một chút lãnh đạm, để cho người thấy cũng cảm giác được vô hình cảm giác bị áp bách. Ngươi là người phương nào? Màu trắng quần chứa cô gái mở miệng chất vấn Giang Sơn Nhi. Ta cần Ngọa Long Ngọc Chi, cứu tỷ tỷ ta tánh mạng. Giang Sơn Nhi nóng nảy đáp lại. Nàng có thể cảm nhận được đối phương cũng không chân thật, nhưng ở phương thế giới này, tuyệt đối không thể khinh thị. Ngọa Long Ngọc Chi, có thể ngươi không người tộc ta. Tựa hồ cảm nhận được Giang Sơn Nhi hơi thở, cô gái ánh mắt dần dần đổi được lãnh lệ. Ngươi tu vi quá thấp, không cách nào chịu đựng ta hơi thở sẽ đem ngươi chiếm đoạt. Cho nên, ngươi vẫn là rời đi nơi đây đi. Cô gái lắc đầu cự tuyệt, một phất ống tay áo, không gian chi lực mãnh liệt ra. Tạo thành một cái lưới lớn, muốn đem Giang Sơn Nhi cuốn đi. Chờ một chút. Giang Sơn Nhi la lớn, nhưng lại không chỗ dùng chút nào, nàng cảm nhận được không gian chi lực, giống như là bị đỉnh cách như nhau, vô luận nàng sử dụng bao nhiêu lực lượng, như cũng không cách nào tránh thoát không gian trói buộc. Cái này cổ hơi thở. Sẽ ở đó cô gái váy trắng muốn lặng lẽ lúc rời đi, bước chân đột nhiên hơi chậm lại, nàng cảm nhận được liền một cổ quen thuộc nhân quả hơi thở, nàng lần nữa hỏi. Ai phái ngươi tới? Giang Sơn Nhi nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng nói, Diệp Thí Thiên. Cô gái váy trắng nhưng là khẽ lắc đầu một cái, ta không nhận biết cái gì Diệp Thí Thiên. Chỉ theo thức nàng thật giống như chính là rõ ràng liền cái gì, lẩm bẩm nói, bất quá xem ở hắn mặt mũi, ta có thể cho một mình ngươi cơ hội. Ta có thể tặng ngươi nửa bụi cây Ngọa Long Ngọc Chi, còn như những vật khác. Tu hắn tự mình tới lấy. Cô gái váy trắng nhìn thẳng Giang Sơn Nhi, mở miệng nói. Nàng lời nói thanh thúy, giàu kinh nghiệm, nhưng lại hàm chứa một loại vô cùng ưu việt uy nghiêm. Chỉ có nửa bụi cây. Cái khác là thứ gì? Giang Sơn Nhi rơi vào trầm tư, mấu chốt nửa bụi cây có thể hay không cứu tỷ tỷ, nàng còn không xác định. Nhưng bây giờ nàng tựa hồ không có nơi lựa chọn. Vậy Ngọa Long đã quá kinh khủng, mình căn bản không địch. Đây là duy nhất cơ hội. Không bằng trước mang nửa bụi cây trở về, chỉ cần có thể chậm tách ra tỷ tỷ thương thế. Nếu như chân thực không được, nàng mạo hiểm nữa tới một chuyến Ngọa Long thời không. Đột nhiên, Giang Sơn Nhi ý thức được cái gì? Diệp Thí Thiên thực lực bất quá là thần đạo cảnh tầng 2 trời, cũng hẳn cho tới bây giờ không có bước vào Ngọa Long thời không qua. Cô gái này là tại sao biết Diệp Thí Thiên? Cô gái váy trắng gặp Giang Sơn Nhi đang suy tư, vung tay lên. Để cho trong miệng ngươi Diệp Thí Thiên tới gặp ta. Hình ảnh quay về. Diệp thần bên này. Thằng nhóc, ngươi muốn để cho cái đó nhà đầu lấy đi Ngọa Long Ngọc Chi sao? Đáng tiếc, nàng không làm được. Ngọa Long cười lạnh một tiếng, không có ai so nó rõ ràng hơn cái đó ảo tưởng trên thế giới người phụ nữ khủng bố, bất tử bất diệt một đạo hồn, chấn thủ giới này không người nào có thể chống lại. Tính toán đánh lầm rồi, đáng tiếc, ngươi vậy được chết. Ngọa Long ngưng thực sát ý lần nữa trực bức Diệp thần. Chẳng lẽ muốn vận dụng luân hồi mệnh tinh lực lượng, ta lá bài tẩy không thiếu, ta cũng không tin, không phá nổi ngươi cục. Diệp thần lâm nguy không loạn, đan điền bên trong linh khí nổi lên, hóa thành từng đạo mạnh mẽ sóng âm, từ trong cổ họng bộc phát ra. Ô, cục cục, bá, mà, oanh. Diệp thần bùng nổ kinh thiên rồng ngâm, biến dạng hết thảy.
Đây là chú tinh long thần lưu lại rồng ngâm thần công, Diệp Thần đã sớm nắm giữ được 10 phần thành thạo, một tiếng rồng ngâm bùng nổ, đủ để đánh vỡ hết thảy. Cái này, Ngọa Long giờ phút này càng thêm ngưng trọng, cái này một rồng hống mặc dù không nhất định có thể tổn thương nặng mình, nhưng, vậy vô cùng là khó giải quyết. Đồng thời, Ngọa Long hai tròng mắt phun trào ra một đạo kinh khủng quang, quanh thân hơi thở cũng ở đây bạo tăng. Một kích này, đủ để tan biến hết thảy. Hư không bị Diệp Thần rồng ngâm đẩy ra, một đạo hẹp dài kẽ hở, phảng phất từ cửu trọng thiên trên trực tiếp biến dạng xuống hắc động. Ngay tại Diệp Thần dự định tiếp tục ra tay lúc đó, Ngọa Long sau lưng hư không vén lên trận trận rung động, Giang Sơn Nhi bóng người từ trong đó rơi xuống. Diệp Thí Thiên, thành. Nàng quơ hai quả đấm, trên mặt vẻ kích động chưa hoàn toàn choáng váng mở, chính là phát giác dị thường. Trong trời đất này hơi thở, hư, mau rút lui. Diệp Thần không nói nhảm nữa, sau lưng rào một tiếng, mở ra huy hoàng sáng chói tự do rực, kéo Giang Sơn Nhi tay liền biến mất ở mảnh thiên địa này. Đồng thời, Diệp Thần còn vận dụng song xà tinh tọa lực lượng. Ngọa Long vậy kinh thiên nhất kích như vạn viên vẫn thạch rơi xuống đất, trời đất u ám, nhật nguyệt thất sắc, mặt đất cũng hỏng mất. Đầu rồng phun hơi thở nướng mãnh liệt diễm mang, tựa hồ đem thương khung cũng cho dung bạo, Diệp Thần chỗ chỗ, không gian toàn bộ sụp đổ, hóa thành hư không. Ở nơi này đầu hung long sát phạt lực hạ, hàm chứa vô cùng vô tận hủy diệt oai, ngàn vạn dặm sơn hà bị ngay tức thì hóa thành phấn vụn. Mà giờ khắc này Diệp Thần, đã ở ngoài ngàn dặm, cảm nhận được liền đến từ Ngọa Long hơi thở càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất không gặp. Hô! Nhâm tiền bối để cho ta tới đây sao hung hiểm địa phương, thiếu chút nữa muốn mạng ta. Diệp Thần thở ra một hơi, hắn thương thế không nhẹ, nếu không phải luân hồi nguyên trời, sợ rằng thật phải bỏ mạng nơi này. Giang Sơn Nhi cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái trước khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, người sau cơ hồ thành một cái huyết khô lâu. Diệp Thần thi triển bát quái thiên đan thuật hơi chữa trị một tí thương thế, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Giang Sơn Nhi trên mình, Ngọa Long Ngọc Chi đâu. Giang Sơn Nhi đưa ra tay, bất ngờ có một nửa Ngọa Long Ngọc Chi nằm ở tay tim. Diệp Thần nói, làm sao chỉ có một nửa, xác định đối tỷ tỷ ngươi hữu dụng. Giang Sơn Nhi lắc đầu một cái, ta cũng không xác định, đây là dưới mắt kết quả tốt nhất. Phụ nữ kia chỉ nguyện ý cho ta một nửa, ta dự định mang về cho tỷ tỷ thử một chút, như còn chưa đủ, ta dự định sau đó mang bên trong tộc trưởng lão cùng nhau bước vào Ngọa Long thời không, tìm còn dư lại. Diệp Thần con ngươi híp lại, cái này Ngọa Long thời không trình độ hung hiểm, không thua gì một ít tuyệt cảnh. Dù là mang trưởng lão tới chỉ sợ cũng không được. Giang Sơn Nhi nghĩ tới mang điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi, phụ nữ kia muốn gặp ngươi, nói ngươi muốn những vật khác, đi ngay tìm nàng. Diệp Thần ngẩn ra, rất nhanh trong óc liền xuất hiện một đạo cô gái áo bào trắng bóng dáng. Đây chính là Nhâm Phi Phàm cho nhắc nhở. Xem ra thứ mình muốn ở cô gái áo bào trắng trên mình. Hơn nữa, Diệp Thần đã biết cô gái áo bào trắng ở nơi nào. Hắn nhìn một cái chung quanh, ném ra một vật, đối Giang Sơn Nhi nói, dưới mắt nếu lấy được rồi nửa bụi cây, vậy ngươi nhanh lên rời đi, nếu như dược liệu không đủ, lần sau còn muốn đi trước Ngọa Long thời không, sẽ dùng vật này liên lạc ta. Dù là mang trưởng lão tới, vậy rất nguy hiểm. Vậy Ngọa Long thời gian ngắn sợ rằng không cách nào rời đi Ngọa Long thời không, nhưng tất nhiên sẽ điên cuồng tìm kiếm mình và Giang Sơn Nhi. Giang Sơn Nhi phải mau rời khỏi. Giang Sơn Nhi nhìn một cái vật trong tay, đột nhiên nghĩ đến ngày trước ở Ngọa Long thời không vòng ngoài hình ảnh. Lúc ấy, mình cho rằng Diệp Thí Thiên thực lực chân thực quá yếu, liền cho hắn một đạo mảnh vỡ bảo vệ. Hôm nay xem ra, cái này đạo mảnh vỡ đối Diệp Thí Thiên mà nói căn bản không dùng. Nàng mặc dù không biết Diệp Thí Thiên thực lực chân chính kết quả là như thế nào, nhưng có một chút có thể xác định. Diệp Thí Thiên trên mình cất giấu đại bí mật, lại thực lực hơn mình xa. Được, Diệp Thí Thiên, vậy chúng ta lần sau gặp lại, còn nữa, vậy Ngọa Long rất nguy hiểm, người gặp hoàn phụ nữ kia, vậy mau rời khỏi đi. Nói xong, Giang Sơn Nhi liền hướng Ngọa Long thời không lối ra đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn Giang Sơn Nhi đi xa, liền hướng một phương hướng đi. Sau một nén nhang, Diệp Thần bước chân vào Ngọa Long thời không một phiến ảo tưởng chi địa. Và Giang Sơn Nhi mới vừa rồi bước vào giống nhau như đúc. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, nhàn nhạt nói, thủ đoạn như vậy, sợ rằng ngăn cách hết thảy.
Nhâm tiền bối, chẳng lẽ biết giới này người? Rất nhanh, Diệp Thần trước mắt hư không chập chờn. Một người cô gái từ hư không trong rung động đi ra. Một bộ lượng màu trắng quần trang, dáng vẻ yểu điệu, lồi lõm thích thú, hai tròng mắt tràn đầy lãnh đạm và rùng mình. Cô gái áo bào trắng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, đột nhiên, vậy lãnh đạm trên khuôn mặt lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, phi phàm lại vì ngươi sửa đổi đi qua. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đại chấn. Đối phương lại biết mình thân phận, cũng biết Nhâm phi phàm vì mình sửa đổi đi qua. Cô gái áo bào trắng gặp Diệp Thần khiếp sợ, tiếp tục nói, ngươi không cần khẩn trương, ta thời gian tuyến sớm đã không có, hôm nay ta, bất quá là một loại đặc thù nào đó trạng thái tồn tại. Thế gian như cũng không người biết ngươi và Nhâm phi phàm tới giữa bí mật. Cho dù là lúc này đại chủ tể. Diệp Thần nói, năm đó Ngọa Long thời không rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đại chủ tể kết quả là cùng ai đánh một trận phá vỡ Ngọa Long thời không. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía xa xa, mắt đẹp tựa hồ lâm vào nhớ lại. Hồi lâu sau mới nói, luân hồi chi chủ, bây giờ ngươi, thực lực không đủ, còn chưa đủ biết được hết thảy các thứ này. Bất quá không phải cùng ngươi đối chiến súc sinh kia. Súc sinh kia bất quá là vị kia thú cưỡi thôi. Vị kia chết sau đó, súc sinh kia vậy lâm vào phong ấn. Làm ngươi dùng thiên đấu đại đồ kiếm đánh vỡ vậy cánh cửa thời điểm, vậy cùng phá đã ở vô số kỷ nguyên bên trong giãn ra phong ấn. Hắn là gieo họa, bởi vì hắn bị sửu thần ảnh hưởng. Diệp Thần ngẩn ra, quả nhiên, nơi đây nhân quả, sửu thần vậy nhúng tay. Cô gái áo bào trắng nói, sửu thần rất đáng sợ đâu, hắn không chỗ nào không có mặt, hắn thủ đoạn, là một chút xíu thấm vào người đời tim, dù là đại chủ tể vậy muốn chú ý. Luân hồi chi chủ, ta cảm giác, sửu thần để mắt tới ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, hắn mới vừa muốn tiếp tục truy hỏi, cô gái áo bào trắng kia liền ném ra một phiến bảy màu lá cây. Đem này lá ăn vào. Ngươi và Nhâm phi phàm sửa đổi đi qua ảnh hưởng sẽ giảm nhỏ đến thấp nhất. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, nhưng ngươi hiện tại không có thể biết. Năm đó Nhâm phi phàm sửa đổi sau khi đi qua, thật ra thì vậy tới tìm ta, vậy uống này lá. Nghe được mấy câu nói này, Diệp Thần chấn động trong lòng lớn hơn. Mặc dù không biết Nhâm phi phàm như thế nào biết cô gái này, nhưng cô gái này trên đời trước, sợ rằng cũng đạt tới không thể nói cảnh. Cô gái áo bào trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, luân hồi chi chủ, ngươi phải đi, người ta gặp mặt không thể quá lâu, nếu không tất nhiên sẽ bị có vài người phát giác một chút dấu vết. Đây không phải là Nhâm phi phàm, cùng với ngươi muốn thấy. Hiện tại, ngươi rời đi Ngọa Long thời không đi, súc sinh kia là cái tai họa ngầm, chờ ngươi chân chính thích ứng hôm nay Diệp Thí Thiên thân phận sau đó, lại để giải quyết cái này tai họa ngầm đi. Còn nữa... Vậy nha đầu cũng có thể cùng ngươi cùng đi, nha đầu kia tổ tiên, và Nhâm phi phàm cũng có một chút nhân quả. Có lẽ, hết thảy là đã định trước. Diệp Thần còn chưa hoàn toàn giải thích nghi hoặc, thì phát hiện mình đã rời đi cái này phiến ảo tưởng thế giới, hơn nữa vậy xuất hiện ở Ngọa Long thời không ngoại giới. Hắn nhìn vậy màu xám cho sương mù dày đặc, lẩm bẩm nói, vậy Ngọa Long bị sửu thần dính, là một đạo tai họa ngầm, cùng giải quyết còn dư lại sự việc, lại tới xử lý đi. Bất quá Nhâm tiền bối làm sao sẽ cùng Giang Sơn Nhi tổ tiên có nguyên nhân quả dính. Sửu thần, đại chủ tể, Ngọa Long thời không, Nhâm tiền bối, cô gái áo bào trắng, trong này kết quả cất giấu một bàn như thế nào cơ. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, uống bảy màu lá cây, quanh thân ngay tức thì tràn ngập một đạo bảy màu ánh sáng. Ánh sáng biết bao sáng chói, nhưng rất nhanh liền tiêu tản ra. Diệp Thần cũng không có bất kỳ khác thường. Có thể lại cảm thấy mình và cái thế giới này liên lạc lại nhiều một chút. Thôi, đi trước sát thần thế giới đi, tiểu cấm yêu cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần ngồi Titan thần hạm xuyên qua trùng trùng thời không, rất nhanh liền đến sát thần thế giới. Cái thế giới này, lãnh thổ mênh mông, bầu trời tựa hồ vĩnh viễn đều là u tối màu sắc, hiện đầy khói mù. Mặt đất trải rộng vặn vẹo rừng cây, những cái kia trùm trong rừng, có giống vậy vặn vẹo ma vật. Ở lẫn nhau cạnh tranh săn giết, tiếng hô thỉnh thoảng truyền tới. Mỗi một khắc đều có đại lượng ma vật chết đi, lại có mới ma vật, từ hắc ám địa mạch bên trong sản sinh ra tới, vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng nghỉ, giống như vô gian địa ngục đau khổ luân hồi. Ngoài ra, còn thật nhiều sứa, dịch thấu trong suốt, màu sắc khác nhau,
trôi lơ lửng ở sát thần thế giới các nơi, hình ảnh nhìn như 10 phần lộng lẫy. Diệp Thần nhìn xung quanh sát thần thế giới, ánh mắt hơi chăm chú. Hắn còn nhớ, lần trước hắn rời đi sát thần thế giới thời điểm, gặp phải vô số sứa nổ tập kích, cuối cùng là dựa vào thi triển thiên đấu đại đồ kiếm, mới chém chết sứa thoát thân. Nhưng hiện tại, ban đầu bị hắn chém chết sứa, lại lần nữa nổi lên, hơi thở lộ ra điểm quỷ dị. Những nước này mẫu, sẽ không lại công kích ta chứ? Diệp Thần nghĩ thầm, hắn hiện tại mang mặt nạ, hơi thở hoàn toàn che giấu, hơn nữa thời gian tuyến cũng bị Nhâm Phi Phàm sửa đổi qua, hắn cái này luân hồi chi chủ, đã chết, hắn hôm nay kêu Diệp Thí Thiên. Coi như là Diệp Thần ra ra, Phật Tổ, Hoang Lão các người, chính mắt thấy được hắn, cũng bắt không tới luân hồi hơi thở. Dĩ nhiên, trừ vậy Ngọa Long thời không ảo tưởng trên thế giới cô gái áo bào trắng. Diệp Thần từ Titan thần trên hạm hạ xuống, bước lên sát thần thế giới đất đai, quả nhiên, những cái kia sứa vẫn là yên tĩnh nổi lơ lửng, không có lại tập sát hắn. Phụ thân, chúng ta đi pho tượng bên kia đi, nơi đó nhất định là có đại cơ duyên. Tiểu Cấm Yêu tựa hồ cảm giác được mình tới sát thần thế giới, bên trong hưng phấn nói, lần trước ở sát thần thế giới thời điểm, hắn liền cảm thấy có đại cơ duyên hơi thở. Bất quá khi đó, Diệp Thần muốn gấp trước đuổi đi tham gia đại lộ tranh phong, cũng không cách nào lưu lại tìm. Hiện tại rốt cuộc lần nữa hạ xuống, Tiểu Cấm Yêu cũng muốn xem, vậy đại cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Được. Diệp Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về sát thần thế giới phương xa, ở khắp nơi ương, đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn, đó chính là thiên đấu sát thần pho tượng. Lập tức, Diệp Thần chính là nhanh chóng hướng pho tượng phương hướng, bay vút đi. Sát thần thế giới tuy lớn, nhưng Diệp Thần tốc độ cũng là cực nhanh, không cần thiết đã lâu, liền đi tới thiên đấu sát thần pho tượng vùng lân cận. Ở thiên đấu sát thần pho tượng vùng lân cận, tụ tập rất nhiều ma vật, hung thú. Những thứ này ma vật cùng hung thú, đều giống như bị thứ gì hấp dẫn, liều mạng muốn đi pho tượng nóc leo đi. Phụ thân, người xem, nơi đó nằm phụ nữ. Tiểu Cấm Yêu bỗng nhiên kinh hô lên. Diệp Thần ánh mắt liếc một cái, quả nhiên liền thấy một người cô gái, sau lưng rũ ba cái lông xù cái đuôi, đang ngã xuống đất ngất đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn phụ nữ kia sau lưng ba cái lông xù cái đuôi, Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn. Người phụ nữ này, lại chính là ba đuôi Phong Gian Mộng. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ ở sát thần thế giới bên trong, thấy ba đuôi Phong Gian Mộng, hơn nữa nàng còn hôn mê, trên mình mang không thiếu vết thương. Trước đây đại lộ tranh phong thời điểm, ba đuôi Phong Gian Mộng cũng ở đây luân hồi trận doanh bên trong xem cuộc chiến, nhưng trước đây Diệp Thần tang lễ, nàng không có tới tham gia. Phong Gian Mộng choáng váng mê trên đất, thân thể mềm mại trên lượn lờ từng luồng u tối không rõ hơi thở, đó chính là thuộc về duy nhất đuôi thú khí tức quỷ dị. Ở nơi này vậy hơi thở quanh quẩn hạ, chung quanh rất nhiều hung thú ma vật, cũng không dám đến gần nàng. Nhưng Diệp Thần nhưng thấy, trên người nàng lượn quanh đuôi thú khí, chính là chậm rãi suy yếu đi xuống, không biết đã xảy ra biến cố gì. Một khi nàng đuôi thú khí, suy yếu đến không cách nào duy trì uy hiếp, như vậy, chung quanh hung thú cùng ma vật, nhất định phải cầm nàng cho nuốt ăn. Phong Gian Mộng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy hết sức tò mò, hắn và Phong Gian Mộng vậy là bạn, đối phương thậm chí lấy hắn là hải đăng. Không không lúc nào không phân là chủ thế giới, lần thế giới, hoang thế giới, những thứ này bí mật, đều là Phong Gian Mộng đã từng nói cho hắn. Diệp Thần cổ tay, còn đã từng bị Phong Gian Mộng cắn qua một hơi, vết sẹo đến hiện tại cũng còn không tiêu trừ. Phong Gian Mộng dẫu sao là đuôi thú, nàng nhận định Diệp Thần làm hải đăng, ở Diệp Thần trên cổ tay để lại dấu vết. Diệp Thần vén lên mình tay phải ống tay áo, quả nhiên còn có thể thấy một cái vết cắn. Hắn đem ống tay áo buông xuống, đem vết cắn che giấu tốt. Cái này vết cắn, nếu như bị Phong Gian Mộng thấy được, nàng khẳng định sẽ đoán được hắn thân phận. Hôm nay Phong Gian Mộng bị thương hôn mê, Diệp Thần cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, đem Phong Gian Mộng đỡ dậy, thay nàng xoa bóp qua máu, lại vận chuyển đạo tông đúc đan thuật chữa thương cho nàng. Phong Gian Mộng rên một tiếng, yếu ớt hồi tỉnh lại, thấy mang đồng xanh quỷ diện Diệp Thần, sửng sốt một tí, nói, ngươi là ai? Ta còn chưa có chết sao? Diệp Thần nói, Phong Gian Mộng cô nương, ta là Diệp Thí Thiên,
ngươi còn nhớ ta sao? Ngươi bị thương, nhưng thật may không có xảy ra việc gì. Phong Gian Mộng ngồi dậy, nhìn xem Diệp Thần, lại ngắm nhìn bốn phía, có chút thống khổ che đầu, nói ừ, ta nhớ ngươi, ngươi là luân hồi trận doanh bên trong thiên tài đệ tử, bị Nhâm Phi Phàm ban tên cho kêu Diệp Thí Thiên, thừa kế phần lớn luân hồi đạo thống, có phải hay không? Diệp Thần nói, chính phải. Phong Gian Mộng nga một tiếng cười, vẻ mặt nhưng là lộ ra một vẻ khó che giấu khinh miệt, nói. Luân hồi chi chủ đạo thống, làm sao là ngươi có thể thừa kế đâu? Nhâm Phi Phàm hồ đồ. Diệp Thần nói, tại hạ tu vi nông cạn, để cho cô nương chê cười. Phong Gian Mộng nói, ta có thể không dám chê cười ngươi, ta đã là một phế nhân, ta làm sao dám chê cười ngươi đâu. Nói tới chỗ này, nàng trong giọng nói tràn đầy bi thương thương cảm ý. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, cô nương, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Gian Mộng buồn bã nói, ta thân là đuôi thú, vốn là có bữa đế cảnh thực lực, nhưng ta hải đang chết, ta đạo tâm vậy sắp bị hắc ám chìm ngập, muốn lần nữa lâm vào là một đầu si ngu hung ác, chỉ biết giết hại dã thú. Hôm nay ta tu vi, đã rơi vào thiên nguyên cảnh tầng 1, hơn nữa rất nhanh liền thiên nguyên cảnh vậy duy trì không được. Diệp Thần nội tâm đại chấn, lẩm bẩm nói, người hải đang chết. Phong Gian Mộng nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ chính là ta hải đăng, ta nơi nào nghĩ đến, hắn lại có thể sẽ chết. Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ chết, mọi người cũng không muốn. Phong Gian Mộng khẽ cắn một tí môi đỏ mọng, nói. Ta hoài nghi hắn căn bản không chết, chỉ là cố ý làm cục gạt người. Nhưng, ta suy tính tất cả thiên cơ, tất cả thời gian tuyến, luân hồi đích xác là vẫn diệt, ta hải đăng vậy đi theo dập tắt. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Nhâm Tiền Bối thủ đoạn, quả nhiên nghịch thiên, Phong Gian Mộng thân là đuôi thú, vậy đẩy không tính ra chân tướng, còn lấy là ta thật đã chết rồi. Bất quá, giống như là đại chủ tể cái loại này tối đa cao thủ, đoán chừng là không gạt được hắn. Nhâm Phi Phàm nói, hắn sửa đổi thời gian tuyến, liền đại chủ tể đều có thể lừa gạt được, nhưng nhất định là tạm thời, chỉ cần đại chủ tể thấy Diệp Thần, coi như Diệp Thần mang mặt nạ, hắn hơn phân nửa là có thể đoán được. Bất quá, lấy đại chủ tể tính cách cùng lập trường, hắn khẳng định sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, ngược lại tương kế tự kế, bảo vệ Diệp Thần thuận lợi vượt qua 3 năm, cho đến tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu ngày hôm đó. Dẫu sao vậy tinh không tranh bá thi đấu, chính là lớn nắm giữ là Diệp Thần chuẩn bị, là đưa cho hắn một cái cơ duyên, cũng là đối hắn khảo nghiệm. Cô nương, ngươi làm sao sẽ tới đến sát thần thế giới? Diệp Thần nhìn Phong Gian Mộng, có chút hiếu kỳ hỏi. Phong Gian Mộng nói, ta hải đăng tắt, hơi thở suy yếu sau đó, liền gặp phải Thiên Khư Thần Điện Đại Chu gia tộc đuổi giết, bọn họ muốn hiến tế ta tánh mạng, cầm đi sống lại Chu Võ Hoàng. Diệp Thần trong lòng rét in một cái, nói, sống lại Chu Võ Hoàng sao? Phong Gian Mộng nói, ừ, ta lắng nghe đến vận mạng thanh âm, muốn sống, chỉ có trốn tới nơi này, vận mệnh tỏ rõ mảnh thế giới này, sẽ để cho ta tìm được mới hải đăng. Vừa nói, nàng chậm rãi đứng dậy. Nhìn vòng quanh sát thần thế giới thiên địa khắp nơi, nhưng gặp hắc ám mờ mịt, ma vật hung thú nhiều vô số kể, nơi nào có cái gì hải đăng. Trong bóng tối duy nhất quang, là cách đó không xa thiên đấu sát thần pho tượng, tản ra huyết quang. Mới hải đăng sao? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, mơ hồ cảm nhận vận mạng sợi tơ, đem mình và Phong Gian Mộng quấn quanh chung một chỗ, hắn có thể còn sẽ lấy Diệp Thí Thiên thân phận, trở thành Phong Gian Mộng hải đăng. Phong Gian Mộng nhưng là buồn bã lắc đầu, nói, không có hải đăng, hết thảy cũng là cảm giác, đại chu gia tộc hộ vệ sắp truy đuổi đánh tới, ta bắt được bọn họ hơi thở. Nàng ánh mắt ngưng luyện, nhìn ra xa hướng thế giới phương xa. Diệp Thần dương mắt nhìn lên, vậy mơ hồ thấy có mấy đạo thần quang, đang nhanh chóng phóng tới, trong đó lại là có thiên nguyên cảnh khí tức cường đại. Người mau dẫn ta rời đi, đi mau, chúng ta không đánh lại đại chu gia tộc người. Phong Gian Mộng nhìn Diệp Thần, lại thúc giục. Nàng hiện tại rất yếu ớt, không phải đại chu gia tộc địch thủ. Mà Diệp Thần, ở nàng trong mắt, vậy chẳng qua là một phổ thông thần đạo cảnh tầng 2 thiên tồn tại, không đáng giá để ra, càng không thể nào cùng đại chu gia tộc đối kháng. Cô nương, ta đang còn muốn nơi đây tìm cơ duyên, cũng không thể nhanh như vậy rời đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần nói. Phong Gian Mộng khinh thường giễu cợt. Nói chỉ bằng ngươi. Ngươi có cái gì tư cách bảo vệ ta?
Đừng cho rằng ngươi may mắn đạt được nhâm phi phàm thưởng thức, liền có thể cùng luân hồi chi chủ so sánh, ngươi còn chưa xứng. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, đừng nói nhiều như vậy, đại chu gia tộc người sắp tới, chúng ta trước tránh một chút. Hắn thấy phương xa mấy đạo thần quang, đang nhanh chóng gào thét tới, sợ rằng không bao lâu, đại chu gia tộc cường giả thì phải tới sát. Lập tức, Diệp Thần cũng không đoái hoài được như thế nhiều, trực tiếp kéo Phong Gian Mộc, đi thiên đấu sát thần pho tượng nóc bay đi. Mảnh thế giới này rất nhiều ma vật hung thú, đều điên cuồng bò hướng pho tượng nóc, chỗ đó tất nhiên tồn tại vật gì đặc biệt. Diệp Thần kéo Phong Gian Mộc, dọc theo pho tượng không ngừng đi lên bay đi, đem tất cả ma vật hung thú dẫm ở dưới chân. Thiên đấu sát thần pho tượng, tồn tại loại nào đó cấm kỵ lực lượng, bất kỳ chạm đến pho tượng tồn tại, cũng sẽ gặp bị to lớn đánh vào cùng áp lực. Những cái kia ma vật hung thú, không có một đầu có thể leo đến pho tượng nóc, phần lớn ở nửa đường liền bị xoát hạ. Diệp Thần trong cơ thể có thiên đấu sát thần mộ bia, hơn nữa lại có thiên sát tinh bảo vệ, như có thần giúp, cũng không có bị pho tượng lực lượng cấm kỵ đánh vào, một đường nhanh chóng đi pho tượng nóc bay vút đi. Phong Gian Mộng thấy một màn này, nhất thời giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần có thể ngăn cản pho tượng cấm chế đánh vào, trong đầu nghĩ cái này Diệp Thí Thiên ngược lại cũng có chút bản lãnh. Rất nhanh, hai người bay lên trời vạn trượng, rốt cục thì đi tới thiên đấu sát thần pho tượng nóc. Ở pho tượng nóc, lại có một đóa màu xanh hoa sen toát ra, vậy hoa sen mơ hồ, cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một đạo hư ảnh. Hoặc là nói, là một món ảo tưởng tồn tại. Hùng hồn thanh quang, không ngừng từ vậy một bụi hoa sen trên tách thả ra ra, vô số cổ xưa màu xanh phù văn sen lẫn. Khi thấy cái này đóa hoa sen thời điểm, Diệp Thần ngẩn ngơ, trong đầu mơ hồ hiện ra kinh thiên khí tượng, thấy được một bụi to lớn thanh liên, tạo ra hỗn độn hư không, mở ra ra thiên địa càn khôn. Cái này hoa sen, lại là trong truyền thuyết sáng thế thanh liên, là sáng thế thanh liên một đạo hư ảnh. Sáng thế thanh liên, thiên đấu sát thần pho tượng trên. Tại sao có thể có sáng thế thanh liên bóng dáng? Hắn và thanh liên đạo tổ, tồn tại cái gì sâu xa sao? Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, ngày xưa bụi cây kia tạo ra hỗn độn, sáng lập nguyên sơ thế giới sáng thế thanh liên, sau đó hóa hình thành thanh liên đạo tổ, cũng là nguyên sơ thế giới cao nhất nắm giữ. Luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hoàng nhìn vậy sáng thế thanh liên hư ảnh, ánh mắt nhưng là lộ ra một chút hoảng hốt cùng mê ly, nói. Mộ chủ. Thiên đấu sát thần và thanh liên đạo tổ tới giữa, đúng là tồn tại sâu xa. Năm đó sát thần đại ca, giết hại quá đáng, đạo tâm sát khí tích tế, mỗi ngày gặp cắn trả, hết sức thống khổ, hắn mời thanh liên đạo tổ ra tay, là hắn chậm tách ra sát khí, hai người là bạn rất thân. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu thiên đấu sát thần và thanh liên đạo tổ, lại có thể vẫn là bằng hữu. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về bụi cây kia thanh liên hư ảnh, nhưng cảm thấy thanh liên hư ảnh sau lưng, tựa hồ còn cất giấu một cái thế giới. Đao phong nữ hoàng nói, cái này thanh liên hư ảnh, hẳn là thiên đấu sát thần trí như biến thành, sau lưng cất giấu một cái ảo tưởng thế giới, người có thể tiến vào trong đó, thu lấy cơ duyên. Năm đó thanh liên đạo tổ, đúc tạo ra được một đóa thanh hồn cửu liên, dùng để chậm tách ra thiên đấu sát thần sát khí, cái này đóa thanh hồn cửu liên, là không thể có nhiều thần vật. Ngươi nếu là có thể nắm trong tay, tu vi tất có thể đột phá. Diệp Thần nói, được. Bàn tay hắn đưa ra, đụng chạm thanh liên hư ảnh, ảo tưởng quy luật thi triển, nhất thời, thanh liên hư ảnh tan ra, nhanh chóng diễn hóa ra một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Đây là thiên đấu sát thần sáng chế ảo tưởng thế giới, hắn năm đó chính là ở nơi này phiến ảo tưởng thế giới bên trong, bế quan tu luyện, hóa giải tự thân sát khí cắn trả khổ sở. Thấy ảo tưởng thế giới mở ra, Phong Gian Mộng cũng là lấy làm kinh hãi, nói cái này phiến ảo tưởng thế giới, tựa hồ tồn tại cái gì vận may lớn, đại cơ duyên. Diệp Thần gật đầu, nói chúng ta đi vào. Hắn ánh mắt liếc một cái, đã thấy có mấy đạo cường đại bóng người, đi tới thiên đấu sát thần dưới pho tượng phương, chính là đại chu gia tộc người. Vậy mấy đạo thân ảnh, hơi thở 10 phần ác liệt cường hãn, một người cầm đầu, tu vi đã đạt tới thiên nguyên cảnh tầng 2. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối phó thiên nguyên cảnh tồn tại, vẫn là khá là cố hết sức. Phong Gian Mộng cũng nhìn thấy vậy mấy đạo thân ảnh, tiếu mặt trầm xuống, nói, gai gâu, Chu Thương Lan truy đuổi đánh tới, người ta không phải là địch thủ của hắn, coi như ở nơi này ảo tưởng thế giới bên trong,
được cái gì tạo hóa cơ duyên, chỉ sợ cũng là người khác làm đồ cưới. Đại Chu gia tộc có ngũ hành cờ, kim mộc thủy hỏa thổ, cái này Chu Thương Lan, chính là chữ vàng cờ phó kỳ chủ, Diệp Thí Thiên, ngươi lấy cái gì đối phó hắn? Lấy cái gì bảo vệ ta? Nói xong lời cuối cùng, Phong Gian Mộng trong giọng nói lại mang phẫn uất cùng khinh miệt. Nàng lúc ban đầu gọi là Diệp Thần thoát đi sát thần thế giới, né tránh Đại Chu gia tộc đuổi giết, nhưng Diệp Thần lại không chịu. Hôm nay Đại Chu gia tộc cường giả đã giết tới tới, nàng có thể không tin, Diệp Thần chính là thần đạo cảnh tầng hai trời, có thể bảo vệ được nàng. Bọn họ muốn tới nơi này, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngươi như tin được ta, liền cùng ta tới. Nếu không, chính ngươi chạy thoát thân đi đi. Diệp Thần không có nói nhảm nữa, cất bước vào ảo tưởng thế giới bên trong. Hắn đã cho đối phương lựa chọn, nếu như đối phương không tin mình nhúng tay nữa đối phương nhân quả cũng vô dụng. Ngươi! Phong Gian Mộng một hồi nổi gióa, hôm nay nguyên khí không phục, hơi thở suy yếu, nếu như một mình chạy trối chết nói, tuyệt đối phải bị Đại Chu gia tộc đuổi kịp. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ tốt đi theo Diệp Thần, tiến vào vậy ảo tưởng thế giới bên trong. Cái này ảo tưởng thế giới, là thiên đấu sát thần mở ra đi ra ngoài, là một cái đặc biệt bí ẩn thế giới, như thế ngoại thiên đường. Thiên đấu sát thần ở chết sau đó, hắn sát thần thế giới, bị hắc ám chìm ngập, nhưng cái này phiến ảo tưởng thế giới, còn duy trì tinh khiết, có rất nhiều hơn thủy quang vòng quanh linh thú, ở bôn tẩu khắp nơi trước, một phiến tường hòa. Hoàn cảnh chung quanh, nhật nguyệt diêu quang, mưa thu đại sắc, sơn thanh thủy tú, từng cái to lớn thác nước từ trên trời hạ xuống, như tiên cung thánh cảnh. Diệp Thần và Phong Gian Mộng, đi ở mảnh thế giới này bên trong, chỉ giác tâm đầu yên lặng, không nói ra được thoải mái. Mảnh thế giới này ở giữa linh thú, yêu tinh, tiên linh vân tồn tại, lại có thể cũng không sợ người, thấy Diệp Thần và Phong Gian Mộng tiến vào, còn vui mừng hơn dương dương chạy đi tới, là bọn họ dâng lên hoa tươi, linh quả, đá quý. Bên ngoài sát thần thế giới, đã bị hắc ám chìm ngập, Diệp Thần và Phong Gian Mộng tâm tình, vốn đều là có chút đè nén, nhưng hiện tại đi tới nơi này phiến ảo tưởng thế giới sau đó. Hai người giống như đi tới thế ngoại đào nguyên, trong thoáng chốc phiền não diệt hết, tâm tình vô cùng thoải mái. Sát thần đại ca ảo tưởng thiên đường, còn không có bị ô nhiễm, tốt, rất tốt. Luân hồi mộ địa bên trong, đào phong nữ hoàng ở thấy cái này phiến ảo mộng đẹp lạ thường thế giới sau đó, tâm tình cũng là hết sức kích động, thậm chí rơi lệ, từng cơn thổn thức. Tiền bối, nơi này nhưng có đại cơ duyên tạo hóa. Ở địa phương nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Hắn có thể mơ hồ bắt được, cái này phiến ảo tưởng thế giới, tồn tại cơ duyên tạo hóa hơi thở. Nhưng, bởi vì mảnh thế giới này, chân thực quá mức mênh mông, vô biên vô tận, Diệp Thần trong chốc lát, cũng khó mà xác định cơ duyên chân chính sở tại. Đao Phong Nữ Hoàng nói, ta cũng không biết, ngươi có thể lợi dụng ta tuần thú pháp, thuần phục nơi này linh thú, liền biết cái thế giới này bí mật. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, lập tức liền thổi một cái huýt sáo. Vùng lân cận trong núi rừng vọt ra một đầu kỳ lân linh thú, chân đạp tường vân, hào hứng hướng hắn đi tới. Tuần thú phương pháp, thiên địa tự quyết, thập phương linh vận, tốc đối lại. Diệp Thần sờ vẩy kỳ lân đầu, trong tay linh quang hiển hóa, hiện ra một cái chữ thiên, một cái địa chữ. Mảnh thế giới này thiên địa hai uẩn, nhanh chóng cùng Diệp Thần đồng tình, hóa thành một cổ lực lượng thần bí, bơm vào đến vậy kỳ lân linh thú đầu óc bên trong. Vậy kỳ lân linh thú như được thể hồ quán đỉnh, mười phần thoải mái hừ hừ lỗ mũi, rồi sau đó liền khuất thân cúi đầu, một bộ khôn khéo ngoan ngoãn hình dáng, hiển nhiên đã là bị Diệp Thần tuần phục. Diệp Thần thi triển thủ đoạn, chính là tuần thú chữ bát quyết bên trong chữ thiên quyết và chữ địa quyết, có thể điều động thiên địa pháp tác lực lượng, lấy nhu hòa tư thái thuần phục linh thú. Hắn một tí thi triển, vậy kỳ lân linh thú liền lập tức thần phục. Rất tốt, tiền bối. Ngươi tuần thú phương pháp, quả nhiên tuyệt diệu rất. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, liền cưỡi kỳ lân sống lưng, vừa quay đầu hướng Phong Gian Mộng vẫy vẫy tay, nói. Cô nương, lên đây đi. Phong Gian Mộng nhưng là mặt đầy khiếp sợ, nói, ngươi mới vừa tuần thú phương pháp, là học của ai? Lại như này tuyệt diệu. Nàng thân thể mềm mại hơi run rẩy, có chút sợ hãi, lui về phía sau hai bước. Diệp Thần cười một tiếng. Nói, ngươi sợ cái gì, sợ ta ra tay thuần phục ngươi sao? Yên tâm, ngươi là luân hồi chi chủ bằng hữu, ta sẽ không đả thương ngươi,
lên đây đi. Đưa tay ra. Diệp Thần lần này giọng, 10 phần nhu hòa, giống như mang theo một cổ đặc thù ma lực. Phong Gian Mộng suy nghĩ xuất thần, vô tình liền cầm bàn tay mình, giao đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm nàng kéo lên, để cho nàng ngồi ở mình trước mặt. Hắn nên mới vừa thi triển tuần thú bí pháp, chữ thiên quyết và chữ địa quyết diệu pháp hơi thở, còn có không thiếu lưu lại, ở nơi này vậy hơi thở bao phủ hạ, Phong Gian Mộng cũng khó mà ngăn cản. Nàng đã không còn hải đăng, nếu như Diệp Thần thật muốn động thủ, nàng ngay tức thì phải trở thành Diệp Thần thú cưng, tùy ý bố trí. Kỳ Lân, mảnh thế giới này, có phải hay không có cái gì đại cơ duyên tạo hóa? Mang ta đi đi. Diệp Thần sờ một cái Kỳ Lân cổ, mở miệng nói. Vậy Kỳ Lân nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là bỗng nhiên con ngươi co rúc lại, lông nổ tung, cổ họng phát ra trầm thấp nóng nảy gầm nhẹ, một bộ 10 phần bộ dáng bất an, tại chỗ lởn vờn. Diệp Thần thấy Kỳ Lân linh thú quái dị như vậy hình dáng, nhất thời ngây ngẩn. Hắn và Kỳ Lân linh thú tâm ý tương thông, hơi một cảm ngộ, lập tức bắt được một cổ nguy hiểm to lớn. Kỳ Lân linh thú truyền tới ý chí, đang cảnh cáo Diệp Thần, vậy đại cơ duyên sau lưng, hàm chứa ngập trời nguy hiểm. Ngươi nói gì sao? Vậy cơ duyên tạo hóa, là thanh hồn cửu liên, là thanh liên đạo tổ chế tạo thần vật. Nhưng, có sự thần tộc người, xâm nhập nơi này, chiếm đoạt thanh hồn cửu liên. Diệp Thần lại cẩn thận cảm ngộ, liền từ Kỳ Lân truyền tới ý chí sau lưng, dòm ngó đến vô cùng kinh khủng đồ. Cái này phiến ảo tưởng thế giới, cũng không phải là mặt ngoài tinh khiết như vậy thánh khiết. Ở tinh khiết sau lưng, hàm chứa động trời kinh tởm. Có sửu thần tộc người, ẩn trốn ở chỗ này. Cái gọi là sửu thần tộc, chính là sửu thần hậu duệ, thân phận đặc biệt thần bí, đương kim thế gian, cơ hồ không tìm được bọn họ tồn tại dấu vết. Nhưng, bọn họ nhưng là đúng là tồn tại. Hơn nữa vô cùng đáng sợ, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ mang theo gió tanh mưa máu. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, nơi này lại có sửu thần hậu duệ. Ngọa Long thời không có sửu thần dấu vết, nơi này cũng có. Sửu thần bởi vì quả thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào à. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng sau khi nghe nói, cũng là lớn kinh, vội vàng nói, người hỏi mau hỏi nó, là sửu thần tộc bát kỳ vậy một cờ người. Diệp Thần liền hướng vậy Kỳ Lân linh thú hỏi, là sửu thần bát kỳ vậy một cờ người. Kỳ Lân linh thú trầm thấp gầm to, hướng Diệp Thần truyền tới ý chí. Diệp Thần hiểu ra, hướng Đao Phong nữ hoàng nói, là chữ giết cờ người. Đao Phong nữ hoàng lẩm bẩm nói, chữ giết cờ, quả nhiên. Sửu thần bát kỳ, có ma chữ cờ, yêu chữ giết cờ, tà chữ cờ, độc chữ cờ, quỷ chữ máu cờ, binh chữ cờ. Đại biểu thế gian đủ loại kinh tởm hung ác. Chữ giết cờ người, năm đó luôn muốn săn giết thiên đấu sát thần, cầm hắn máu tươi tế cờ. Bọn họ không địch lại thiên đấu sát thần, liền muốn kêu ta làm nằm vùng, bị ta cự tuyệt, sau đó bọn họ liền giết ta. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi là bị chữ giết cờ người giết chết. Đao Phong nữ hoàng nói, đúng vậy, ta sau cùng thời gian tuyến, cũng không phải là bị sửu thần tự tay chung kết. Mà là bị hậu duệ của hắn, chữ giết cờ kỳ chủ tiêu diệt. À, ta thật là một người yếu, cũng không cần sửu thần tự mình ra tay, ta liền không ngăn được. Diệp Thần nói, tiền bối, đừng nói như vậy. Hắn biết Đao Phong nữ hoàng, bản thể thực lực tuy không thể cùng thiên đấu sát thần, chú tinh long thần nhóm cường giả so sánh, nhưng nàng tinh thông tuần thú phương pháp, nếu là cộng thêm thú cưng trợ lực, nàng tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Nếu không, cũng sẽ không đứng hàng 6 đạo cổ thần một trong. Đao Phong nữ hoàng nói, mộ chủ, người đi nhanh thanh hồn cửu liên bên kia xem, sửu thần tộc người, lấy các loại kinh tởm dơ bẩn hại người, nhưng người luân hồi đạo tâm thuần khiết, muốn đến không sợ kinh tởm. Diệp Thần nói, được. Lập tức, Diệp Thần liền thúc giục Kỳ Lân linh thú, nói, Kỳ Lân, mang ta đi chỗ đó nơi tạo hóa, đừng hoảng hốt, cho dù có cái gì kinh tởm, ta ra tay xúc diệt là được. Kỳ Lân linh thú nghe Diệp Thần lần này tự tin lời nói, tinh thần đại định, liền chở hắn và Phong Gian Mộng, đi về trước chạy băng băng đi. Sửu thần tương quan nhân quả, người đều biết. Phong Gian Mộng có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Thần mang mặt nạ, nàng hoàn toàn không nhìn thấu. Nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, bởi vì sửu thần hai chữ, bản thân liền tràn đầy không rõ cùng kinh tởm, người bình thường coi như thoáng tiếp xúc sửu thần tương quan khái niệm, cũng sẽ khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử.
đặc biệt khủng bố. Nhưng, Diệp Thần nhưng là có thể không ngừng kêu Sửu Thần tên chữ, tự nhiên để cho Phong Gian Mộng vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần bình tĩnh nói, biết một chút. Phong Gian Mộng ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên nói, cầm ngươi cổ tay phải cho ta xem. Diệp Thần nói, có gì để nhìn? Phong Gian Mộng nói, cho ta xem. Diệp Thần cười một tiếng, liền vén lên cổ tay ống tay áo, cho nàng xem kỹ xem. Chỉ gặp Diệp Thần cổ tay, bằng phẳng sáng bóng, không có bất kỳ vết sẹo tồn tại. Phong Gian Mộng ngẩn ngơ, lại mười phần thất lạc, một bộ mất hồn mất vía hình dáng, lẩm bẩm nói, ngươi không phải hắn. Diệp Thần giả vờ giả bộ hồ đồ, nói cái gì? Thật ra thì, Diệp Thần trên cổ tay, có Phong Gian Mộng đã từng lưu lại vết cắn. Chỉ bất quá, tại mới vừa cho Phong Gian Mộng kiểm tra thời điểm, hắn dùng một cái ảo tưởng quy luật, hoàn toàn che lại. Phong Gian Mộng hôm nay yếu ớt dưới, nhưng không nhìn thấu Diệp Thần trò lừa bịp vặt, vậy không có thể đoán được Diệp Thần thân phận chân thật. Hai người cưỡi kỳ lân linh thú, tiếp tục bay vùn vụt chạy. Mà lúc này, ở bên ngoài, Thiên Đấu Sát Thần pho tượng dưới. Vậy mấy cái đại Chu gia tộc người, nhìn pho tượng trên chi chít hung thú cùng ma vật, đều là mi đầu đại chú. Đám người lại ngẩng đầu nhìn về pho tượng nóc, ở hắc ám âm trầm trong hư không, tựa hồ thấy được một cổ xanh mưa lất phất tiên quang, lại đánh hơi được lau một cái thanh liên mùi thơm. Chu sư huynh, pho tượng kia nóc, tựa hồ có cái gì tạo hóa hơi thở. Còn nữa, ta tựa hồ bắt được ba đuôi yêu nghiệt kia mùi. Ba đuôi vậy ở phía trên. Mọi người nhìn về phía cầm đầu một cái dũng mãnh nam tử. Nam tử kia chính là đại Chu gia tộc chữ vàng cờ phó kỳ chủ, Chu Thương Lan, tu vi thiên nguyên cảnh tầng 2. Ha ha, ba đuôi yêu nghiệt kia, lại có thể chạy tới mảnh thế giới này. Nơi này chính là sát thần thế giới, đã sớm bị hắc ám chìm ngập, ẩn giấu vô số nguy hiểm, sau lưng thậm chí có thể có cái gì không biết kinh tởm cùng không rõ. Bất quá, vì sống lại Chu Võ Hoàng thiếu gia, chúng ta ngày hôm nay phải bắt lại đầu kia yêu nghiệt. Chu Thương Lan trong mắt thoáng qua hung mang, tràn đầy sát khí. Chu sư huynh, nếu có thể bắt lại ba đuôi, sống lại Võ Hoàng thiếu gia, chúng ta lập được thiên công lao lớn, cũng có thể đi tham gia tinh không tranh bá so tài. Đúng vậy, lần này tinh không núi thần mở cửa, tinh không tranh bá thi đấu cử hành, đạo tông đại chủ tể muốn là luân hồi chi chủ làm đồ cưới, không nghĩ tới luân hồi chi chủ lại có thể chết, ha ha ha. Như vậy trận thi đấu rất nhiều chỗ tốt, liền quy về chúng ta Thiên Khư Thần Điện. Trên mặt mọi người đều lộ ra nóng bỏng thần sắc, cũng muốn lập tức bắt ba đuôi, lập được công lao. Chu Thương Lan khóe miệng cũng là vuốt một chút độ cong, nói, lần này bắt ba đuôi, không cho sơ thất. Tinh không tranh bá cuộc so tài danh ngạch có hạn, chúng ta đại Chu gia tộc nội bộ, tất cả cờ lớn doanh cũng đang ngó chừng, bên ngoài hùng bá gia tộc, còn có Vũ Hoàng cổ đế thủ hạ thế lực. Cũng ở đây mắt lom lom. Chúng ta muốn bắt được tham gia thi đấu vị trí nói, phải lập được thiên công lao lớn mới được. Đám người cùng kêu lên nói phải, lại có người hỏi. Chu sư huynh, luân hồi chi chủ thật đã chết rồi sao? Luôn cảm giác chuyện này, quá mức kỳ hoặc. Chu Thương Lan cười hắc hắc, nói ta cũng cảm thấy kỳ hoặc, nhưng hắn xác thực là chết. Mục thần lão tổ suy tính thiên cơ, xem bói vô số thời gian tuyến. Đều thấy luân hồi thành cho, chết được không thể chết lại. Luân hồi trước cửu thế, toàn bộ chết, cho tới bây giờ đời thứ 10, cũng không cách nào quật khởi, vậy cũng không việc gì hiếm lạ. Dừng một chút, Chu Thương Lan khoát tay chặn lại, nói tốt lắm, không nói những thứ này, bắt ba đuôi muốn chặt, chúng ta đuổi giết đi lên. Nói xong, Chu Thương Lan thân thể tiêu xạ nhi ra, trực tiếp dọc theo thiên đấu sát thần pho tượng, đi nóc leo đi. Hắn có đại Chu gia tộc đặc thù pháp bảo, có thể để xua tan pho tượng lên rất nhiều ma vật, nhưng pho tượng bản thân mang theo cấm chế lực lượng, nhưng như sóng chiều vậy không ngừng đánh vào đi ra. Đáng chết, pho tượng kia có cấm chế. Chu Thương Lan mặt liền biến sắc, thiên đấu sát thần pho tượng, tồn tại cấm chế, vặn vẹo bốn phía hư không. Bất kỳ đến gần pho tượng người, cũng sẽ gặp phải cấm chế đánh vào. Cái này cổ cấm chế lực lượng, Chu Thương Lan có thể miễn cưỡng để bị. Nhưng ở cấm chế dưới ảnh hưởng, hắn muốn leo lên pho tượng nóc, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, tất nhiên phải hao phí tinh lực thời gian. Mà ở Chu Thương Lan các người, leo pho tượng thời điểm, Diệp Thần và Phong Gian Mộng, ở ảo tưởng thế giới bên trong, cưỡi kỳ lân linh thú, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, khoảng cách vậy thanh hồn cửu liên ở địa phương đó,
càng ngày càng đến gần. Thanh hồn cửu liên sở tại, là mảnh thế giới này lớn nhất nơi tạo hóa. Nhưng, đang không ngừng đến gần thanh hồn cửu liên dưới tình huống, Diệp Thần nhưng cũng không nhìn thấy cái gì tạo hóa hơi thở, hắn chỉ thấy phía trước bầu trời, không rõ ràng âm trầm một phiến, hắc ám sấm nổi lên, trong hư không tràn ngập nghiêm ngặt sát khí, làm người ta không lạnh mà run. Mà phía trước mặt đất, rừng rậm cây cối một phiến vặn vẹo, có rất nhiều ma vật hoành hành, tiếng thú gào từng cơn truyền tới. Ở nơi này phiến ảo tưởng thế giới, phần lớn địa phương, cũng như tiên cung thánh cảnh, thế ngoại đào nguyên, chỉ có nơi đây, giống như là hắc ám cấm khu vậy, thấm ra để cho người bất an hơi thở. Diệp Thần biết, nhất định là sử thần tộc người, chiếm cứ nơi đây, để cho được chỗ này biến thành hắc ám cấm khu vậy tồn tại. Nhìn cái này phiến hắc ám cấm khu vậy vùng, Diệp Thần dưới háng kỳ lân linh thú, cũng là lộ ra thần sắc bất an, đánh cái mũi phì phì. Diệp Thần cảm thấy phong gian mộng thân thể mềm mại, cũng ở đây hơi phát run. Diệp Thí Thiên, chỗ này hơi thở, để cho ta rất không thoải mái, ta liền không vào, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phong gian mộng nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, được, nếu như đụng phải ngoài ý muốn gì, ngươi liền kêu gọi ta tên chữ. Đại Chu gia tộc các võ giả, hẳn không nhanh như vậy đuổi theo, dẫu sao bọn họ muốn đột phá cấm chế, leo lên pho tượng nóc, cũng cần hao phí không ít thời gian. Tốt nhất cục diện, vậy dĩ nhiên là Diệp Thần mau sớm bắt được thanh hồn cửu liên, sau đó thừa dịp Đại Chu gia tộc người còn không đuổi theo trước, liền mang theo phong gian mộng rời đi. Lập tức, Diệp Thần để cho kỳ lân linh thú lưu lại, đi cùng trước phong gian mộng, hắn thì một thân một mình, bước vào phía trước hắc ám cấm khu bên trong. Bước vào cái này phiến bóng tối vùng, Diệp Thần thân thể, rất nhanh bị từng luồng u ám sương mù dày đặc che giấu, ở bên ngoài phong gian mộng, không cách nào lại bắt được Diệp Thần hơi thở. Hống! Hắc ám sương mù dày đặc bên trong, rất nhiều ma vật gầm thét, như dã thú thấy mới mẻ máu thịt vậy, điên cuồng hướng Diệp Thần đạp chết tới. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mình là tại sao không thử một chút thiên đế kim luân lực lượng, lập tức thong thả, thúc giục một chút thiên đế kim luân lực lượng, sau ót hiển hóa ra tầng tầng vòng sáng, bàng bạc nóng rực kim quang tách thả ra ra. Vậy rất nhiều đạp chết mà đến ma vật, ở gặp phải thiên đế kim luân năng lượng đánh vào sau đó, tại chỗ liền hét thảm lên, thật giống như gặp phải nước sôi nấu con chuột, vui vẻ nhảy loạn một hồi, cuối cùng nhanh chóng hóa thành bụi bậm hội diệt đi. Thấy vậy, Diệp Thần trong lòng cũng là ngạc nhiên mừng rỡ, nghĩ ngợi, thiên đế kim luân, không hổ là thần chí cao khí, uy lực so ta tưởng tượng, còn muốn hung mãnh rất nhiều. Nếu như đối ngọa long thời không ra hỏa sử dụng, biết hay không cũng có dùng. Hắn chỉ là thúc giục thiên đế kim luân một chút lực lượng, thì có như thế uy lực cường đại, nếu là trình độ cao nhất bùng nổ, sợ là liền phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả, cũng có cơ hội chu diệt. Mà ở vô số ma vật, chết ở Diệp Thần thiên đế kim luân ánh sáng dưới lúc đó, hắc ám cấm khu chỗ sâu, truyền đến một đạo kinh y thanh âm, một đạo trầm úc thanh âm kêu lên. Người nào, đẹp thần tín đồ. Diệp Thần ánh mắt nhìn về chỗ sâu, đáp lại, ngươi lại là người nào? Ha ha! Thanh âm kia lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, mặt đất, rừng rậm, con sông, bầu trời, toàn bộ vặn vẹo. Ở vặn vẹo thiên địa thế giới bên trong, rơi xuống từng cục bẩn thỉu thi thể cùng xương trắng, đếm không hết côn trùng, còn có rất nhiều hơn quỷ bí vô hình đồ. Sau đó những thứ này quỷ dị bẩn thỉu đồ, chậm rãi nhúc nhích. Không ngừng cô đọng hội tụ, cuối cùng tụ hóa thành một cái người. Hoặc là nói, đây là một cái quái vật hình người. Cái quái vật này, hoàn toàn là do thi thể, xương trắng, côn trùng và bẩn thỉu đồ hỗn hợp mà thành, mặc dù có người ngũ quan tứ chi cùng diễn cảm, nhưng lại không có một vài người thể mỹ cảm, chỉ có kinh tởm và khủng bố, cả người trên dưới cũng chảy xuôi biến thành màu đen phát đồ thúi. Người chính là sử thần hậu duệ. Diệp Thần khẽ cau mày. Vẫn là lần đầu tiên thấy sử thần hậu duệ, quả nhiên như sử thần tự mình vậy kinh tởm khủng bố, nếu như là đạo tâm hơi yếu người, thấy cái loại này xấu xí dữ tợn quái vật, sợ rằng sẽ hù được tại chỗ tan vỡ. Ừ, người không phải đẹp thần tín đồ. Người kêu, Diệp Thí Thiên, là luân hồi trận doanh thiên tài, thừa kế luân hồi đạo thống. Quái vật kia ngắm nhìn Diệp Thần, vặn vẹo ngón tay ở bấm đốt ngón tay trước, hiển nhiên là ở suy tính Diệp Thần đi qua mạch lạc. Nhưng, Diệp Thần trên mình thiên cơ nhân quả, đã bị Nhâm Phi Phàm sửa đổi qua, thế giới tuyến thay đổi,
người khác coi như đẩy cha hắn lai lịch, vậy thì sẽ phát hiện hắn kêu Diệp Thí Thiên, cũng không biết hắn thân phận chân thật. Thật may, nếu như luân hồi chi chủ còn không chết, hắn tự mình đến, ta đây là có mấy phần kiêng kỵ. Bất quá, ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng thừa kế luân hồi đạo thống sao? Quái vật kia trong mắt lướt qua một chút khinh miệt, lại nói thôi, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, ngày hôm nay không giết ngươi, ngươi cút đi. Diệp thần nghe nói như vậy, nhất thời có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này quái vật, lại có thể sẽ để cho hắn rời đi. Hắn cười một tí, từ quái vật kia giọng bên trong, nhưng là phát giác một chút mịt mờ sợ hãi. Quái vật kia ngoài mặt tuy hung ác, nhưng ánh mắt ở liếc về gặp hắn sau ót thiên đế kim luân vòng sáng lúc đó, nhưng là cất giấu kiêng kỵ. Ngươi kêu ta đi. Ngươi sợ thiên đế kim luân. Diệp thần cười nói. Quái vật kia thần sắc đại biến, thân thể kịch liệt vặn vẹo, vô số thi thể và xương trắng phủi xuống, quát lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, không đi nữa ta liền giết ngươi. Diệp thần nhìn quái vật kia phản ứng lớn như vậy, trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Xem ra đẹp thần chế tạo thiên đế kim luân, đối xử thần tộc người mà nói, mang theo to lớn uy hiếp. Muốn giết ta, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp thần ánh mắt run lên, lập tức không nói nhảm nữa, ông một tiếng, trực tiếp đem thiên đế kim luân cho gọi ra tới. Rào! Thiên đế kim luân hiện lên, hào hùng kim quang, nhất thời điên cuồng nổ tung ra, so mặt trời còn muốn sáng chói. Cái này thiên đế kim luân, là đẹp thần học hỏi liệt nhật mệnh tinh, đạt được linh cảm, đúc nên. Diệp thần đã sớm thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh, cho nên hắn chấp trưởng thiên đế kim luân, như có thần giúp, thi triển ra muốn gì được nấy, ở trong người liệt nhật mệnh tinh ra chỉ xuống, thiên đế kim luân ánh sáng, vô cùng hừng hực dâng trào. Cô gái áo bào trắng kia cho hắn lá cây sau khi uống, Diệp thần cũng có thể hơi vận dụng mệnh tinh lực lượng. Quái vật kia gặp phải thiên đế kim luân tia sáng soi. Tại chỗ liền hét thảm lên, thi thể và xương trắng tạo thành thân thể, không ngừng toát ra thi nước bốc hơi khói đen. Đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng bằng một kiện pháp bảo, là có thể cản rỡ trước mặt ta. Thất sát tham lang khói, cho ta trấn áp. Quái vật kia quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, thì có mấy tia động trời hắc khí, tựa như khói lửa khói báo động, bạo ngất trời tế, hóa thành bảy đạo to lớn cột khói, nguy nga bá đạo phải hơn đem trời xuyên qua. Vậy từng đạo to lớn khói báo động bên trong, có rất nhiều hắc ám sương mù hóa thành khuôn mặt, miệng to như chậu máu gầm thét, mười phần dữ tợn, sát khí cực kỳ mãnh liệt. Chớp nhoáng lúc đó, vậy từng tờ một quỷ bí vặn vẹo khuôn mặt, liền là ma quỷ vậy bay tập kích ra, hướng Diệp thần nhào tới, thật giống như đem hắn nuốt ăn vậy. Ồ, lại là thất sát tham lang khói, là thất sát thiên tôn thần thông, mộ chủ chú ý. Luân hồi mộ địa bên trong. Đao phong nữ hoàng thấy vậy từng đạo cột khói sau đó, nhất thời cảnh giác hô kêu. Khói báo động cuồn cuộn, vô số hắc ám khói mù hội tụ thành khuôn mặt, phải đem Diệp thần chiếm đoạt. Kinh khủng khí tức quỷ dị, không ngừng xâm nhập Diệp thần tâm thần. Bất quá, Diệp thần luân hồi đạo tâm, mười phần cường hãn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thiên đế kim luân, phá cho ta. Diệp thần quát tháo hoa sen, linh khí bơm vào đến thiên đế kim luân bên trong. Toàn bộ thiên đế kim luân, nhất thời bộc phát ra vạn số tiền lớn quang, ngút trời thụy hà, thiên điều cầu vồng, cuồn cuộn đỏ nghê phô tán. Vậy từng đạo cột khói, rất nhiều ma quỷ khuôn mặt, thoáng chốc tới giữa, ngay tại Diệp thần kim luân thần quang dưới, tan thành mây khói. À, quái vật kia lại là một tiếng hét thảm, không thể tưởng tượng nổi nói. Không thể nào, người đạo tâm, ở ta thất sát tham lang khói nghiền ép hạ, làm sao có thể còn có thể giữ trấn định. Đao phong nữ hoàng nói, mộ chủ, ngươi luân hồi đạo tâm, đích xác là vững chắc vô cùng. Nhớ năm đó, ta gặp phải thất sát thiên tôn tập sát, ở hắn thất sát tham lang khói bao phủ hạ, đạo tâm ngay tức thì liền bị ô nhiễm, cuối cùng bỏ mình. Cái này thất sát tham lang khói, đặc biệt độc ác, hàm chứa cực kỳ kinh khủng dơ bẩn cùng ma khí, người một khi bị ăn mòn, liền sẽ cả người chảy mủ bốc mùi mà chết, đặc biệt thê thảm. Diệp thần ánh mắt hơi chăm chú. Nói, vậy cái quái vật này, rất có thể chính là thất sát thiên tôn môn hạ người, ta đem hắn bắt đứng lên, có lẽ có thể tra ra thất sát thiên tôn rơi xuống, giúp ngươi trả thù. Thất sát thiên tôn, là sử thần bát kỳ bên trong, chữ giết cờ kỳ chủ, chấp trưởng thất sát tham lang khói, thủ đoạn mười phần hung tàn mãnh liệt, năm đó chính là hắn tập sát đao phong nữ hoàng.
Diệp Thần mơ hồ bắt được thiên cơ, cái này thất sát thiên tôn, trước mắt còn chưa có chết, nhưng năm tháng mài mòn tích lũy rất nghiêm trọng, thực lực đã không còn năm đó, thật to suy sụp. Nếu như có thể tìm được thất sát thiên tôn, Diệp Thần có lẽ có thể dùng chút thủ đoạn, đem tiêu diệt, thay Đao Phong Nữ Hoàng trả thù, liền nhưng nhân quả. Đao Phong Nữ Hoàng gật đầu nói, vậy rất tốt. Nàng đối Sửu Thần và Sửu Thần tộc, thật ra thì cũng không hận ý, ở vô số kỷ nguyên tranh đấu giết hại bên trong, nàng đối xanh chết đã sớm chết lặng, cừu hận cái loại này mãnh liệt tâm trạng, đã rất khó lại từ nàng trong lòng ra đời. Chỉ bất quá, năm đó nhân quả, nàng dĩ nhiên là muốn coi là thanh, Diệp Thần có thể giúp nàng trả thù tốt nhất. Ngươi dùng ta truyền cho ngươi tuần thú quyết, có thể đem quái vật này tuần phục, thu cho mình dùng. Đao Phong Nữ Hoàng lại nói. Diệp Thần gật đầu, liền muốn ra tay. Nhưng, quái vật kia biết Diệp Thần lợi hại, hơn nữa đạo tâm đặc biệt mạnh mẽ, hắn chứ nhiều thủ đoạn cũng không có dùng, hắn nội tâm sợ hãi dưới, đã nhanh chóng quay đầu chạy trốn đi, thân thể hóa thành trăm ngàn tia khói báo động và mù, tứ tán bỏ chạy không thấy. Thấy vậy, Diệp Thần nhất thời sửng sốt một chút, hướng Đao Phong Nữ Hoàng nói, tiền bối, quái vật kia tựa hồ không có cụ thể hình thể, có thể phân hóa ngàn vạn, ta nên như thế nào thuần phục. Đao Phong Nữ Hoàng nói, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, người đi lấy thanh hồn cửu liên, xem hắn có hiện thân hay không. Ta đã dòm ngó đến hắn đi qua, hắn là kỹ thuật không tinh, tu luyện thất sát tham lang khói gặp phải cắn trả, sát khí tích lũy nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào thanh hồn cửu liên chậm tách ra. Hắn ẩn núp nơi đây, bá chiếm thanh hồn cửu liên, bất quá là vì chậm tách ra tự thân thống khổ thôi. Ha ha, thất sát thiên tôn độc môn thần thông, nơi nào có như thế dễ dàng luyện thành. Người dọc theo con đường này, đi tới cuối, liền có thể tìm được thanh hồn cửu liên. Diệp Thần nghe Đao Phong Nữ Hoàng mà nói, ánh mắt nhất thời liền sáng, lập tức dọc theo nàng chỉ, sải bước đi về phía trước. Rất nhanh, Diệp Thần liền thấy phía trước, xuất hiện một món xanh mưa lất phất tiên quang. Hắn lỗ mũi, vậy đánh hơi được một hồi mát rượi mùi thơm, thật giống như mùa hè hoa sen, thấm vào lòng người. Xa xa, Diệp Thần liền thấy một bụi thanh liên, trôi lơ lửng ở phía trước trong hư không. Vậy một bụi thanh liên, giống như là bích ngọc chế tạo, toàn thân dịch thấu trong suốt, vô cùng dịu dàng, có 9 múi lá sen, lại sinh trưởng 9 viên màu vàng kim hạt sen, tiên quang hòa hợp, khí tượng thanh huyền, từng luồng thụy hà tiên hy, tràn ngập ra, để cho được chung quanh hắc ám khí, cũng là xóa bỏ liền rất nhiều. Đó chính là thanh hồn cửu liên sao? Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ vậy một bụi thanh liên phía trên, hắn bắt được vô cùng là tinh thuần linh khí, nếu như có thể chấp trưởng cái này thanh liên, cũng thi triển thanh liên đúc thành pháp, đúc lại thanh liên phân thân nói, vậy đúc nên phân thân, nhất định là vô cùng cường hãn. Phụ thân, vậy đóa hoa sen, nhìn như ăn thật ngon dáng vẻ, có thể cho ta ăn một miếng sao? Tiểu Cấm Yêu thấy vậy một bụi thanh hồn cửu liên, cũng là chảy nước miếng. Thanh hồn cửu liên, là thanh liên đạo tổ chế tạo thần vật, có yên lặng tâm thần, xua tan hắc ám, điều chỉnh đạo tâm thần hiệu. Tiểu Cấm Yêu từng là ngút trời đại yêu, hắn nếu như hóa thân đại yêu, lý trí cũng có bị lạc nguy hiểm. Nhưng nếu như, có thể được thanh hồn cửu liên mà nói, hắn dựa vào thanh hồn cửu liên phụ trợ, đủ để thanh tâm ngưng thần, bảo đảm tự thân không sẽ bị lạc. Chủ nhân, cũng chia ta ăn một miếng. Đây là, huyết lòng ánh mắt lửa đốt, đối vậy thanh hồn cửu liên, cũng là lộ ra lau một cái khát vọng. Huyết Long, người vậy muốn ăn không? Diệp Thần có chút bất thực ngờ. Huyết Long, ừ, chủ nhân, thật ra thì ở ngươi luyện hóa thiên đế thần nguyên sau đó, ta cũng gián tiếp lấy được chỗ tốt vô cùng. Ta trước đây cắn nuốt đuôi thú năng lượng, đã toàn bộ tiêu hóa xong tất. Nếu như ta lực lượng, đỉnh cấp bùng nổ, vậy đủ để ung dung nghiền diệt phổ thông thiên đế. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời rất chấn động, nói, nghiền diệt thiên đế. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyết Long đã tiến bộ đến tình cảnh này. Huyết Long nói, đúng vậy, đuôi thú lực lượng, rất đáng sợ, thật may ta mượn ngươi luân hồi lực, vậy có thể miễn cưỡng nắm trong tay. Thập vĩ thần thú 9 cái phân thân bên trong, Huyết Long lấy được nửa đuôi, hai đuôi, còn có nửa đầu năm đuôi, những thứ này đuôi thú năng lượng tụ lại, đủ để cho nó bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, thậm chí có thể nghiền diệt thiên đế. Đao Phong Nữ Hoàng nói, cái này long thú lực lượng, so ta cái này cô hồn dã quỷ, còn lợi hại hơn được hơn. Liền Đao Phong Nữ Hoàng,
đều cảm thấy huyết long mạnh mẽ, nàng tàn hồn dưới trạng thái, thậm chí không cách nào cùng đỉnh cấp bùng nổ máu long tướng so. Trước vậy trận đạo tông thi đấu, cuối cùng lột xác lớn nhất, thật ra thì không phải Diệp Thần, mà là huyết long. Huyết long đổi được lớn mạnh như vậy, nhưng nó chán tới giữa, lại không có nhiều ít mừng rỡ, ngược lại bảo bọc một tầng nồng nặc yêu sầu, nói. Đuôi thú lực lượng, mặc dù mạnh mẽ, nhưng sau lưng hắc ám sát khí, tội nghiệt không rõ, cũng là 10 phần nồng nặc. Chủ nhân, ta không thể tùy tiện ra tay, nếu không đuôi thú mặt trái hơi thở, rất có thể đem ta đạo tâm chìm ngập. Cái này thanh hồn cửu liên, có thanh tâm ngưng thần hiệu quả, cho ta ăn một chút, ta có thể yên lặng đạo tâm, bảo đảm sẽ không sa đọa. Tiểu cấm yêu nói, phụ thân, ta cũng muốn ăn. Diệp Thần khóe miệng nhất thời kéo một cái, suy nghĩ một chút, nói, vậy dứt khoát chúng ta bình chia xong. Hắn lập tức sải bước tiến lên, đưa tay ra, liền muốn thu lấy thanh hồn cửu liên. Xoát! Nhưng lúc này, một cái hôi vụ lượn lờ, thì giọt nước lậu, vô cùng kinh tởm giữ tợn bàn tay, phá không tập sát ra, chụp vào Diệp Thần tay. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, một chiêu đại tiên Phật thánh thủ, bàn tay nổ lên cuồn cuộn kim quang, hướng vậy chỉ kinh tởm bàn tay đánh tới. Hai tay giao kích, Diệp Thần cảm thấy một cổ vô cùng trầm hậu lực lượng truyền tới, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Trong hư không vô số quỷ bí hơi thở nổi lên hội tụ, cuối cùng ở Diệp Thần trước mắt, hóa thành một đầu quái vật hình người, chính là mới vừa rồi Diệp Thần đụng phải đầu kia quái vật hình người. Chỉ là, hôm nay cái này con quái vật, năng lượng nhìn như so mới vừa hung mãnh rất nhiều, trên người vòng quanh từng cái chăn lớn vậy hắc khí, những hắc khí này tràn ngập mãnh liệt sát đạo hơi thở, cuồn cuộn tràn ngập, lại đang sau lưng của nó, tạo thành một cái quỷ bí đồ đằng. Vậy đạo đồ đằng, là cái khí tượng nghiêm ngặt ông già, giữa trán thấm ra nhọn sát khí, cả người khói báo động dâng trào, 10 phần bá đạo. À, là thất sát thiên tôn đồ đằng, quái vật này, mượn thất sát thiên tôn lực lượng. Đao phong nữ hoàng thấy vậy đạo đồ đằng, nhất thời kinh hô lên. Nàng nhận ra được, đó chính là thất sát thiên tôn đồ đằng. Quái vật kia ánh mắt mang che lấp, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Thằng nhóc, đừng lấn hiếp người quá đáng, cái này thanh hồn cửu liên, là đồ ta, người còn không tư cách cướp lấy. Diệp Thần cười nói, ngươi cho rằng, ngươi có thực lực cản rỡ trước mặt ta. Coi như ngươi cho gọi ra thất sát thiên tôn lực lượng, ta muốn giết ngươi, vậy như bóp chết một con kiến. Quái vật kia thần sắc đại biến, nói, ngươi làm sao biết sư phụ ta danh hiệu. Diệp Thần khóe miệng vuốt một chút lãnh khốc độ cong, nhưng không nói nhảm, lập tức thúc giục thiên đế kim luân, liền muốn bùng nổ ngút trời thần mang, trực tiếp đem quái vật kia đánh tan. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy, ở thiên đế kim luân nội bộ, truyền ra một cổ mãnh liệt kháng cự ý niệm, ở kháng cự hắn khống chế. Cái này cổ kháng cự ý niệm, tạo thành mãnh liệt vòng xoáy, không ngừng đánh vào Diệp Thần tâm thần, để cho được tim hắn quặn đau. Thậm chí, ở vòng xoáy kia sau lưng, tựa hồ còn cất giấu một cái bàn tay, muốn đem thiên đế kim luân năng lượng, toàn bộ ăn cắp hết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho được Diệp Thần ngũ quan vặn vẹo, thân thể run run một tí. Là trùng dương chân nhân đang dở trò. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ, một chút thì sẽ biết, là trùng dương chân nhân ở địa phương xa xôi, phát ra mãnh liệt nhân quả luật triệu hoán, muốn cướp lấy thiên đế kim luân. Thiên đế kim luân, là tán thần nhất mạch thần chí cao khí. Mà trùng dương chân nhân, chính là tán thần đại thiên tôn. Hắn vẫn luôn muốn đoạt lại thiên đế kim luân, hôm nay hắn đang phát động nhân quả luật triệu hoán, muốn cưỡng ép triệu hồi thần khí này. Quái vật kia thấy Diệp Thần đột nhiên bị biến cố, đâu chịu thả qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội, lập tức phi thân tập sát lên, trên mình khí huyết tánh mạng cháy, sau lưng thất sát thiên tôn đổ đằng, ánh sáng sáng chói tách thả ra, cuồn cuộn khói báo động tuôn ra, như từng cái khói mù long xà, quấn quanh đến nó trên cánh tay, nó lại một quyền hướng Diệp Thần đánh giết đi. Diệp Thần bị thiên đế kim luân cắn trả, chính là khó chịu, mắt xem quái vật kia mãnh liệt đánh giết tới, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Củ cải, đi nhanh giúp mộ chủ. Luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hoàng e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện, liền hướng tiểu cấm yêu hô. Tiểu cấm yêu không đạt tới suy nghĩ nhiều, lập tức tung người bay ra, uống tiếng, thiên yêu hóa hình. Hắn thân thể một tí bành trướng, liền hóa thành hình người, sau lưng sinh ra ác ma hai cánh và cái đuôi, trên trán sinh ra sừng nhọn,
bàn tay đổi được như móng vuốt vậy sắc bén, một móng vuốt liền hướng quái vật kia tập kích đi. Hóa hình sau tiểu cấm yêu, 10 phần hung mãnh, một móng vuốt mãnh đánh, liền đem quái vật kia đánh được liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Diệp Thần cũng là phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, cưỡng ép đem thiên đế kim luân bên trong nghịch phản ý chí, áp chế xuống. Cái này thiên đế kim luân, là tạm thời không thể dùng lại, nếu không trùng dương chân nhân ở sau lưng giở trò, rất dễ dàng phát sinh bất ngờ. Bất quá Diệp gia thần lá bài tẩy rất nhiều, thủ đoạn cường hãn, ngược lại cũng không hoảng, ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật kia, chỉ điểm một chút giết ra. Vẫn đế diệt thần chỉ. Sáng chói thần quang, từ Diệp thần trên ngón tay bùng nổ, giống như là muốn xuyên qua tinh thần, vẫn diệt thiên đế chúng thần, uy năng mạnh mẽ cực kỳ, một đạo kim sắc to lớn bóng ngón tay, từ đỉnh đầu hắn nổi lên hiện, mãnh mãnh liệt hướng quái vật kia đâm đi. Một chiêu này vẫn đế diệt thần chỉ, là võ tổ sáng chế võ học, uy lực to lớn, tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, thậm chí có thể tiêu diệt thiên đế chủ thần. Diệp thần lần này chỉ một cái đánh ra, bộc phát ra uy thế, vượt qua xa phổ thông thần đạo cảnh tầng 2 thiên năng lực, coi như là thiên nguyên cảnh tầng 1 võ giả, đối mặt hắn cái này chỉ một cái, chỉ sợ cũng chỉ có ngay tức thì nghiền diệt kết quả. Quái vật kia kinh hãi, thúc giục sau lưng thất sát thiên tôn đồ đằng lực lượng, hóa ra một mặt màu đen khói mù khí thuẫn, khó khăn lắm ngăn trở Diệp thần chỉ một cái, nhưng đã là đặc biệt chật vật, bị Diệp thần cường hãn uy thế, chấn động đến cơ hồ hộc máu. Diệp thần đang muốn thừa thắng truy kích, quái vật kia bỗng nhiên nói, chậm. Diệp thần cười nói, làm sao, người còn có gì ngôn gì. Hắn tự bước lên thần sau đó, tu vi dũng mãnh tinh tiến, hôm nay chiến đấu, 10 phần thoải mái, coi như đối mặt đầu này sử thần tộc quái vật, cũng có thể ung dung áp chế. Quái vật kia âm thanh nói, người nếu biết sư phụ ta danh hiệu, vậy cũng biết hắn thần thông, có đáng sợ dường nào. Người cố nhiên có thể tiêu diệt ta, nhưng sư phụ ta sẽ thay ta trả thù, người chịu đựng nổi hắn lửa giận. Diệp thần cảm thấy buồn cười, nói, người đang uy hiếp ta. Quái vật kia nói, không, chỉ là muốn nói với người cái giao dịch. Chỉ cần ngươi rời đi nơi đây, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Diệp thần nói, bí mật gì? Quái vật kia nói, ngươi thừa kế luân hồi chi chủ đạo thống, vậy chắc hẳn hắn viêm thiên đế thân, thiên đế cánh tay vân. Vân thần vật, ngươi vậy thừa kế. Diệp thần nói, ừ. Quái vật kia nói, ngươi có viêm thiên đế thân, có bữa đế cánh tay, nhưng ta nghĩ, viêm thiên đế đầu lâu, ngươi nhất định không có. Diệp thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói xem ngươi dáng vẻ, ngươi biết viêm thiên đế đầu lâu rơi xuống. Trước mắt, viêm thiên đế thần thể, Diệp thần đã lấy được một đôi thiên đế cánh tay, thiên đế thân, còn có một cái thiên đế đùi phải, còn thiếu một cái chân trái và đầu lâu. Nếu như có thể đem viêm thiên đế thần thể, hoàn toàn thu thập hoàn thành, hắn có thể được thiên đại tạo hóa, trực tiếp thức tỉnh lửa trời mệnh tinh. Chỉ là, vậy chân trái và đầu lâu, ở địa phương nào, Diệp thần vẫn còn không suy tính đến. Quái vật kia nói, viêm thiên đế thần thể bên trong, liền lấy hắn đầu lâu, chân quý nhất. Cái này thế gian, biết đầu hắn tung tích người, chỉ có ta sử thần tộc. Chỉ cần ngươi chịu rời đi, không quấy rầy nữa ta trật tự, ta có thể đem viêm thiên đế đầu lâu rơi xuống, nói cho ngươi. Nghe đến chỗ này, Diệp thần vui vẻ cười to, nói, không cần, ta muốn biết ngươi bí mật, đem ngươi trấn áp, để cho ngươi trở thành ta nô lệ, sao lại không được sao? Quái vật kia bóp một cái pháp quyết, trong miệng ngâm sướng liên tục, sau lưng thất sát thiên tôn đồ đằng, liền hoàn toàn cùng nó hòa làm một thể, trên người nó bộc phát ra hào hùng khói báo động đợt khí, cuồn cuộn phô tán, hội tụ thành rất nhiều dữ tợn ác ma khuôn mặt, cùng hướng Diệp thần đạp chết đi. Diệp thần liền xem cũng không xem, thân thể không nhúc nhích, tiếp tục thi triển uy tự quyết, bàn tay hướng quái vật kia đỉnh đầu vỗ tới. Quái vật kia kinh hãi, trên mặt tràn đầy ngưng trọng và bất ngờ, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này không sợ chết sao? Chỉ gặp hắn thất sát tham lang khói, vô cùng hung mãnh, ra sau tới trước đánh trúng Diệp thần thân thể. Nhưng, lúc này, Diệp thần thân thể nhưng là kim quang bùng nổ, nổi lên một bộ ánh vàng rực rỡ chiến giáp. Vậy bộ chiến giáp, thần mang sáng chói, phù văn xen lẫn, luân hồi khí nổ tung, chính là luân hồi thần giáp. Trước đây Nhâm tiền bối mới vừa thay đổi qua đi, hắn còn chưa vững chắc, hôm nay thân phận mới không cách nào vận dụng thần giáp, nhưng ăn vào cô gái áo bào trắng đưa tặng thần lá sau đó,
hắn cử động nữa dùng luân hồi đạo chính thống một ít thứ, không đủ để bị phát hiện. Cho nên, hôm nay thực lực, so ngọa long thời không lúc đó mình, mạnh hơn nhiều lắm. Luân hồi thất tinh viên thứ 5 mệnh tinh, liền kêu thần giáp mệnh tinh, có thể diễn hóa kinh thiên thần giáp, phòng ngự tự thân, vạn pháp bất xâm, đao thương bất nhập, đặc biệt hung mãnh. Diệp thần thần giáp mệnh tinh, mặc dù còn không thức tỉnh, nhưng trước đây ở đạo tông thi đấu thời điểm, hắn cùng Chu Võ Hoàng chiến đấu, nhưng là lấy được một khối thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ. Cái này một tí, Diệp thần gọi ra luân hồi thần giáp, quái vật kia gào thét mà đến thất sát tham lang khói, các loại tà khí sát khí, toàn bộ bị luân hồi thần giáp chặn lại. Ở luân hồi thần giáp động trời kim quang xuyên qua hạ, vậy từng luồng khói báo động, thậm chí nhanh chóng hội diệt tiêu tán. Cái gì? Quái vật kia thấy một màn này, hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp thần còn có này các thủ đoạn. Thời khắc này Diệp thần, luân hồi thần giáp thêm thân, trên mặt mang đồng xanh quỷ diệt, hơi thở trong uy nghiêm lại thấm ra một chút quỷ bí, giống như là cổ xưa ma thần vậy, làm người ta run rẩy sợ hãi. Quái vật kia tâm thần rung, ý chí chiến đấu đã mất. Diệp thần hung hăng một chưởng, liền vỗ vào đầu nó trên, uy tự quyết mãnh liệt uy áp, cuồn cuộn nghiền đè xuống. Thần phục ta! Diệp thần một tiếng sét hò hét, quái vật kia cả người run rẩy, lập tức quỳ sụp xuống đất, bò lổm ngổm ở Diệp thần dưới chân, run lẩy bẩy, biểu thị thần phục. Tôn chủ ở trên cao, nô tài nguyện ý thần phục. Quái vật kia đạo tâm đã tan vỡ, hoàn toàn bị Diệp thần uy tự quyết áp chế, linh hồn đã không thuộc về mình, mà là thuộc về Diệp thần. Nếu như mổ xẻ cái quái vật này tim, liền có thể thấy buồng tim của nó bên trong, thật khắc ấn một cái uy chữ. Diệp thần uy tự quyết khắc đi xuống, hắn ngay tức thì liền cảm thấy, mình có thể ung dung khống chế cái này con quái vật nội tâm, chỉ cần trong nhất niệm, là được đem tiêu diệt. Rất tốt, đao phong nữ hoàng tuần thú bí pháp, quả nhiên là mạnh mẽ. Diệp thần mừng thầm trong lòng, hướng quái vật kia nói, ngươi tên gọi là gì, là thất sát thiên tôn học trò. Quái vật kia nói, hồi bẩm tôn chủ, nô mới không có tên chữ, chỉ là một đầu thi thể và xương trắng đôi thế quái vật, bị thất sát thiên tôn giao cho Chí Khôn, hắn là ta sư phụ, cũng là ta quân phụ. Diệp thần nói, à, phải không, vậy ta cho ngươi dạy cái danh hiệu. Người sau này thì kêu Sửu Nô đi. Quái vật kia nói, đa tạ tôn chủ ban tên cho. Diệp thần lại hỏi, sư phụ ngươi thất sát thiên tôn, hắn ở nơi nào? Sửu Nô nói, sư phụ hành tung, nô tài cũng không biết, nhưng nô tài có thể bố trí một cái nghi thức, cầu nguyện tế bái, cùng hắn câu thông. Diệp thần ga một tiếng, khẽ cau mày, không nghĩ tới thất sát thiên tôn chỗ, như vậy thần bí, liền Sửu Nô cũng không biết. Vậy. Hắn muốn tìm thất sát thiên tôn trả thù, vậy thì không dễ dàng. Nghi thức cũng không cần, sau này hãy nói. Diệp thần khoát khoát tay, cũng không đồng ý để cho Sửu Nô đi câu thông thất sát thiên tôn. Bởi vì làm như vậy, khẳng định sẽ bại lộ thiên cơ nhân quả, cái mất nhiều hơn cái được. Nếu hàng phục Sửu Nô, có cái đầu mối này, sau này chỉ cần hắn tu vi đủ, sớm muộn có thể truy tra ra thất sát thiên tôn rơi xuống. Mộ chủ. Người cũng không cần gấp trước là ta trả thù, tương lai 3 năm thời gian, là tinh không tranh bá thi đấu chuẩn bị muốn chặt. Đao phong nữ hoàng nói, nàng là sợ Diệp thần phát sinh cái gì bất ngờ. Trước mắt Diệp thần cần nhất làm, thật ra thì không phải giúp nàng trả thù, mà là không ngừng tăng tiến thực lực, là tinh không tranh bá thi đấu làm chuẩn bị. Chỉ cần Diệp thần có thể bắt lại tinh không tranh bá cuộc so tài hạng nhất, hắn liền có thể bước vào tinh không núi thần. Đem linh hồn ký thác vào tinh không thần trong ao mặt. Từ nay về sau, chỉ cần tinh không thần ao bất nhọn diệt, Diệp thần cũng sẽ không chết. Đến lúc đó, Diệp thần bỏ mặc đi làm cái gì, đều có thể miễn đi nỗi lo về sau, cho dù phát sinh bất ngờ chết, cũng có thể ở tinh không thần trong ao sống lại. Chính là bởi vì tinh không núi thần tinh không thần ao, như vậy linh diệu thần kỳ, cho nên chàng này tinh không tranh bá thi đấu, cũng là hấp dẫn chư thiên các phái chú ý. Có thể tưởng tượng, chàng này hội họp lớn, khẳng định có thể so với đại lộ tranh phong, còn muốn nguy nga được hơn. Diệp thần gật đầu một cái, cũng biết bây giờ không phải là lúc báo thù, liền lại hướng Sửu Nô hỏi. Người nói người biết Viêm Thiên Đế đầu lâu rơi xuống, vậy ở địa phương nào? Sửu Nô nói, chỗ đó, kêu hư không quỷ giới, truyền thuyết là sáu đạo cổ thần một trong, hư không quỷ diện lãnh địa. Viêm Thiên Đế đầu lâu,
liền núp ở hư không quỷ giới bên trong, là Viêm Thiên Đế hậu nhân, đem cái đầu lâu này mang vào. Chúng ta Sửu thần tộc, từng nghĩ cướp lấy cái đầu lâu này, nhưng làm sao, hư không quỷ giới con dân, đối với chúng ta căm ghét to lớn, chúng ta cũng không cách nào đặt chân vậy phiến lãnh địa. Diệp thần trong lòng động một cái, nói, ở hư không quỷ giới sao? Sửu nô tựa hồ lâm vào loại nào đó nhớ lại, hồi lâu sau, mới nói, tôn chủ, người cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, vậy hư không quỷ giới, khắp nơi đều là ác ma cùng quỷ quái, sinh hoạt ở bên trong người, vậy toàn bộ là quỷ tộc, người chỉ có thần đạo cảnh tầng 2 thiên tu vi, nếu như tùy tiện đặt chân đi vào, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị ác quỷ triền thân, chết không được tử tế. Diệp thần con ngươi híp lại, nói, ngươi ở nguyền rủa ta. Sửu nô kinh hoàng dập đầu, nói, không dám, không dám, nô tài chỉ là vi tôn chủ lo âu. Diệp thần cười một tiếng, tuần thú quyết hiệu quả xác thực mạnh mẽ, hôm nay sửu nô, đã hoàn toàn thần phục với hắn dưới sự uy áp, không dám khác thường tim, lại khắp nơi là hắn lo nghĩ. Chỉ bất quá, Viêm Thiên Đế đầu lâu, lại có thể sẽ ở hư không quỷ diện lĩnh trong ruộng, đây là Diệp thần không có nghĩ tới. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng sau khi nghe được, ánh mắt cũng là dâng lên lau một cái mê ly vẻ, lẩm bẩm nói, hư không quỷ diện còn có hậu duệ sống sót. Ta cho rằng hậu duệ của hắn, đã toàn bộ bị sửu thần tiêu diệt. Còn nữa, năm đó ta rõ ràng thấy hắn lãnh địa, bị sửu thần dơ bẩn chìm ngập, là ai như thế lợi hại, lại có thể xua tan dơ bẩn, lần nữa thành lập hư không quỷ giới trật tự. Diệp thần tinh thần câu thông Đao Phong nữ hoàng. Nói tiền bối, đưa qua chút thời điểm, chúng ta đi hư không quỷ giới xem. Đao Phong nữ hoàng khoát khoát tay, nói, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, ta dự cảm đến, hư không quỷ giới bên kia, cất giấu ngập trời nguy hiểm, người trước hay là tu luyện một chút, cùng đột phá tu vi tiến bộ điểm nói sau. Diệp thần gật gật đầu nói, được. Lập tức, Diệp thần lấy lại bình tĩnh, lại hướng Sửu nô nói, thất sát thiên tôn thất sát tham lang khói, vậy thần thông bí quyết. Ngươi lấy ra cho ta. Vậy thất sát tham lang khói, thần thông biến hóa khá là mạnh mẽ, Diệp thần cũng có điểm hứng thú. Sửu nô có chút chần chờ, nói tôn chủ, môn thần thông này, sát khí to lớn, tu luyện rất dễ dàng gặp cắn trả, nô tài năm đó chính là gặp cắn trả, vạn bất đắc dĩ, mới lẻn vào nơi đây, dựa vào thanh hồn cửu liên linh khí bồi bổ còn sống. Diệp thần nói, kêu ngươi lấy ra liền lấy ra tới, không cần nói nhảm. Sửu nô không dám thở ơ, hoảng hốt vội nói, ừ. Liền sử dụng một phiến màu đen ngọc giản, cung cung kính kính trình cho Diệp thần. Màu đen kia trên ngọc giản, in thất sát tham lang khói năm chữ, chính là môn thần thông này bí quyết tu luyện. Diệp thần thu xuống, hướng sửu nô nói, được rồi, trở về ta xào huyệt, sau này có ta bảo vệ, người cũng sẽ không lại bị cắn trả. Nói xong, Diệp thần liền đem phù quỷ mẫu ổ sử dụng, cầm sửu nô thu vào. Hắn có liệt nhật mệnh tinh, thiên đế kim luân, quang minh chi tâm, thần thánh chi thuật, cẩm lý thiên phù, chiếu kiến hư không vân. Vân bảo bối thần thông, còn có thiên đế thần nguyên lực lượng, đủ để chiếu phá hắc ám, không sợ hết thảy không rõ dính. Hắn đem sửu nô nhận được phù quỷ mẫu ổ, cũng không có đem hắn thu vào luân hồi thiên quốc, là sợ thân phận mình bại lộ. Mặc dù sửu nô sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng hắn thân phận chân thật, hơn một người biết. Thiên cơ liền sẽ hơn một phần tiết lộ nguy hiểm, tự nhiên phải cẩn thận. Dừng một chút, Diệp thần ánh mắt, lần nữa nhìn về phía vậy một bụi thanh hồn cửu liên. Chân áp sửu nô, lại cũng không có người cùng Diệp thần tranh đoạt, Diệp thần thuận lợi đem vậy thanh hồn cửu liên, thu với tay cầm. Tay cầm thanh hồn cửu liên, Diệp thần bàn tay, đều bị mạ lên một tầng bích lục trói lọi. Cái này thanh hồn cửu liên, là thanh liên đạo tổ tự tay chế tạo pháp bảo. Quy luật đặc biệt nghiêm mật vững chắc, bụi cây này hoa sen nhìn như lưu ly vậy yếu ớt, nhưng trong thực tế vô cùng vững chắc, đặc biệt khó luyện hóa. Bất quá, Diệp thần trước đây ở đại chủ tể lãnh địa bên trong, học được một môn dung luyện đại trận, kêu làm phần lớn thiên đại chủ tể tạo hóa sinh diệt đại thiên trận, có thể dung luyện hết thảy, hóa giải hết thảy, vô cùng lợi hại. Muốn luyện hóa bụi thanh liên này, còn được bố trí đại trận. Lập tức, Diệp thần liền tay bố trí trận pháp. Nơi này không phải vạn thần điện, không có linh khí gì chúc phúc, Diệp thần ước chừng hao tốn 3 ngày thời gian, mới đưa vậy đại trận bố trí xong. Đại trận bố trí xong sau đó, Diệp thần đem thanh hồn cửu liên, thả vào tâm trận bên trên. Vù vù. Trận pháp vận chuyển,
cường đại dung luyện lực tràn ngập ra. Ở nơi này cổ dung luyện lực dưới sự xung kích, vậy một bụi thanh hồn cửu liên, toàn thân nghiêm mật vững chắc quy luật hơi thở, cũng là nhanh chóng tan rã. Huyết long, củ cải nhỏ, cái này thanh hồn cửu liên, chúng ta cùng nhau chia đều. Diệp thần gọi ra tiểu cấm yêu và huyết long, dự định và bọn họ chia cắt thanh hồn cửu liên. Cái này chín phiến lá sen, quy về huyết long. Củ cải nhỏ, ngươi liền ăn hạt sen tốt. Đài sen quy về ta. Diệp thần làm xong quyết định, đem hạt sen móc ra, phân cho tiểu cấm yêu, lá sen bẻ, phân cho huyết long, chính hắn liền lấy đài sen. Huyết long lấy được lá sen, cảm thụ ẩn chứa trong đó tinh thuần linh khí, trong lòng đại hỉ, nói. Chủ nhân, cái này thanh hồn cửu liên linh khí dư thừa, những thứ này lá sen, phỏng đoán cũng có thể là ta cung cấp đầy đủ che chở, bảo đảm ta sẽ không bởi vì đuôi thú năng lượng mà sa đọa. Diệp thần nói, nếu như còn chưa đủ nói, có thể đem cái này đài sen cũng cho ngươi. Hắn chính là biết thanh hồn cửu liên linh khí dư thừa, cho nên lựa chọn chia cắt. Bị chia cắt sau thanh hồn cửu liên, cũng có thể cung cấp đầy đủ linh khí. Bất quá, huyết long trong cơ thể đuôi thú năng lượng, cuối cùng không thể theo lẽ thường mà nói, nếu như dựa hết vào thanh hồn cửu liên lá sen, cũng không cách nào đem áp chế, vậy Diệp thần có thể đem mình đài sen, vậy cùng nhau đưa cho huyết long luyện hóa. Được, đa tạ chủ nhân. Huyết long 10 phần cảm kích, lúc này liền đem lá sen nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Mà tiểu cấm yêu, cũng là hớn hở vui mừng, đem từng hạt tròn hạt sen ăn. Diệp thần bảo vệ bọn họ, cũng không có vội vã dùng đài sen đúc thanh liên phân thân. Thanh hồn cửu liên năng lượng, 10 phần dư thừa hùng hồn, huyết long luyện hóa lá sen, một mực luyện hóa 3 ngày thời gian, còn không hoàn toàn hoàn thành. Bất quá, ở nó trên thân thể, đã có từng cơn hòa hợp thanh quang tản ra, hiển nhiên vậy thanh hồn cửu liên năng lượng, đã dần dần dung nhập vào nó thân thể bên trong, là nó cung cấp linh khí che chở. Cái này 3 ngày thời gian, ở bảo vệ huyết long và tiểu cấm yêu thời điểm, Diệp thần vậy không nhàn rỗi, trực tiếp tu luyện sử nô cho hắn thất sát tham lang khói. Cái này thất sát tham lang khói, là một môn 10 phần ác độc thần thông, thu thập thế gian dơ bẩn tội ác khí, luyện hóa thành khói báo động, lúc chiến đấu khói báo động bùng nổ, liền có thể đem kẻ địch chìm ngập. Diệp thần trước kia tu luyện tiên thiên độc long khí, trong cơ thể tích lũy không thiếu tinh thuần độc chất, hắn đem những thứ này độc chất, thay đổi thành thất sát tham lang khói căn cơ, chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền thuận lợi đem môn thần thông này, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Lại qua một ngày, huyết long rốt cục thì đem thanh hồn cửu liên lá sen, hoàn toàn luyện hóa xong tất, năng lượng toàn bộ hấp thu. Hấp thu thanh hồn cửu liên lá sen năng lượng huyết long, trong mắt thần quang trảm nhiên, tinh khí thần 10 phần, từ ngoài mặt xem, quanh thân tiên khí bảng bạc, thần hy lượn lờ, hoàn toàn không nhìn ra một chút đuôi thú khí không rõ hình dáng. Huyết long, như thế nào? Diệp thần thấy vậy, trong lòng hơi vui, hỏi. Huyết long chính là có chút kích động gật đầu, nói có thể, chủ nhân, có thanh hồn cửu liên bồi bổ, ta liền sẽ không dễ dàng sa đọa bị lạc. Nếu như người đụng phải nguy hiểm gì, có thể triệu hoán ta đi ra, coi như là thiên đế, ta cũng có thể đánh giết. Diệp thần thấy huyết long đổi được như thế mạnh mẽ, dĩ nhiên là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nói, rất tốt, người đi về nghỉ ngơi đi. Hắn lúc này đem huyết long thu hồi trong cơ thể. Huyết long lực lượng của hôm nay, vô cùng mạnh mẽ, nhưng không tới cuối cùng, Diệp thần sẽ không dễ dàng vận dụng. Dẫu sao, huyết long trong cơ thể đuôi thú năng lượng, nếu như quá kịch liệt bùng nổ nói, rất có thể sẽ có bất trắc nguy hiểm. Tiểu cấm yêu ở ăn những cái kia hạt sen sau đó, cũng nhận được thiên đại bồi bổ, thân thể lại trưởng thành một ít. Hắn vốn là bề ngoài, như vậy một củ nhân sâm quả, lại có chút giống củ cải, hôm nay đã lột xác thành một đầu tiểu ác ma vậy hình dáng, trên đầu sinh ra sừng nhọn, sau lưng có hai cánh và cái đuôi, cả người yêu hỏa lượn lờ, bất quá gương mặt diễn cảm vẫn là quá non nớt, nhìn như cũng không giữ tợn hung ác ý, ngược lại có chút đáng yêu. Diệp thần âm thầm buồn cười, vậy để cho tiểu cấm yêu trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Tiểu cấm yêu và huyết long, đều được thiên đại tạo hóa. Diệp thần nhìn trong tay mình đài sen, tâm tư cũng là nóng bỏng lên. Đài sen nơi năng lượng ẩn chứa, so với lá sen và hạt sen, còn muốn dư thừa hùng hồn được hơn. Nếu như hắn đem chỗ tòa này đài sen, đúc thành thanh liên phân thân nói, vậy đúc nên phân thân, thực lực nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Lập tức,
Diệp Thần liền muốn thi triển Thanh Liên Đúc Thánh Pháp, đúc phân thân. Nhưng, lúc này, hắn nghe phía bên ngoài, truyền tới một hồi dồn dập tiếng kêu. Diệp Thí Thiên, Đại Chu gia tộc người tới. Đó chính là ba đuôi Phong Gian Mộng Thanh Âm. Rốt cuộc vẫn phải tới sao? Diệp Thần nghe được Phong Gian Mộng kêu gọi, trong mắt nhất thời lướt qua lau một cái hàn mang. Vừa vặn, liền lấy máu thịt của các ngươi, cùng đúc ta Thanh Liên phân thân. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái tàn khốc độ cong, lập tức phi thân bạo cướp ra, đi hắc ám cấm khu đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi ra cái này phiến hắc ám vùng, liền nhìn thấy bên ngoài, Phong Gian Mộng đứng ở Kỳ Lân linh thú bên người, mắt đẹp mang nồng nặc âm trầm, nhìn về chân trời. Phương xa chân trời, đang có mấy đạo thân ảnh, cấp tốc phóng tới. Một người cầm đầu, chính là Đại Chu gia tộc chữ vàng cờ phó kỳ chủ, Chu Thương Lan. Diệp Thần nhìn về phía Chu Thương Lan, liền bắt được người sau hơi thở, đã đạt tới thiên nguyên cảnh tầng 2. Loại cảnh giới này địch thủ, đối Diệp Thần mà nói, là khá là khó giải quyết tồn tại. Thiên nguyên cảnh là trung vị thần, mỗi một tầng thực lực chiến đấu, chênh lệch to lớn. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối mặt thiên nguyên cảnh tầng 1 kẻ địch, còn có thể ung dung đối phó. Nhưng, nếu như là thiên nguyên cảnh tầng 2, cục diện liền trở nên có chút khó giải quyết. Có thể cần hắn vận dụng không thiếu lá bài tẩy. Chu sư huynh, ba đuôi yêu nghiệt này ở chỗ này. Còn có một cái mang mặt nạ tiểu tử, hắn là ai? Làm sao trên người có luân hồi đạo chính thống hơi thở? Đại Chu gia tộc các đệ tử, ánh mắt ở Diệp Thần và Phong Gian Mộng trên mình, quét tới quét lui. Trong tầm mắt hướng Diệp Thần thời điểm, đám người trong mắt người mang ngạc nhiên thần sắc. Bởi vì bọn họ mơ hồ bắt được, ở Diệp Thần trên mình. Mơ hồ có luân hồi đạo chính thống truyền thừa hơi thở. Ha ha, ta nghe nói luân hồi chi chủ sau khi chết, Nhâm Phi Phàm đem luân hồi đạo chính thống lực lượng, truyền cho một cái kêu là Diệp Thí Thiên tiểu tử. Chu Thương Lan khoanh tay, hơi có chút trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, người chính là Diệp Thí Thiên. Diệp Thần cười một tiếng, nói, là ta, thì như thế nào? Vậy mấy cái Đại Chu gia tộc đệ tử, nhất thời có chút ngây ngẩn, nói. Nhâm Phi Phàm hồ bôi đi, thằng nhóc này bất quá là thần đạo cảnh, hắn làm sao có thể thừa kế luân hồi đạo thống. Hắn sẽ không hồ đồ đến, luân hồi đạo thống liền ủng hộ có vượt cấp năng lực đi. Chu Thương Lan ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt nạ, tựa hồ muốn từ cái này cái sau lưng, nhìn thấu Diệp Thần hết thảy. Thôi, Diệp Thí Thiên, người cút đi. Ta Đại Chu gia tộc, muốn bắt tóm ba đuôi, dùng để sống lại võ hoàng thiếu gia. Ngươi đừng muốn ngăn trở, nếu không ta giết ngươi. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, cũng không phải làm khó ngươi, ngươi lập tức rời đi nơi đây, ta có thể cho ngươi mạng sống cơ hội. Chu Thương Lan giọng ác liệt nói. Hắn tự tin lấy thiên nguyên cảnh tầng 2 thực lực, có thể đánh chết Diệp Thần, nhưng chỉ sợ Diệp Thần sắp chết phản công, lỡ việc lớn. Cho nên, hắn muốn Diệp Thần rời đi. Dẫu sao, vì đến nơi này... Hắn là ước chừng hao phí 6-7 ngày thời gian, mới đột phá thiên đấu sát thần điêu giống cấm chế, cũng không thể tay không mà quay về. Dừng một chút, Chu Thương Lan lại nói, còn nữa, cầm trên mình ngươi thanh hồn cửu liên lấy ra, giao cho ta, mới có thể rời đi. Hắn thiên cơ bắt, có thể bén nhạy cảm thấy được, Diệp Thần trên người có vận may lớn hơi thở. Đó chính là thanh hồn cửu liên hơi thở. Chu Thương Lan nghĩ thầm, cái này thanh hồn cửu liên. Năng lượng tựa hồ 10 phần dư thừa, nếu như dùng để phối hợp sống lại Chu Võ Hoàng, hắn tất có thể lập hạ công lớn. Diệp Thần không nhịn cười được, nói, dựa vào cái gì? Chu Thương Lan lạnh lùng nói, chỉ bằng ta là thiên nguyên cảnh, thôi, lười được cùng ngươi nói nhảm. Nhân quả luật, đồ lưu lại, người cho ta lăn. Hắn phát ra một cái nhân quả luật, như miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy, nguyên phiến thiên địa cũng rung chuyển lên, sấm sét nổ tung. Cảm nhận được cái này cổ khí tượng, Phong Gian Mộng sắc mặt một hồi trắng bệch. Chu Thương Lan thực lực, vẫn là quá mạnh mẽ. Nếu như ở lúc trước, nàng tự nhiên không sợ. Nhưng hôm thực nay, nàng hải đăng, đã tắt, nàng đã không có sức lại đối kháng Chu Thương Lan. Ở Chu Thương Lan điều này nhân quả luật, phát động sau đó, Diệp Thần vậy cảm thấy mình trong cơ thể thanh hồn cửu liên đài sen, muốn thoát thể bay ra, rơi vào Chu Thương Lan trong tay. Đây chính là nhân quả luật chỗ lợi hại, chỉ cần phát động, chính là miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy. Thiên nguyên cảnh cường giả, đối thần đạo cảnh tồn tại,
cũng không cần động thủ, chỉ cần mở miệng nói một câu, sinh sát dự đoạt, tùy mình muốn. Nhưng, Chu Thương Lan đối mặt, cũng không phải phổ thông thần đạo cảnh tồn tại, mà là Diệp Thần. Ở Chu Thương Lan nhân quả luật phát động ngay tức thì, Diệp Thần ý chí, vậy bộc phát ra mãnh liệt chống lại, lập tức cắt đứt nhân quả luật dây xích, thanh hồn cửu liên vẫn bị hắn nắm trong tay, cũng không có bay thoát ra khỏi đi. Trong thiên địa hỗn loạn, trong hư không sấm sét, lập tức chìm xuống. Chu Thương Lan điều này nhân quả luật, không có phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào. Ừ, cảm thấy được một màn này, Chu Thương Lan ngây ngẩn. Phong Gian Mộng cũng là mang không thể tưởng tượng nổi diễn cảm, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, xem ra các hạ nhân quả luật, còn không khống chế được ta à. Ta cũng phát một cái nhân quả luật đi, người người bên dưới, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần giọng rất đạm mạc, nhưng ở cái này đạm mạc giọng phát ra sau đó, giữa trời đất phong lôi đại tác, hắn nhân quả luật lực lượng bùng nổ, một màn kinh khủng xuất hiện. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Chu Thương Lan thủ hạ mấy cái đại chu gia tộc đệ tử, tại chỗ thất khiếu chảy máu, nội tạng nổ tung, trong phút chốc ngã xuống đất toi mạng, nơi có thời gian tuyến cũng dập tắt. Diệp Thần cũng không có nhúc nhích tay, chỉ là miệng chứa thiên hiến, phát ra một cái nhân quả luật, những người này liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Hắn đối nhân quả luật lực lượng nắm trong tay, không kém chút nào Chu Thương Lan. Thằng nhóc, người người dám giết ta. Chu Thương Lan vô cùng tức giận, cũng là khiếp sợ. Trong chốc lát khó mà tiếp nhận một màn trước mắt. Không chỉ là bọn họ, còn có ngươi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, thừa dịp Chu Thương Lan tức giận thất thần để gặp, hắn thân thể bạo cướp ra, chỉ một cái liền hướng hắn mặt đâm đi. Thiên đế kinh tịch chỉ một cái kinh thiên địa. Ngập trời thần mang, từ Diệp Thần trên mình bùng nổ, trên trời khí tượng trào đáng, xuất hiện một đạo to lớn bóng ngón tay, như hàm chứa thiên đế thần hy, ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Ý chí võ đạo ngất trời, long trời lở đất, chính là ngày xưa Chu Võ Hoàng độc môn võ học, thiên đế kinh tịch chỉ. Diệp Thần ở nuốt ăn Chu Võ Hoàng sau đó, tự nhiên cũng lĩnh ngộ thiên đế kinh tịch chỉ toàn bộ diệu pháp. Giờ khắc này, hắn đối mặt Chu Thương Lan, liền trực tiếp bộc phát ra cái này chỉ một cái. Chu Thương Lan là đại Chu gia tộc người, đối mặt ngày xưa Chu Võ Hoàng võ học, nhất thời cảm thấy hơi thở bị áp chế. Cặp mắt trợn to, trong chốc lát cũng không biết phản kháng. Ở Diệp Thần ngón tay, sắp vạch trần hắn mặt thời điểm, hắn mới ở trong mộng mới tỉnh. Đại uy kim thân, mở. Sống chết trước mắt, Chu Thương Lan cấp tốc lui về phía sau, cả người kim quang sáng chói, trên da hiện ra một đạo đạo kim sắc văn lạc, thể chất cường độ tăng vọt. Diệp Thần cái này chỉ một cái, cuối cùng đâm trúng hắn đầu vai, lại thật giống như trọt trúng tường đồng vách sắt. Lại thích xem đâm ở một tòa cổ trung phía trên, phát ra tranh như vậy thanh âm. Chu Thương Lan đầu vai, bị đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi từ màu vàng kim trong da thấm ra. Nhưng, Diệp Thần đầu ngón tay, vậy bị lực phản chấn, một hồi to lớn đau đớn, thiếu chút nữa liền xương ngón tay đều bị gãy. Có chút ý tứ. Diệp Thần búng một cái có chút đau đau ngón tay, nhìn về Chu Thương Lan, đối phương mở đi ra ngoài kim thân, đặc biệt vững chắc. Lại làm hắn đều bị liền to lớn phản chấn. Chú ý, hắn là đại Chu gia tộc chữ vàng cờ người, chữ vàng cờ sở trường hệ kim thần thông, vào có thể bùng nổ ngút trời mũi nhọn giết người, lui có thể ngưng tụ kim thân thiết cốt, bền chắc không thể gãy. Phong Gian Mộng hướng Diệp Thần nói, hiển nhiên cũng là biết Chu Thương Lan kim thân lợi hại. Đáng chết tiểu tử, lại có thể phá hư ta kim thân. Chu Thương Lan nhìn mình vai vết thương trên đầu, nổi nóng không dứt, lại quát lên. Ta hoài nghi ngươi căn bản không phải cái gì Diệp Thí Thiên, ngươi chính là Luân Hồi Chi Chủ à, có phải hay không? Trừ Luân Hồi Chi Chủ, thế gian nơi nào còn sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại, chính là thần đạo cảnh, lại có thể gây tổn thương cho đến ta cái này thiên nguyên cảnh, ta không tin. Ta muốn lột xuống ngươi mặt nạ. Dưới cơn thịnh nộ, Chu Thương Lan lại sinh ra sâu đậm hoài nghi. Hắn hoài nghi trước mắt mình người. Chính là Luân Hồi Chi Chủ tự mình. Bởi vì cái này thế gian, trừ Luân Hồi Chi Chủ ra, hắn không tin còn có người khác, có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch, lấy thần đạo cảnh thân, nghịch phạt thiên nguyên cảnh. Hắn nơi mở ra kim thân, liền liền vậy thiên nguyên cảnh võ giả, đều không cách nào dung chuyển. Nhưng Diệp Thần mới vừa vậy chỉ một cái, cũng đã đem hắn kim thân đâm ra một cái lỗ máu. Vèo! Chu Thương Lan thân thể bạo cướp ra.
như chó sói như hổ, thiên nguyên cảnh quy luật lực lượng, võ đạo lực lượng, toàn bộ bùng nổ, bàn tay che lấp một tầng kim quang, trên đầu vai lỗ máu vậy chữa trị, cả người hơi thở viên mãn bá đạo, vẫy tay chụp vào Diệp Thần mặt nạ. Hắn muốn đem Diệp Thần mặt nạ, trực tiếp lột xuống tới. Diệp Thần đâu chịu để cho hắn như nguyện, thân thể đi về sau trượt đi, mắt xem Chu Thương Lan cuồng mãnh vào tới, hắn bàn tay vung ra, cuồn cuộn hắc ám khói mù, từ trong tay bùng nổ. Thất sát tham lang khói, cho ta tiêu diệt. Cuồn cuộn khói báo động, gào thét mãnh liệt, có 7 cây thẳng cột khói, đâm rách thương khung, cuồn cuộn ma khí từ cột khói bên trong tuôn ra. Cái này 7 điếu thuốc trụ, lại không ngừng xoay tròn, đem Chu Thương Lan vây ở bên trong, vô số mang kinh tởm dơ bẩn hơi thở hơi khói, điên cuồng hướng hắn ăn mòn đi. Đây là thần thông gì, thật là đáng sợ sát khí. Chu Thương Lan nhìn chung quanh bạo dũng mà đến hơi khói, nhất thời sợ ngây người. Hắn từ những chó sói này khói bên trong, cảm nhận được liền một cổ vô cùng đáng sợ dơ bẩn hơi thở, đủ để phai mờ hết thảy. Hắn đại uy kim thân, tuy kim cương bất phôi, vô địch, nhưng nếu như gặp phải Diệp Thần khói báo động ăn mòn, chỉ sợ cũng chỉ có hóa là mù kết quả. Kim huyền phi kiếm, phá cho thể ta. Nguy cấp bên trong, Chu Thương Lan lại hội tụ trong thiên địa canh kim khí, tuôn ra trăm ngàn đạo ánh vàng rực rỡ phi kiếm, mang vô cùng ác liệt mũi nhọn, hung hăng hướng bốn phía khói báo động sát khí chém tới. Những thứ này kim huyền phi kiếm, mang theo đặc biệt tinh thuần ngay thẳng canh kim tinh khí, đủ để chảm phá chư thiên yêu tà. Nhưng, Diệp Thần thất sát tham lang khói, lại hết sức quỷ dị, bị Chu Thương Lan kim huyền phi kiếm, chặt đứt sau đó, sát khí nhưng cũng không có xóa bỏ, lại lần nữa tụ lại, liên miên không ngừng. Hu hu hu, từng đạo khói báo động, như nước thủy triều như biển, điên cuồng đánh vào đến Chu Thương Lan trên thân thể. Chu Thương Lan à một tiếng hét thảm, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ gặp hắn vậy nhìn như không sợ hết thảy kim thân, ngay tức thì liền gặp phải thất sát khói báo động ô nhiễm, ra từ ánh vàng rực rỡ màu sắc, biến thành một phiến âm hắc, hơn nữa bắt đầu thối rữa. À, người thân là luân hồi tín đồ, làm sao lại nắm giữ như vậy tà pháp? Chu Thương Lan kêu thảm thiết liên tục, chỉ cảm thấy vậy thất sát khói báo động dơ bẩn khí, không ngừng hướng tạng phủ linh hồn ăn mòn tới, lấy hắn thiên nguyên cảnh lực lượng, lại có thể không cách nào ngăn trở. Môn thần thông này, thật là tà môn rất, đặc biệt khủng bố. Chu Thương Lan trên mình thiên nguyên cảnh quy luật, ở Diệp Thần thất sát khói báo động dưới, liền như tờ giấy hổ vậy, ngay tức thì liền bị ăn mòn ô nhiễm, nghiền diệt đánh tan. Đáng chết! Chu Thương Lan tráng sĩ đoạn cổ tay, quyết định thật nhanh, linh hồn lại có thể thân xác bên trong chui ra ngoài, rồi sau đó đi bên ngoài phi độn đi, bỏ qua thân xác không cần. Hắn biết, mình thân xác, đã gặp phải thất sát khói báo động ăn mòn, rất nhanh thì phải lâm vào là một bãi mủ, liền linh hồn đều phải bị hắc ám chìm ngập. Cho nên, linh hồn hắn liền bay ra, muốn bỏ hiện trốn. Thấy Chu Thương Lan linh hồn bay ra, Diệp Thần cũng là mới liêu không đạt tới, có chút bất ngờ. Hắn là không nghĩ tới, Chu Thương Lan như thế có quyết đoán, như thế quả quyết, lại trực tiếp vứt bỏ thân xác không muốn. Đối với người tu luyện mà nói, thân xác cũng không phải là cái gì thân xác thối tha, mà là linh hồn gửi nhờ chỗ. Một khi không có thân xác, người là được cô hồn dã quỷ, 10 phần yếu ớt. Chói mắt lúc đó, Chu Thương Lan liền chạy được mất dạng. Chạy được ngược lại là rất nhanh. Diệp Thần không biết làm sao lắc đầu một cái, hắn còn muốn đánh chết Chu Thương Lan, cầm hắn huyết nhục tinh hồn, phối hợp đúc thanh liên phân thân. Nhưng bây giờ, chỉ có Chu Thương Lan thân xác, coi như hắn có thể rửa sạch khói báo động dơ bẩn, không có linh hồn máu thịt, vậy không có giá trị gì. Một bên ba đuôi phong gian mộng, thấy Diệp Thần không tiêu phí nhiều ít khí lực, liền đánh tan Chu Thương Lan, tại chỗ liền bối rối. Diệp Thí Thiên, ngươi! Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như thế lợi hại, có thể lấy thần đạo cảnh thân, vượt qua một cái đại cảnh giới chênh lệch, trực tiếp đánh tan Chu Thương Lan. Ta nói, ta có thể bảo vệ ngươi. Diệp Thần mỉm cười nói. Phong gian mộng gò má một đỏ, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên yếu ớt nói. Ngươi và hắn thật giống, trên mình ngươi có hắn bóng dáng. Diệp Thần cười nói, luân hồi chi chủ sao? Cô nương, ngươi thích hắn. Phong gian mộng sắc mặt đỏ hơn, nói, không có, hắn chỉ là ta Hải Đăng và bạn bình thường, ý hắn bên ngoài chết đi, ta Hải Đăng tắt, đó đương nhiên là thương tâm rất. Chỉ bất quá,
xem bộ dáng của ngươi, vậy coi là có chút bản lãnh, có thể thừa kế hắn một chút thần thông. Không quá ta hải đăng, nhưng là không thể lại sáng lên. Diệp thần nói, ừ, cô nương, vậy kế tiếp, ngươi muốn đi nơi nào? Ta mang ngươi hồi trên Hoàng Thiên Cung. Phong Gian Mộng nói, không, ta không đi trở về, ta hải đăng đã tắt, trên Hoàng Thiên Cung đối ta lại nói, là một cái nơi thương tâm. Nếu là ta trở về, chỉ sẽ hoàn toàn chìm đắm vào xa vào, vạn kiếp bất phục. Ngươi tùy tiện cầm ta mang đi một cái nơi an toàn, để cho ta không bị đuổi giết là được, ta rất cảm ơn ngươi. Diệp thần khóe miệng kéo một cái, nói, nơi an toàn. Phong Gian Mộng nhưng mà đuôi thú, nàng hơi thở, thì không cách nào che giấu. Nàng hôm nay suy yếu, coi như mình muốn tránh đời ẩn cư, nhưng người ngoài vậy sẽ không bỏ qua nàng. Dẫu sao, săn một đầu đuôi thú, chỗ tốt thực sự quá lớn, không biết bao nhiêu người hiểu ý động. Phong Gian Mộng không đi luân hồi trận doanh, lại muốn tìm một nơi an toàn, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Diệp thần suy nghĩ một chút, liền nói, ta mang ngươi đi gặp Phách Đao Thương Lôi, thăm hắn có chịu hay không thu nhận ngươi. Phách Đao Thương Lôi là đạo tông đặc sứ, hắn nếu như chịu thu nhận Phong Gian Mộng, vậy Phong Gian Mộng liền hoàn toàn an toàn. Phong Gian Mộng nói, được, cảm ơn ngươi, Diệp Thí Thiên, vật này cho ngươi, thật rất cảm ơn ngươi. Nàng móc ra một khối óng ánh kết tinh ngọc thạch, giao cho Diệp thần, coi là đền đáp. Đây là cái gì? Diệp thần tò mò nhận lấy, liền phát hiện khối này kết tinh, quanh quẩn từng cái thật nhỏ kiếm khí vần quanh, tựa hồ là kiếm đạo gì tu luyện đặc thù kết tinh. Phong Gian Mộng nói, là chỉ thủy kiếm đạo kết tinh, chỉ cần ngươi bóp vỡ viên này kết tinh, liền có thể tăng tiến đối chỉ thủy kiếm đạo cảm ngộ. Diệp thần có vẻ giật mình, nói, chỉ thủy kiếm đạo kết tinh, ngươi từ nơi nào có được? Phong Gian Mộng nói, từ Phong Gian gia tộc gia chủ, Phong Gian Suy Tuyết trên mình lột cướp lại. Diệp thần nghe nàng nói đến Phong Gian gia tộc, nhất thời ngẩn ngơ, rất nhiều đi qua trí nhớ nổi lên. Tinh không bờ bên kia tinh không thần tộc, có ba thị tộc lớn, theo thứ tự là Tử Xuyên thị, Phong Gian thị, Phong Uyên thị. Cái này Phong Gian gia tộc, Diệp thần trước kia là tiếp xúc qua. Hồn Thiên Đế từng đem mình quyết tử ma nhãn, cung phụng cho tinh không, cuối cùng chính là bị Phong Gian gia tộc đạt được. Hôm nay Phong Gian gia tộc gia chủ, kêu Phong Gian Suy Tuyết. Là một vị kiếm đạo thiên đế, nắm giữ chỉ thủy kiếm đạo rất nhiều tinh túy. Nhưng, Phong Gian Suy Tuyết kiếm đạo cảm ngộ, chủ yếu không phải dựa vào chính hắn, mà là dựa vào em gái hắn Phong Gian Thanh Linh. Em gái hắn Phong Gian Thanh Linh, dựa vào ăn thuốc cấm hoa bỉ ngạn tán, tăng lên năng lực, lấy nhỏ yếu thân, hiểu chỉ thủy kiếm đạo, lĩnh ngộ ra đủ loại diệu pháp. Những thứ này kiếm đạo diệu pháp, nàng liền ngưng tụ thành kết tinh, tặng cho Phong Gian Suy Tuyết. Phong Gian Suy Tuyết dựa vào những thứ này kiếm đạo kết tinh, nắm giữ chỉ thủy kiếm đạo tinh túy, cuối cùng đoạt được chức gia chủ. Diệp thần trước kia tiếp xúc qua Phong Gian Thanh Linh, đối phương vậy tặng qua hắn chỉ thủy kiếm đạo kết tinh. Hắn cuối cùng có thể bắt được quyết tử ma nhãn, cũng cùng Phong Gian Thanh Linh trợ giúp có liên quan. Hắn và Phong Gian Thanh Linh, coi là bằng hữu, nhưng hắn tồn tại, cũng không có được Phong Gian Suy Tuyết đồng ý. Phong Gian Suy Tuyết còn đã từng liên hiệp đêm hàn, còn có tử thần giáo đoàn người, muốn giết hắn. Hiện tại, Diệp thần nghe được Phong Gian Mộng nói tới Phong Gian Suy Tuyết, lập tức liền như dã thú cảnh giác. Dù sao đối với hắn mà nói, Phong Gian Suy Tuyết cũng coi là một tên địch. Phong Gian Mộng thấy vậy, có chút kỳ quái nói, Diệp Thí Thiên, ngươi thế nào, làm sao vừa nghe ta nhắc tới Phong Gian gia tộc, thân thể ngươi liền căng thẳng. Diệp thần phục hồi tinh thần lại. Lắc lắc đầu nói, không việc gì, ta nghe nói Phong Gian gia tộc, và tinh không bờ bên kia có liên quan thôi. Phong Gian Mộng nói, đúng vậy, tinh không bờ bên kia cũng không phải là một phiến tĩnh mịch, truyền thuyết có chủng tộc tồn tại, chính là tinh không thần tộc, bọn họ sa đọa sau đó, là được hỗn độn thiên ma. Mà Phong Gian gia tộc, chính là tinh không thần tộc ba thị tộc lớn một trong, theo hôm nay tinh không núi thần mở cửa, trên tinh không bí ẩn, vậy càng ngày càng bị người biết được. Mảnh thế giới kia, mặc dù thần bí, nhưng không giống như trước nữa như vậy, thiên cơ mong manh không thể gặp. Ta còn không hóa hình thời điểm, chỉ là một đầu đơn thuần đuôi thú, cũng không có mình trí khôn, lưu lãng tứ xứ, có một ngày lưu lạc đến tuyết lánh đời giới, đó chính là Phong Gian Suy Tuyết lãnh địa. Phong Gian Suy Tuyết bắt được ta, muốn giết ta, ở cực đoan nguy hiểm bên trong, ta sản sinh ra trí khôn,
cũng cuối cùng hóa hình làm người. Hắn thấy hóa hình sau ta, liền không muốn giết ta, là ta phú tên Phong Gian Mộng, muốn cầm ta làm lò, cung cấp ngày khác đêm thải bổ. Ta tự nhiên không chịu, liền cùng hắn đại chiến một tràng, trốn thoát. Kiếm đạo này kết tinh, là ta đang trong chiến đấu, từ trên người hắn lột cướp lại, hiện tại sẽ đưa cho ngươi. Diệp Thần nghe xong Phong Gian Mộng thuật qua lại, cũng là 10 phần bất ngờ, không nghĩ tới nàng cùng Phong Gian gia tộc tới giữa, còn có một đoạn như vậy câu chuyện. Nàng tên chữ Phong Gian Mộng, vậy xuất xứ từ Phong Gian Suy Tuyết. Ta nghe nói Phong Gian Suy Tuyết, là cấp 9 thiên đế, mạnh mẽ vô cùng. Ngươi lại có thể từ thủ hạ hắn chạy khỏi, còn tước đoạt một khối kiếm đạo kết tinh đi ra, ngược lại cũng rất lợi hại. Diệp Thần cười nói. Phong Gian Mộng lắc lắc đầu nói, không có, ta đỉnh cấp thời điểm thực lực, có thể nghiền ép phổ thông thiên đế, nhưng đụng phải Phong Gian Suy Tuyết cái loại này cao cấp thiên đế, vậy thì không đánh lại. Nhưng thật may, ta biết Phong Gian Suy Tuyết xương sườn mềm, chính là em gái của hắn. Ta phát ra nhân quả luật, muốn chú giết hắn muội muội, hắn vì bảo vệ mình muội muội, tâm thần tán loạn, liền bị ta nhân cơ hội trốn thoát. Diệp Thần nói, người ngược lại là rất thông minh. Phong Gian Mộng nói, người ở trách ta lòng dạ ác độc sao? Ta nếu như không làm như vậy, sẽ bị hắn nhốt, trở thành hắn lò. Diệp Thần nói, không có, thôi, chuyện đã qua, cũng đã qua, không nói cũng được. Người tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta mang ngươi rời đi, xem Phách Đao Thương Lôi, có chịu hay không thu nhận ngươi. Phong Gian Mộng trong mắt thần quang, lập tức liền ảm đạm xuống, cúi đầu xuống không nói gì thêm. Hôm nay nàng hải đăng tắt, thực lực thật to suy sụp, so với đi qua, tương lai con đường, càng quan hệ đến nàng sống chết. Đêm đó, Diệp Thần và Phong Gian Mộng, ở nơi này phiến ảo tưởng trong thế giới nghỉ ngơi. Phong Gian Mộng thân thể yếu ớt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần cầm nàng cho kiếm đạo kết tinh, bóp vỡ cảm ngộ, từng luồng kiếm đạo linh khí, tràn vào hắn đầu óc bên trong. Nhưng, hắn chỉ thủy kiếm đạo tu vi, cũng không có đi theo tăng lên. Ừ, xem ra Phong Gian Suy Tuyết kiếm đạo cảm ngộ, cũng không có vượt qua ta. Cho nên, kiếm đạo của hắn kết tinh, đối ta lại nói, không có chút nào tác dụng. Diệp Thần nghĩ thầm, Phong Gian Mộng cho khối này kiếm đạo kết tinh, nếu như cho người bình thường nói, đủ để thật to tăng lên người kiếm đạo thành tựu. Nhưng Diệp Thần kiếm đạo tu vi, đã vô cùng lợi hại, hạn chế thực lực hắn, chỉ là hắn cảnh giới tu vi. Đơn thuần bàn về đối kiếm đạo lĩnh ngộ, coi như dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, Diệp Thần cũng không hư người bất kỳ. Cho nên, Phong Gian Suy Tuyết kiếm đạo kết tinh, đối Diệp Thần mà nói, nhưng không có gì tăng thêm hiệu quả. Không biết làm sao, Diệp Thần đem bể tan tành kiếm đạo kết tinh vứt bỏ, trong tay lại lấy ra một tòa đài sen. Đó chính là Thanh Hồn Cửu Liên đài sen. Tay cầm chỗ tòa này đài sen, Diệp Thần mơ hồ lại cảm nhận đến mênh mông thiên cơ. Đó là một phiến khoáng đạt thế giới, kêu Cửu Liên thời không. Năm đó Thanh Liên đạo tổ, chế tạo Thanh Hồn Cửu Liên thời điểm, tiết ra ngoài ra linh khí, liền mở ra một cái thế giới này, chính là Cửu Liên thời không. Thậm chí, Diệp Thần còn cảm nhận, năm đó Thanh Liên đạo tổ, bị Phách Đao Thương Lôi chém chết sau đó, hắn hài cốt, đâu đâu vòng vo một chút, nhiều chỗ di chuyển, cuối cùng chôn ở Cửu Liên thời không bên trong. Diệp Thần cảm nhận liền Cửu Liên thời không, luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong Nữ Hoàng vậy cảm nhận, nói. Ồ, Cửu Liên thời không, Thanh Liên đạo tổ còn có hậu nhân sống sót. Ở Cửu Liên thời không bên trong, Đao Phong Nữ Hoàng lại cảm nhận liền chư hơn khí thức cường đại, vậy cũng là Thanh Liên đạo tổ hậu nhân. Suy nghĩ một hồi, Đao Phong Nữ Hoàng nói, mộ chủ, sau này ngươi nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không mang ta đi Cửu Liên thời không một chuyến. Diệp Thần có chút bất ngờ, nói, à, nữ hoàng tiền bối, người phải đi Cửu Liên thời không sao? Đao Phong Nữ Hoàng nói, đúng vậy, nếu Thanh Liên đạo tổ, có hậu nhân tồn tại, vậy ta muốn đi viếng thăm một tí. Nếu như Thanh Liên đạo tổ hậu nhân, chịu ra tay nói, có lẽ có thể thay ta đúc lại thân xác. Nhục thân của ta, đã sớm bị sử thần tộc người hủy diệt, không thể nào lại sống lại, chỉ có ngoài ra đúc lại. Cái này thế gian, cũng chỉ có Thanh Liên đạo tổ nhất mạch, có năng lực thay ta đúc lại thân xác, bởi vì có rất nhiều không thể nói tạo hóa thiên cơ, chỉ có bọn họ mới nắm giữ. Diệp Thần vui vẻ nói, được, nữ hoàng tiền bối,
nếu như đi Cửu Liên thời không, có thể giúp ngươi đúc lại thân thể nói, ta nhất định đi. Dừng một chút, Diệp Thần lại cau mày nói, chỉ bất quá, cái này Cửu Liên thời không, tọa độ rất là bí mật, ta không có bắt được, ngươi biết ở đâu sao? Diệp Thần dọc theo thanh hồn Cửu Liên khí cơ, muốn nghịch đẩy Cửu Liên thời không chỗ, nhưng phát hiện thiên cơ mong manh, đầu mối quá ít, hắn không thể phong tỏa cụ thể tọa độ. Đao Phong nữ hoàng ngược lại cũng không cấp, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ta cũng không biết, nhưng không cần vội vàng, chỉ cần duyên chia tới, chúng ta sẽ biết mảnh thế giới kia chỗ. Diệp Thần gật đầu, cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, lập tức liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy, ánh mắt toàn bộ tinh thần chăm chú rơi vào vậy thanh hồn Cửu Liên trên. Thanh Liên đúc thánh pháp, đúc phân thân. Diệp Thần đem thanh hồn Cửu Liên, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hai tay đánh ra đạo đạo pháp quyết, thi triển thanh liên đúc thánh pháp. Ở thanh liên đúc thánh pháp bao phủ hạ, vậy một tòa thanh hồn Cửu Liên đài sen, tóe ra từng cơn thanh quang tiên khí, bắt đầu hòa tan, hóa thành từng luồng màu xanh linh dịch. Diệp Thần tích xuất mình luân hồi máu, cùng vậy từng luồng màu xanh linh dịch hỗn hợp, hóa thành một đoàn thanh hồng sắc nước thuốc, hơi thở hòa hợp, thấm vào lòng người. Ở Diệp Thần ý chí dưới sự thúc dục, vậy một đoàn thanh hồng sắc nước thuốc, bắt đầu ngưng tụ ngưng luyện, tạo thành hình người, mặt ngoài đang cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, là hắn thanh liên phân thân. Diệp Thần lại bắt trước liền một cái mặt nạ, đeo vào thanh liên phân thân trên mặt, như vậy nhìn như, liền cùng hắn không việc gì khác biệt. Rất tốt, dùng thanh hồn Cửu Liên chế tạo phân thân, năng lượng nội tình thâm hậu, so ta trước kia phân thân cường hãn hơn. Diệp Thần trong lòng rất hài lòng, lại sờ một cái trên mặt mình mặt nạ, cẩn thận để gặp, hắn lợi dụng thanh hồn Cửu Liên còn sót lại linh dịch, hỗn hợp mình máu tươi, chế tạo ra một tấm mặt nạ ra người. Rồi sau đó, Diệp Thần đem tờ này mặt nạ ra người, đeo vào mình đồng xanh quỷ diện dưới. Như vậy thứ nhất, cho dù có người vạch trần hắn mặt nạ, ở mặt nạ dưới, vậy vẫn là một tấm mặt nạ, không người có thể phát hiện chân tướng. Hết thảy xử lý thỏa đáng, Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, chính là mang phong gian mộng, rời đi ảo tưởng thế giới. Từ ảo tưởng trong thế giới đi ra, hai người lần nữa trở lại thiên đấu sát thần pho tượng nóc, nhưng thấy rất nhiều hung thú ma vật, đã từ pho tượng trên mình rút đi. Những thú dữ kia ma vật, nhưng thật ra là bị thanh hồn Cửu Liên linh khí hấp dẫn. Cái này thanh hồn Cửu Liên, đã bị Diệp Thần, Huyết Long, Tiểu Cấm Yêu chia cắt, mất đi hấp dẫn, rất nhiều ma vật liền tản đi. Phong gian mộng nhìn ra xa bốn phương, nhưng gặp mảnh thế giới này, hắc ám âm trầm, cùng ảo tưởng thế giới tiên quang linh khí, đó là tuyệt đối không thể so sánh, để cho người có chút nghẹt thở. Này, Diệp Thí Thiên, có thể tháo xuống mặt nạ, cho ta xem ngươi dáng vẻ sao? Phong gian mộng đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thần, nói. Nghe vậy, Diệp Thần có chút bất ngờ, nhưng vẫn là gật đầu nói, có thể. Hắn liền đem đồng xanh quỷ diện tháo xuống, ở nơi này dưới mặt nạ mặt, thật ra thì vẫn là một tấm mặt nạ da người, nhưng bởi vì là dùng thanh hồn Cửu Liên tàn khí, hòa lẫn Diệp Thần luân hồi máu chế tạo, cho nên vô cùng tinh mỹ, không phân biệt được là thật cho vẫn là mặt nạ. Phong gian mộng ánh mắt có chút mê ly, hiển nhiên không có phát hiện, mình trước mắt chỗ đã thấy người, thật ra thì còn mang mặt nạ. Nàng cười lắc đầu một cái, nói. Người tướng mạo, không có luân hồi chi chủ xinh đẹp. Diệp Thần lần nữa đem đồng xanh quỷ diện đeo lên, nói cũng phải, luân hồi chi chủ cao lớn uy mãnh, anh tuấn đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, phong lưu hào phóng, cũng không phải ta có thể so sánh. Phong gian mộng ngừ một tiếng, nói, vậy chúng ta hiện tại, là muốn đi viếng thăm phách đao thương lôi sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, đi thôi. Hắn tính một chút thời gian, Nhâm Phi Phàm nói thời gian hạn chế, đã qua, hắn hiện tại đi viếng thăm phách đao thương lôi, cũng không sợ bại lộ. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn phong gian mộng, nhảy rơi thiên đấu sát thần pho tượng, đi sát thần thế giới ra bay đi. Ít nhất phải cùng bay ra sát thần thế giới sau đó, Diệp Thần mới có thể vận dụng Titan thần hạm. Ở sát thần thế giới bên trong, tựa hồ có loại nào đó cấm kỵ lực lượng hạn chế, liền không gian đều khó đánh nát. Hắn mang phong gian mộng, một đường phi hành, đột nhiên thấy có một đạo lưu quang, vậy từ phương xa cấp tốc phóng tới. Có người tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng cũng không có cảm thấy nguy hiểm cùng định ý hơi thở. Chỉ gặp vậy đạo lưu quang, nhanh chóng hạ xuống Diệp Thần trước mặt, lại là phách đao thương lôi tỏa hạ sứ giả,
Thường Tứ Gia, trước đây từng đã tham gia Diệp Thần tang lễ. Thường Tứ Gia, là ngươi. Diệp Thần thấy Thường Tứ Gia, khá có chút bất ngờ. Thường Tứ Gia nói, Diệp Thí Thiên, ngươi là muốn viếng thăm Phách Đao Thương Lôi đại nhân sao? Hắn đã bắt được ngươi ý chí, đặc biệt kêu ta qua tới đón tiếp. Diệp Thần thất kinh, trong đầu nghĩ Phách Đao Thương Lôi tâm tư, lại như này bén nhạy. Hắn ở chỗ này trong đầu nghĩ viếng thăm, Phách Đao Thương Lôi lập tức cảm ứng được, phái người tới nghênh đón, cái này cũng quá kinh khủng. Diệp Thần vô hình có chút rợn cả tóc gáy, sợ thân phận mình bại lộ. Phách Đao Thương Lôi dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn hắn, nhưng hắn thân phận một khi bại lộ, Thiên Khư Thần Điện và Cổ Tinh Môn người, sợ rằng sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, chắp tay một cái, nói, Phách Đao Thương Lôi tiền bối quả nhiên là thần thông quảng đại, cái gì cũng không gạt được hắn, ta đang có viếng thăm ý. Thường Tứ Gia nói, rất tốt. Ánh mắt liếc liếc về Phong Gian Mộng, lại nói, đầu này đuôi thú, người muốn gọi Phách Đao Thương Lôi đại nhân, thay thế thu nhận chiếu cố, vậy cũng là có thể. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, thay ta đa tạ Phách Đao Thương Lôi tiền bối. Thường Tứ Gia nói, không cần ta vì ngươi nói cảm ơn, ngươi tự mình đi Thương Lôi Sơn một chuyến là được. Mảnh thế giới này rất nguy hiểm, là Thiên Đấu Sát Thần sáng tạo thế giới, Thiên Đấu Sát Thần bản thân đã chết, sẽ không lại họa loạn chư thiên, nhưng tín đồ của hắn Thủy Mẫu Đế Cơ, nhưng là một cái đặc biệt cực đoan tồn tại. Một khi Thủy Mẫu Đế Cơ hạ xuống, các ngươi có thể sẽ không đi được. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, thiên sát tinh trước mắt ở trên người hắn, nếu như Thủy Mẫu Đế Cơ làm khó dễ, đích xác là phiền toái không nhỏ. Thường Tứ Gia, vậy chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần nói, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Cùng để ta đi. Thường Tứ Gia phất tay một cái, liền dẫn Diệp Thần và Phong Gian Mộc, rời đi sát thần thế giới, đi Thương Lôi Sơn bay đi. Ba người phá không mà đi, xuyên qua trùng trùng thời không. Không cần thiết đã lâu, liền đến Thương Lôi Sơn. Thương Lôi Sơn, đầy trời sấm sét nổ tung, tử điện nhảy lên, mảnh thế giới này, khắp nơi sống động sấm sét, thiên lôi trên không trung nổi lên thành kiếp nạn vòng xoáy, ung ung chuyển động, gió lớn vạn cổ không ngừng, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ. Ở trên trời bên trong, có từng ngọn phù không núi cao, phía trên cuộc sống rất nhiều võ giả, đều là Phách Đao Thương Lôi con dân. Bọn họ tín ngưỡng cung phụng Phách Đao Thương Lôi. Ở Phách Đao Thương Lôi dưới sự che chở, được ở sấm sét cướp trong biển sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Nhưng nếu như là người ngoài, dám bước vào Thương Lôi Sơn, sợ rằng chỉ có đưa tới đầy trời sấm sét bổ kết quả. Thần đạo cảnh trở xuống người, chỉ cần một bước vào Thương Lôi Sơn, cũng sẽ bị đầy trời sấm sét chém thành phấn vụn.